Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, lúc trước hắn đem Vũ Ma phong ấn đi vào, tại toái niết quan tài đồng cường đại sụp đổ lực phía dưới, Vũ Ma phá diệt, chỉ còn lại một điểm cặn bã huyết thủy, cũng không hiếm lạ, nhưng bây giờ, làm hắn kinh ngạc chính là, cái kia chậm rãi chảy ra huyết thủy, tàn toái huyết nhục thế mà dần dần ngưng tụ, đồng thời cấu tạo thành một đạo nhân hình. Một vệt hình người này cấu tạo quá trình, mặc dù vô biên quỷ dị, nhưng hình người sinh ra sau, lại không có một điểm gian ác khí tức quỷ dị, chỉ có uy mãnh, cường đại, khôi ngô, tráng kiện, bá đạo. Cái kia lại là Vũ Tổ. Vũ Tổ sư tôn. Diệp Thần thấy thế, tại chỗ lại kinh hô lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Từ toái niết trong quan tài đồng chảy ra huyết thủy cặn bã, thế mà dựng lại trở thành Vũ Tổ. Vũ Tổ thân ảnh, vừa sinh ra, vô biên bá đạo khí thế, liền nghiền ép toàn trường, thiên địa sơn hà càn khôn thời không, phảng phất đều phải bởi vì Vũ Tổ xuất hiện, thì triệt để luân hãm. Thiên Chiêu Võ Thần, là ngươi. Nếu Huỳnh nhìn thấy Vũ Tổ xuất hiện, tựa hồ sớm đã có dự kiến, nhưng vẫn ăn cả kinh, cầm đao lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị cùng cảnh giác. Thời khắc này Vũ Tổ, rõ ràng cũng không phải là chân thân, chỉ là một điểm huyết nhục cặn bã huyết thủy ngưng kết cấu tạo ra phân thân, nhưng cái này phân thân năng lượng, cũng đủ mạnh ngang. Vũ Tổ thực lực, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, hắn là Thiên Chiêu Võ Thần, là đến thiên đạo che chở người, thậm chí có thể nói là thiên đạo người đại diện, hắn xuất hiện ở nơi nào, thiên đạo uy nghiêm cùng chúc phúc, liền muốn buông xuống ở đâu. Cho nên, coi như chỉ là một đạo phân thân, Vũ Tổ mang cho người ta uy áp, cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được, phi thường khủng bố. Vũ Tổ, khục, ngươi làm sao còn có thể giáng lâm nơi đây, ngươi không phải là bị huyết đồ xương đả thương nặng sao? Cốt Thiên Đế nhìn thấy Vũ Tổ buông xuống, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn hiện tại, đã bản thân bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu, hoàn toàn không cách nào cùng Vũ Tổ đối kháng. Ha ha, các người cổ tinh môn, cấu kết xấu thần, mê hoặc xương nhi, dẫn dụ nàng làm phản, cho là như vậy thì có thể giết chết ta. Ta bị nàng gây thương tích, không những không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, phá rồi lại lập. Bây giờ thực lực của ta, so dĩ vãng nâng cao một bước. Các người cổ tinh môn nghĩ săn giết ta, thực sự là người si nói mộng. Các người ai nghĩ làm tổn thương ta Diệp Thần Đồ Nhi, ta giết kẻ ấy. Vũ Tổ ngửa mặt lên trời nở nụ cười, hào khí vượt mây, liền cách không một trường, nhấc lên vô tận phong bạo, hướng về Cốt Thiên Đế cuồng chụp mà đi. Cẩn thận! Nếu Huỳnh một tiếng quát nhẹ, mắt phải huyết quang đại tác, trong ánh mắt một điểm kim sắc tinh quang, cũng là trở nên vô cùng rực rỡ đứng lên, thiên địa thương khung thoáng chốc như máu nhuộm, trở nên nặng trĩu, không khí tràn ngập huyết tinh đè nén hương vị, hư không trở nên vô cùng sền sệt. Vũ Tổ cái kia hung mãnh trưởng phong, ở mảnh này sền sệt nhuốm máu bên trong hư không, trưởng thế cũng biến thành chậm chạp trì trệ. Mà như Huỳnh huyết nhãn mở ra, tiềm năng tựa như bị kích thích ra, mảnh mai thân thể bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, thuần trắng tay nắm lấy đen như mực đao, một đao đánh xuống, xoẹt một tiếng, lưỡi đao liền đem Vũ Tổ trưởng phong cắt ra, xoắn nát, chôn vùi. Thậm chí, cái kia lăng lệ lưỡi đao, còn đem Vũ Tổ ép lui về sau một bước. Ma nhãn huyết thương khung, có chút ý tứ. Vũ Tổ nhìn xem như Huỳnh cái kia đỏ tươi mắt phải, lập tức liền nhận ra, đó là trong truyền thuyết ma nhãn huyết thương khung, là một trong thập đại cổ thần khí, là ngày xưa hắc ám nữ thần chế tạo thần khí, thì ra lại truyền đến nàng này trên thân. Ma nhãn huyết thương khung, một mắt mở, thương khung máu nhuộm, thiên địa biến loạn, có thể dẫn phát đủ loại huyết tinh tai họa khí tượng, còn có thể kích phát tự thân khí huyết tiềm năng, để cho tự thân ngắn ngủi tiến vào trạng thái giống khát máu, từ đó tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Bây giờ như Huỳnh, liền tựa như khát máu, cho dù đối mặt Vũ Tổ, cũng có thể vượt qua hai chiêu. Bất quá, nàng rõ ràng không dám ham chiến, tại một đao đem Vũ Tổ sau khi bước lui, quay đầu hướng Cốt Thiên Đế quát lên, đi mau. Cốt Thiên Đế khẽ cắn môi, ngược lại là nghĩ đứng lên đào thoát, nhưng bây giờ trọng thương nghiêm trọng, liền bò dậy khí lực cũng không có. Nếu Huỳnh túm môi làm chạm canh gác, thì khoác lác huýt sáo một tiếng, chỉ thấy lệ một thanh âm vang lên. Một đầu kinh thiên cự điểu, từ phương xa bay vút lên mà đến. Đầu kia cự điểu, hai cánh như đám mây che trời, che khuất bầu trời, toàn thân màu tím, lượn lờ từng cái tử điện cùng lôi đình, phù văn cổ xưa oanh thân, khí thế rộng rãi cực điểm. Cốt Thiên Đế xem xét, liền ngơ ngác một chút, đầu kia cự điểu, càng là cổ tinh môn một trong tứ đại hộ sơn thần thú, lôi âm thần điểu. Cái này như Huỳnh, lại không biết dùng thủ đoạn gì,
càng đem lôi âm thần điểu triệu hoán tới, sụp đổ di tích cổ pháp tắc cùng khí tức, đối với loại này tiên thiên linh điểu tới nói, cùng địa ngục cũng gần như, nói như vậy, lôi âm thần điểu là tuyệt đối không cách nào bay vào sụp đổ di tích cổ, một khi xâm nhập, tự thân trật tự, rất có thể bị sụp đổ pháp tắc tan rã. Nhưng bây giờ, nếu hình tựa hồ dùng chút thủ đoạn đặc thù, thành công đem lôi âm thần điểu triệu hoán xuống. Nàng không dám cùng vũ tổ tương chiến, đầu ngón tay nắm lên cốt thiên đế, liền mang theo hắn bay lên trời đi, rơi vào lôi âm thần điểu trên sống lưng. Cô nương, ngươi ngừng một chút, chờ ta một chút. Phương Huyền Đức hướng về phía Như Huỳnh hô một tiếng, vội vàng cũng bay lên trời, đuổi tới. Phương Huyền Đức tự thất không đi khuất thánh kiếm sau, tựa như bị quất rơi mất người lãnh đạo, lúc này gặp đến Như Huỳnh sau, mới có loại nhìn thấy hy vọng mới một dạng cảm giác. Tử cực thần tôn cùng áo nghĩa giới một đám cường giả, thấy tình thế không ổn, cũng vội vàng bay vọt lên, nhao nhao chạy trốn tới lôi âm thần điểu trên sống lưng đi. Cái này lôi âm thần điểu thân hình khổng lồ, áo nghĩa giới nghiêng chúng đảo vong, đều chạy đến nó trên sống lưng, nó cũng chịu tải đến phía dưới, hơn nữa vẫn còn trống không. Nếu Huỳnh liền khu động lôi âm thần điểu, ra bên ngoài bay lượn mà đi. Phú tổ nhớ thương Diệp thần an nguy, cũng không đuổi theo. Thanh đồng cổ thiềm nhảy tới, gặp địch chúng đã trốn, vội la lên, phú tổ đại nhân, không truy sao. Phú tổ khẽ gật đầu một cái nói, giặc cùng đường chớ đuổi, Diệp thần thụ thương nghiêm trọng như vậy, vẫn là chiếu cố thân thể của hắn quan trọng, huống hồ cái kia Như Huỳnh yêu nữ, là hắc ám huynh đệ hội hãn tướng, hắc ám nữ thần tọa hạ đệ tử. Tất nhiên cũng có chút át chủ bài thủ đoạn, ta bất quá một đạo phân thân, không trấn áp được nàng. Thanh đồng cổ thiềm nói, yêu nữ kia lợi hại như thế. Phú tổ nói, ân, tự nhiên, lần này độ chi mảnh vụn sắp xuất thế, hắc ám huynh đệ hội cũng có ý tranh đoạt, ngàn vạn không thể sơ suất. Thanh đồng cổ thiềm nói, là, khục, Diệp thần gian khổ tầng hắng một cái, ngước mắt nhìn xem vũ tổ, có chút bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, kêu một tiếng, sư tôn. Bây giờ Diệp thần, bộ dáng có thể nói là chật vật đến cực điểm, mình đầy thương tích, máu chảy như suối, lấy thực lực của hắn, cùng cốt thiên đế tương chiến, vẫn là quá miễn cưỡng. Bất quá, kỳ thực Diệp thần cùng huyết long hợp lực, vừa mới vẫn có cơ hội thắng. Chỉ là, cái kia Như Huỳnh yêu nữ đột nhiên xuất hiện, lại phá vỡ thế cục cân bằng, trực tiếp để cho Diệp thần trọng thương, huyết long cũng là chịu phản phệ trọng thương, lại lâm vào trong giấc ngủ say. Diệp thần, đừng nói chuyện. Người thụ thương rất nghiêm trọng. Phú tổ thần sắc tao nhã, vội vàng vung ra bàn tay, cách không lăng không ấn xuống Diệp thần cái trán, đem linh khí của mình chuyển vận ra ngoài. Chỉ thấy phú tổ thân thể, không ngừng trở nên hư hóa lạnh lùng, giống như muốn tiêu tan, trong thân thể của hắn ẩn chứa đại lượng linh khí năng lượng, toàn bộ hóa thành từng sợi màu vàng khí chiều, chuyển vận đến trong cơ thể của Diệp thần. Tại này cổ kim sắc khí chiều tầm bổ phía dưới, Diệp thần trọng thương băng liệt thân thể. Liền bắt đầu chậm rãi khép lại, thương thế đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thanh đồng cổ thiềm, Minh Khiếu Thiên chờ ở bên cạnh khẩn trương nhìn xem, ước chừng sau nửa canh giờ, tại vũ tổ trị liệu xong, Diệp thần thương thế đã không còn đáng ngại, trên thân thể băng liệt vết tích đã hoàn toàn khép lại, chỉ là nguyên khí tiêu hao thực sự quá lớn, hắn gương mặt vẫn là hoàn toàn trắng bệch. Đa tạ cứu mạng, sư tôn. Diệp thần thở dài một hơi, liền cảm thấy thân thể hư nhược khôi phục điểm lực lượng. Liền vội vàng đứng lên hướng vũ tổ cúi người chào. Vũ tổ cứu chữa hảo Diệp thần sau, bộ dạng này phân thân cũng sắp tiêu tán, cười a a khoát khoát tay, nói, không có việc gì, ngươi thể chất tốt, nếu không, chịu này trọng thương, trụ thần đều không cứu được ngươi. Diệp thần nhìn thấy vũ tổ hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, hỏi, sư tôn, thương thế của ngươi không sao? Ta nghe nói, ngươi bị huyết đồ xương phản bội. Vũ tổ khoát tay một cái nói, xương nhi là bị xấu thần đầu độc. Nếu không, nàng cũng sẽ không phản bội. Diệp thần nói, xấu thần. Phú tổ nói, ân, đúng vậy, nói đúng ra, là xấu thần dưới trướng một trong cửu đại ma quân, bệnh ách ma quân, người này liền tiềm phục tại bên cạnh Hiên Viên Vương, cùng Hiên Viên Vương hợp tác. Hiên Viên Vương cũng là không sợ chết, lại dám cùng sử thần phái người hợp tác, bảo hổ lột ra, cũng không sợ bị xấu thần nuốt, ha ha. Diệp thần sầm mặt lại, nói, bệnh ách ma quân sao? Cái bệnh này ách ma quân, hắn trước đó cũng cùng chi giao qua tay, khó chơi vô cùng, thì ra huyết đồ xương càng là bị bệnh ách ma quân mê hoặc, lúc này mới phản bội vũ tổ. Cái kia bây giờ cổ tinh môn sau lưng, còn có xấu thần bóng tối, thế cục trở nên càng vướng víu. Vũ tổ nói, ngươi không cần lo lắng cho ta,
ta là cố ý bị nàng phản bội, ta muốn đưa chính mình tử địa mà hậu sinh, muốn cho mình tại tuyệt chết hoàn cảnh phía dưới, mạo hiểm chứng đạo đột phá. Nhưng, ai, đáng tiếc, ngày hôm nay đạo suy hơi, muốn chứng đạo siêu thiên, khó khăn một chút, ta hiện phiên trong chết trùng sinh, khoảng cách siêu phẩm thiên đế cảnh giới, vẫn là kém một chút, kém một tầng giấy cửa sổ một dạng khoảng cách. Diệp thần nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vũ tổ đã sớm biết bệnh ách ma quân ở sau lưng mê hoặc, cũng biết huyết đồ xương chịu mê hoặc muốn làm phản. Nhưng hắn cố ý không ngăn cản, chính là muốn đưa chỗ chết mà hậu sinh, chỉ là chứng đạo siêu thiên gian khổ, hắn không thể thành công, mặc dù thực lực có chỗ tiến bộ, nhưng khoảng cách trong truyền thuyết siêu thiên chi cảnh, vẫn là kém một chút như vậy. Diệp thần nói, sư tôn, vậy ngươi bây giờ thương thế tốt, ta đi đón ngươi, chúng ta cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ cướp được độ chi mảnh vụn sau, ta thay ngươi siêu độ, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi sụp đổ di tích cổ. Vũ tổ quanh năm ở tại trong sụp đổ di tích cổ, cơ thể huyết mạch đã sớm cùng phương thế giới này địa mạch hòa làm một thể, không cách nào thoát ly, một khi hắn rời đi sụp đổ di tích cổ, liền sẽ giống rời đi thủy con cá, lại bởi vì không cách nào thích ứng ngoại giới pháp tắc mà chết đi. Nghĩ giải quyết điểm này mà nói, chỉ có Diệp thần luyện hóa độ chi mảnh vụn, chấp trưởng vô thượng siêu độ vĩ lực, thay vũ tổ hóa giải mất sụp đổ ràng buộc, dạng này mới có thể để cho hắn thuận lợi thoát thân đi ra. Vốn là vũ tổ tạo phản bội thụ thương, Diệp thần còn phải suy nghĩ nghĩ cách cứu viện, nhưng bây giờ vũ tổ phá rồi lại lập, thương thế cũng đã, thực lực đại tiến, thậm chí có thể ngược lại cứu hộ Diệp thần, cái kia Diệp thần cũng không cần hao tổn tâm huyết. Bây giờ chỉ cần tìm được vũ tổ, sư đồ hai người hợp lực, đủ để quét ngang toàn bộ băng phôi đế quốc di tích cổ. Vũ tổ lại nói, sự tình không có đơn giản như vậy, Diệp thần, ta bây giờ tại sụp đổ hoàng thành trong phế tích, cái kia phế tích nguy hiểm trọng trọng, người thương thế mới khỏi, nguyên khí chưa hồi phục, không thể tùy tiện tới gần, bằng không có táng thân chi hiểm. Diệp thần nói, sụp đổ hoàng thành phế tích. Vũ tổ nói, đúng vậy, sụp đổ hoàng thành, chính là trước kia sụp đổ đế quốc trung ương hạch tâm. Là sụp đổ chi chủ cùng chư đa đế quốc trọng thần cường giả cư trú tu luyện, tế tự cầu nguyện thánh địa, trước kia sụp đổ chi chủ còn chưa có chết, băng phôi đế quốc còn không có phá diệt thời điểm, hoàng thành liền đã bị phá hủy trở thành phế tích. Diệp thần nói, a, à. Vũ tổ ánh mắt có chút thâm thúy, hồi ức chuyện cũ, lại có chút thổn thức bộ dáng, nói. Trước kia, sụp đổ chi chủ là hắc ám huynh đệ hội đại sư huynh, là hắc ám nữ thần thủ tịch đệ tử, thậm chí ngay cả thiên tổ cũng nghĩ lôi kéo hắn. Áo nghĩa giới, tinh hằng thiên, không pháp gốc, cũng là đế quốc của hắn địa bàn. Nhưng hắn không muốn liên lụy tới hắc ám nữ thần cùng thiên tổ phân tranh bên trong, liền thoát ly hắc ám huynh đệ hội độc lập sau hắn mất đi che chở, liền bị hồn thiên đế để mắt tới. Hồn thiên đế không ngừng phái người tiến đánh băng phôi đế quốc, tại trong chiến tranh dài dằng dặc, sụp đổ hoàng thành cuối cùng bị phá hủy, từ hoàng thành bị hủy diệt vào cái ngày đó bắt đầu. Sụp đổ chi chủ chắc chắn phải chết, hắn đã mất đi căn cơ cùng ký thác. Bây giờ, cái kia phiến hoàng thành phế tích, còn lưu lại viễn cổ chiến tranh phong hỏa vết tích, có vô số chiến hồn lệ phách phiêu đáng, còn có chút thời không mảnh vụn, có thể tái diễn năm đó đại chiến, vô cùng nguy hiểm, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên tùy tiện tới gần, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Trong lòng Diệp thần run lên, nói, thì ra là thế, sư tôn, ta không tiện đi vào, vậy ngươi có thể ra ngoài tìm ta à? Vũ tổ lại lắc đầu nói, ngươi có thể không biết, độ chi mảnh vụn liền chôn ở hoàng thành bên dưới phế tích, ta không ra được. Diệp thần cả kinh nói, cái gì? Độ chi mảnh vụn tung tích, sụp đổ di tích cổ rất nhiều thế lực cường giả, đều nghĩ tìm kiếm, bây giờ nghe vũ tổ lời nói, thì ra khối kia mảnh vụn, liền chôn cất tại sụp đổ hoàng thành bên dưới phế tích. Vũ tổ nói, độ chi mảnh vụn, ngay tại hoàng thành bên dưới phế tích, hơn nữa đã nhanh đào được. Mảnh vỡ kia ma lực ngập trời, tự thành tràng vực, thân thể của ta đã bị mảnh vụn ma lực khóa lại, không thể thoát khỏi mảnh vụn hình thành tràng vực rời đi. Cục diện như vậy, thật giống như một vì sao, bị thái dương lực hút khóa chặt lại, không cách nào thoát ly thái dương trường hấp dẫn, cái kia độ chi mảnh vụn, chính là vầng mặt trời này. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn biết độ chi mảnh vụn cường đại, nhưng không nghĩ tới lớn mạnh đến mức này. Lại có thể khóa chặt vũ tổ đều không thể thoát khỏi độ chi mảnh vụn ma lực bắt được cùng dẫn dắt. Vũ tổ nói, trừ phi có người có thể luyện hóa độ chi mảnh vụn, ta mới có thể thoát khốn, nếu không, ta chân thân chỉ có thể một mực bị khóa chết ở hoàng thành trong phế tích, ngoại nhân nếu là tới gần cái kia mảnh phế tích, cũng biết lọt vào độ chi mảnh vụn ma lực bắt được,
không thể thoát khỏi. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nói, luyện hóa mảnh vụn sao? Vũ Tổ lắc lắc đầu nói, luyện hóa độ chi mảnh vụn, cơ hồ là chuyện không thể nào, độ chi mảnh vụn ma lực, thực sự quá kinh khủng, coi như siêu phẩm thiên đế nếm thử đi luyện hóa, đều có nguy hiểm có thể chết đi, chớ nói chi là người bình thường. Một bên Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, Vũ Tổ đại nhân, luân hồi chi chủ không phải người bình thường, hắn có luân hồi huyết mạch nội tình, mà ngục mệnh tinh vốn chính là một phần của thân thể hắn. Vũ Tổ nói, ta biết, nhưng cửu đỉnh cảnh 5 tầng trời đỉnh phong, phần này tu vi, thực sự quá không đủ a. Đừng nói luyện hóa độ chi mảnh vụn, dám tới gần cũng là chết. Diệp Thần nói, không sao, sư tôn, không cần quá lo lắng, ta có đặc thù vật chứa, trước tiên có thể chứa đựng độ chi mảnh vụn mang đi, coi như không thể lập tức luyện hóa, có thể tạm thời mang đi mảnh vụn, cũng có thể giúp ngươi đã thoát khốn. Vũ Tổ ánh mắt sáng lên, ồ một tiếng, biết Diệp Thần có thủ đoạn, trong lòng của hắn liền thoáng an định lại, nói, ngươi có thủ đoạn, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, nhưng bây giờ vẫn là không thể vội vàng sao động, ngươi khôi phục nguyên khí lại nói, hơn nữa mảnh vụn còn không có chân chính đào được. Diệp Thần gật gật đầu, nói, hảo, sư tôn, vậy ta ngay tại mảnh vụn đào được phía trước tiên khôi phục nguyên khí, làm tiếp chuẩn bị cẩn thận, cuối cùng lại đi hoàng thành phế tích tìm ngươi. Diệp Thần cảm thấy có chủ ý, hắn biết nghĩ ứng đối tương lai đủ loại nguy hiểm, thực lực bản thân mới là mấu chốt nhất, hiện tại hắn trọng thương mới khỏi, suy yếu như vậy trạng thái, tự nhiên không có cách nào đi cứu Vũ Tổ. Vũ Tổ nói, hảo, ta chờ ngươi. Cái này độ chi mảnh vụn, chúng ta nhất định muốn cướp đến tay, ngàn vạn không thể rơi vào cổ tinh môn trong tay. Nói thật, Vũ Tổ cũng không cho rằng, cổ tinh môn có năng lực luyện hóa độ chi mảnh vụn, vật kia thực sự quá kinh khủng. Đơn giản không phải sức người có thể nắm trong tay. Nhưng, coi như không thể luyện hóa, nếu là cổ tinh môn lấy được, dựa vào độ chi mảnh vụn chế tạo trận pháp, hoặc xem như nguồn năng lượng bảo hố, dùng để thôi động pháp bảo gì binh khí, đó cũng là tương đương phải chết sự tình. Cho nên, cái này độ chi mảnh vụn, liên quan đến luân hồi trận doanh sinh tử tồn vong, không thể sai sót. Sư tôn, ta đã biết. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, cũng biết độ chi mảnh vụn trọng yếu. Vũ Tổ thân ảnh, dần dần biến mất, toàn bộ áo nghĩa giới bên trong, cũng chỉ còn lại có Diệp Thần, Minh Khiếu Thiên, Thanh Đồng Cổ Thiềm ba người, còn có chút võ thần bộ lạc người sống sót. Vốn là áo nghĩa giới sơn môn rất nhiều các đệ tử, cũng đã toàn bộ chạy mất, đi theo Lôi Âm Thần Điểu rời đi. Bây giờ, lớn như vậy áo nghĩa giới, đều xem như rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần thở phào một hơi, may mắn lần này, có Vũ Tổ trợ lực, nếu không... hắn rất có thể liền đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Minh Khiếu Thiên nói, luân hồi chi chủ, ta gọi người tới. Hắn phát ra một phát đạn tín hiệu, triệu hoán sụp đổ thần giáo chư đệ tử tới, một cái là bảo vệ Diệp Thần, thứ hai là chiếm giữ áo nghĩa giới. Sụp đổ thần giáo sơn môn, sụp đổ chi lực tràn ngập, là một khối ác địa, không sánh được áo nghĩa giới sơn thanh thủy tú, có thể chiếm giữ ở đây, sụp đổ thần giáo liền có thể nhận được một khối phong thủy bảo địa, chỗ tốt cực lớn. Diệp Thần khẽ gật đầu, hiện tại hắn đại thương mới khỏi, nguyên khí suy yếu, cần điều tức, liền cưỡi Thanh Đồng Cổ Thiềm, trở lại áo nghĩa giới trong sơn môn nghỉ ngơi. Tử Cực Thần Tôn, Phương Huyền Đức bọn người chúng đào tẩu vội vàng, áo nghĩa giới trong sơn môn có thật nhiều thiên tài địa bảo, bọn hắn cũng không kịp mang đi, đổ tiện nghi Diệp Thần. Diệp Thần mở ra khố phòng, lấy ra đại lượng dược thảo linh tài, trực tiếp vận chuyển luân hồi pháp hấp thu, tẩm bổ bản thân thân thể hư nhược, nguyên khí dần dần khôi phục. Lần này áo nghĩa giới hành trình, khó khăn trắc trở rất nhiều, may mắn đến cuối cùng, Diệp Thần thu hoạch cũng không nhỏ. Bước kế tiếp, liền nên đi tiếp ứng như Tường Vi, thương lượng cướp đoạt độ chi mảnh vụn sự tình. Độ chi mảnh vụn, ma lực ngập trời, liền Vũ Tổ cũng không thể đối nghịch, Diệp Thần đoán chừng mình muốn cướp được mà nói, cũng là vô cùng gian khổ, nếu Tường Vi trong tay Hỗn Nguyên Kim Hạp, là mấu chốt nhất đồ vật, là trước mắt duy nhất có thể chứa đựng độ chi mảnh vụn vật chứa. Tường Vi cô nương. Diệp Thần liền truyền ra ý niệm, cùng như Tường Vi cách không câu thông. Ta tại. Nếu Tường Vi rất nhanh liền đáp lại, lớn tiếng nói, ngươi mau tới đón ta, thay ta chữa thương, ta sắp không chịu được nữa. Muội muội ta muốn tới giết ta. Diệp Thần nghe nàng ngữ khí cũng không tính cỡ nào suy yếu, nhưng trong tiếng nói sợ hãi kinh hãi, lại là khó mà che giấu, liền biết nàng kỳ thực cũng không phải là đau đớn khó nhịn, mà là như huỳnh xuất hiện, để cho nàng vô cùng sợ. Đạo tâm đã loạn, cho nên muốn Diệp Thần nhanh lên đi tiếp ứng. Ngươi không có bại lộ,
muội muội của ngươi làm sao biết ngươi tọa độ? Ngươi sẽ không bị nàng giết chết, không cần hoảng. Diệp Thần trì hoãn âm thanh an ủi. Nếu Tường Vi lớn tiếng nói, ngươi mau tới đón ta chính là. Diệp Thần nói, hảo, ta lập tức liền phái người đi đón ngươi. Hắn gọi tới Thanh Đồng Cổ Thiềm, để cho Thanh Đồng Cổ Thiềm ra ngoài đón người. Thanh Đồng Cổ Thiềm khi lấy được Diệp Thần cứu chữa, con mắt thương thế khép lại sau, đã có thể hoạt động như bình thường, không cần lại chịu địa mạch hạn chế, nó liền lập tức ra ngoài tiếp ứng Như Tường Vi. Diệp Thần cùng Như Tường Vi duy trì câu thông, hỏi, hai người muội muội đều tới. Nếu Tường Vi nói, ta không xác định, bây giờ có thể xác định, là tam muội Như Huỳnh tới, Nhược Mộng không biết, nàng năm đó tay không tiếp xúc qua độ chi mảnh vụn, quả nhiên bị ma khí ăn mòn, đã biến thành bây giờ bộ dạng này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Diệp Thần hồi tưởng lại Như Huỳnh tướng mạo, toàn thân thuần trắng như quỷ mị, đích thật là vô cùng yêu dị, thì ra càng là bởi vì trước kia chịu độ chi mảnh vụn ma khí ăn mòn, cho nên biến hóa như thế. Cái này Như Huỳnh, thực lực như thế nào? Diệp Thần lại hỏi. Nếu Tường Vi nói, ta nhìn không thấu, nhưng nàng tất nhiên buông xuống, nhất định là phụng Hắc Ám Nữ Thần mệnh lệnh, ta sớm đã nói với ngươi, Hắc Ám Nữ Thần tuyệt sẽ không nhìn xem ngươi ma ngục mệnh tinh thắp sáng. Nàng không thể chịu đựng thiên tổ tư tưởng địa ngục trật tự thiết lập, tất nhiên sẽ tiến hành phá hư. Bất quá sự tình đến một bước này, gọi ngươi lùi bước cũng không khả năng, vậy thì đấu nữa a. Nhưng, ta có thể không giúp được ngươi. Diệp Thần nói, vì cái gì, ngươi bị thương rất nghiêm trọng. Nếu Tường Vi muốn nói lại thôi nói, không phải nhục thân thương, là đạo tâm ma chướng, ta vừa nhìn thấy muội muội ta cũng cảm giác. Diệp Thần nói, sợ sao? Nếu Tường Vi nói, xem như thế đi, không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy nàng hiện thân trong nháy mắt, trong lòng ta liền có mạc danh sợ hãi sinh sôi, ta không giúp được ngươi, ta chỉ có thể đem Hỗn Nguyên Kim Hạp cho ngươi. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, ngươi cái hộp kia cho ta liền tốt, con đường sau đó, ta sẽ tự mình đi. Nếu Tường Vi nói, ân. Diệp Thần đợi gần nửa ngày, Thanh Đồng Cổ Thiềm trở về. Người đâu? Diệp Thần chỉ thấy được Thanh Đồng Cổ Thiềm, không có thấy Như Tường Vi, liền hỏi. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, tại trong bụng ta, nàng thụ thương rất nặng, trên đường lại nguy hiểm, ta gọi nàng tại trong bụng ta tránh một chút. Thanh Đồng Cổ Thiềm sờ lên chính mình bụng lớn, há miệng liền nghĩ đem người phun ra. Đừng để ta đi ra. Một thanh âm từ bên trong truyền ra, quả nhiên là Như Tường Vi âm thanh. Ta ngay ở chỗ này chữa thương tính dưỡng liền có thể. Luân hồi chi chủ, cái hộp này cho ngươi. Nếu Tường Vi tựa hồ rất khủng hoảng, ngay cả lộ diện dũng khí cũng không có. Thanh Đồng Cổ Thiềm lộc cộc một tiếng, phun ra đầu lưỡi, trên đầu lưỡi cuốn lấy một cái chiếc hộp màu vàng óng, chính là cái kia Hỗn Nguyên Kim Hạp, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần lấy được Hỗn Nguyên Kim Hạp, lông mày nhíu một cái. Thanh Đồng Cổ Thiềm nói, luân hồi chi chủ, vị cô nương này tựa hồ bộ dáng rất sợ hãi. Diệp Thần nói, tính toán. Liền để nàng nghỉ ngơi đi. Diệp Thần biết là Như Huỳnh xuất hiện, để cho Như Tường Vi vô cùng khủng hoảng, đạo tâm đã triệt để hỗn loạn, bây giờ Như Tường Vi là không giúp được hắn cái gì, không trở thành vướng víu cũng đã là chuyện tốt. Có thể cầm tới Hỗn Nguyên Kim Hạp, Diệp Thần đã tính toán hài lòng. Tốt a. Thanh Đồng Cổ Thiềm cũng không biết trong đó then chốt, nhưng cũng không nhiều hỏi, bây giờ Như Tường Vi tại trong bụng nó, chỉ cần nó không chết, đối phương sẽ không phải chết. Cũng là rất an toàn. Tại thu xếp tốt Như Tường Vi sau đó không lâu, sụp đổ thần giáo chư trưởng lão, hộ pháp, đệ tử, cũng nhao nhao di chuyển mà đến, Phó Vũ Vi cùng thiên nữ đều đi theo tới. Áo nghĩa giới lần này quan bảo đại hội, sinh sản ra đủ loại biến cố, thiên nữ tự nhiên cũng là thấy rõ tinh tường, cảm thấy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới một hồi điển sẽ, thế mà lại nhấc lên như thế kinh thiên phong bạo. Diệp Thần cùng trời nữ tướng gặp, hai người rất có ăn ý lui tả hữu. Một chỗ một phòng. Thiên nữ lập tức liền đem thân thể bu lại, nâng Diệp Thần khuôn mặt liền hôn xuống, nàng một hôn phía dưới, quanh thân băng hoàng đằng múa, thánh phủ lấp lóe, từng trận chúc phúc chi lực lan tràn ra. Ta bằng vào ta băng hoàng thánh điển chúc phúc ngươi nguyên khí khôi phục, tinh thần minh xét, cơ thể tráng kiện. Thiên nữ hôn một cái liền buông ra cánh môi, nhẹ giọng vì Diệp Thần chúc phúc, lại điều động tự thân vĩ đại kỳ quan năng lượng, vì Diệp Thần khôi phục nguyên khí. Nàng từng tư tưởng ra một đạo vĩ đại kỳ quan, liền kêu băng hoàng thánh điển, giờ phút này băng hoàng thánh điển năng lượng, liền tràn ngập ra, tẩm bổ Diệp Thần. Mà thiên nữ linh khí của mình, nhưng là kịch liệt tiêu hao hết.
Diệp Thần nhận được thiên nữ chúc phúc, cực kỳ phấn chấn, có chút cảm kích nói, đa tạ, thiên nữ. Thiên nữ khẽ gật đầu một cái, đứng dậy, lại cùng Diệp Thần duy trì một cái lãnh đạm khoảng cách, nói, không cần cảm ơn, ta chỉ là vì nhường ngươi mau chóng khôi phục thôi, ngươi đã nói, chờ chuyện chỗ này, ngươi giống như ta đi Mỹ Thần Cung một chuyến, giúp chúng ta chế tạo sinh tử phong thần bi, đối kháng hồn thiên đế. Diệp Thần biểu lộ cứng đờ, bất đắc dĩ nói, chuyện nơi đây, chỉ sợ không có tốt như vậy giải quyết thích đáng. Hiện tại hắn tay nắm lấy hỗn nguyên kim hộp, xuyên thấu qua hỗn nguyên kim hộp, có thể cảm nhận được độ chi mảnh vụn tình huống, mảnh vỡ kia đã là dục dịch, sắp đào được, nếu Tường Vi lại thụ thương nghỉ ngơi, cỗ này xuất thổ ba động, ai cũng không áp chế được. Diệp Thần đoán chừng, nhiều nhất mấy ngày, độ chi mảnh vụn liền muốn chính thức xuất thế. Đến lúc đó, các phương thế lực nhất định đem lũ lượt mà tới. Chính hắn bên này minh hữu có sụp đổ thần giáo cùng thanh đồng cổ thiềm, nhưng địch nhân phương diện, tử cực thần tôn, cốt thiên đế, nếu huỳnh, còn có dấu ở sau lưng bệnh ách ma quân, người người đều không phải là đèn đã cạn dầu, muốn đối kháng, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Phú tổ bây giờ thương thế cũng đã, ngay tại hoàng thành bên trong phế tích, chờ độ chi mảnh vụn đào được, phú tổ cũng là thiên đại minh hữu cùng trợ lực, nhưng địch nhân người đông thế mạnh, nhưng cũng không thể phớt lờ. Diệp Thần tính toán phe mình cùng phe địch so sánh thực lực, liền cảm thấy có chút khó giải quyết. Hơn nữa, hắn mơ hồ lại cảm thấy, ở đó hoàng thành bên trong phế tích, có thể còn cất giấu nguy hiểm không biết, thậm chí, độ chi mảnh vụn bản thân, rất có thể chính là nguy hiểm lớn nhất. Tóm lại, muốn giải quyết thích đáng nơi đây sự tình, không hề dễ dàng. Thiên nữ nói, ta biết không tốt giải quyết, ta sẽ giúp ngươi. Diệp Thần nghe lời nói này, tâm thần hơi hơi rung động, liền đưa tay muốn đi chảo thiên nữ tay. Thiên nữ lại đưa tay lui về phía sau hơi co lại, trừng Diệp Thần một mắt, nói, uy, ta giúp ngươi, là vì Mỹ Thần Cung, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Thần cười khổ một tiếng, có chút ngượng ngùng thu tay lại, nói, tốt ha. Hắn nghĩ thầm, có thiên nữ trợ lực, vậy lần này cướp đoạt độ chi mảnh vụn, lại nhiều một phần chắc chắn. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, vậy còn không đủ, hắn cần càng nhiều trợ lực. Diệp Thần nghĩ tới không pháp cốc, diệt không thiên đế còn tại trong địa lao, chờ lấy hắn mang theo tỉnh Vũ Ngọc Lộ trở về, hiện tại hắn nhận được thiên nữ chúc phúc, nguyên khí đã khôi phục, có thể cân nhắc trở về không pháp cốc một chuyến. Thiên nữ, người ở nơi này chờ ta có việc đi ra ngoài một chuyến, tại độ chi mảnh vụn đào được phía trước, ta sẽ trở về. Diệp Thần nhìn xem thiên nữ nói. Thiên nữ nói, người muốn đi đâu? Ta cùng ngươi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, nhiều người ngược lại vướng bận, ngươi ở nơi này chờ ta chính là. Hắn từ trong phòng đi ra, lại hướng thanh đồng cổ thiềm, Minh Khiếu Thiên mấy người phân phó một phen, cuối cùng liền tự mình rời đi áo nghĩa giới, trực tiếp đi tới không pháp cốc. Mà tại Diệp Thần rời đi về sau, thiên nữ đôi mi thanh tú lại hơi hơi một cái nhăn mày. Nàng cảm giác được cái gì, thế nhưng phần cảm giác giống như diều bị đứt dây không cách nào chắc chắn. Nàng thở ra một hơi, ngồi xếp bằng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, song đồng lại xuất hiện một đạo băng hoàng hình bóng. Băng hoàng hình bóng tại hai con ngươi ở giữa như gió ảnh mà qua, có chút thần bí, trán của nàng không ngừng chảy ra giọt giọt mồ hôi, rõ ràng cử động lần này đối với thiên nữ tới nói có gánh nặng cực lớn. Mấy tức sau đó, đôi mắt đẹp của nàng đóng lại, đồng thời, mi tâm của nàng lại xuất hiện một đạo băng hoàng ấn ký. Ấn ký này tràn ngập sức mạnh xưa nay chưa từng có. Nếu như Diệp Thần ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện cái gì. Đột nhiên, thiên nữ mở mắt ra, nàng tựa hồ thấy được một hình ảnh, trong hình, Diệp Thần gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ Diệp Thần chuyến này sẽ xảy ra chuyện? Không được. Mà giờ khắc này dọc theo đường Diệp Thần cũng không biết thiên nữ cảm giác, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, lần này tại áo nghĩa giới trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng phải thiên nữ một hôn, hơi có điểm khổ tận cam lai cảm giác, trong đan điền nóng hừng hực. Linh khí phồng lên hơi chướng. Răng rắc một tiếng, cảnh giới then chốt phá vỡ, Diệp Thần tu vi, chính là nước chảy thành sông một dạng bước vào cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời sơ giai tình cảnh. Cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời, không tệ, không tệ. Cảm thụ được tự thân tu vi đột phá, Diệp Thần có chút hài lòng, độ chi mảnh vụn đào được sắp đến, mỗi một điểm đột phá cùng tiến bộ, cũng là vô cùng chân quý, là kế tiếp hy vọng sống sót. Xuyên qua sụp đổ di tích cổ xương mù dày đặc, vòng qua rất nhiều Hankai Beast tập kích, Diệp Thần rất nhanh liền thuận lợi về tới không pháp cốc. Nhưng để cho Diệp Thần có chút kỳ quái là, toàn bộ không pháp cốc, an tĩnh lạ thường,
không có nửa điểm âm thanh truyền ra. Làm Diệp Thần đứng tại không pháp cốc lối vào chỗ, càng có thể nhìn thấy cách đó không xa đường núi, một gốc cây tùng lớn bên trên, lại mang theo hai khỏa đầu người. Cái kia hai khỏa đầu người, lại là Diệt Không Thiên Đế cùng Mục Ngàn Nhẫn đầu người. Diệt Không Thiên Đế cùng Mục Ngàn Nhẫn, cư nhiên bị giết chết. Đầu của bọn hắn, liền lẻ loi treo ở trên cây, theo gió phiêu lãng lấy, nhìn mười phần thê thảm. Nguy rồi! Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền cảm thấy bàn chân thực chất một cỗ khí lạnh, xông thẳng đỉnh đầu, liền biết kế hoạch bại lộ, hắn lập tức xoay người liền chạy. Nhưng vừa mới vẫn là vô cùng an tĩnh không pháp cốc, đột nhiên tiếng giết đại tác, đếm không hết võ giả, từ chung quanh trong rừng cây từng mảnh trong bóng tối xông ra. Diệp Thần ngẩn ngơ, nhiều võ giả như vậy, giấu ở chung quanh rừng cây trong bóng râm, hắn lại không có chút phát hiện nào, đối phương ẩn nặc thuật, lại cao minh đến tình trạng như thế. Trong thoáng chốc, trăm ngàn võ giả giết ra, vô tận đao quang kiếm ảnh, vô số thần thông thuật pháp tia sáng, liền hướng Diệp Thần chém giết oanh tạc mà đến. Diệp Thần chúng mai phục, sống chết trước mắt, kích động tâm thần lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Thần giáp mệnh tinh, lớn thủ hộ. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần quát to một tiếng, thần giáp mệnh tinh tế ra, tất cả thủ hộ phòng ngự năng lượng, toàn bộ bạo phát đi ra, ngàn vạn nhanh bọc thép mảnh vụn răng rắc cấu trang thành năm mặt tấm chắn màu vàng, vây quanh Diệp Thần thân thể hô hô bắt đầu chuyển động. Tấm chắn cùng tấm chắn ở giữa, mênh mông cương khí kim màu vàng óng tương liên, năm mặt tấm chắn nhìn như có khe hở, nhưng trên thực tế thủ hộ cương khí tràn đầy, lồng che trời bên trên dưới mặt đất, bảo vệ được Diệp Thần toàn thân. Chanh chanh chanh, phanh phanh phanh. Đếm không hết đao kiếm, chém vào thần giáp mệnh tinh biến thành trên tấm chắn, đếm không hết thần thông thuật pháp, cũng oanh tạc ở phía trên. Nhưng may mắn, Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, lực phòng ngự đủ mạnh mẽ, mãnh liệt như vậy như thủy triều thế công, thế mà toàn bộ cho đỡ được. Nhìn thấy Diệp Thần lại có thể ngăn lại hung mãnh như vậy mai phục vây công, chung quanh không pháp cốc rất nhiều đám võ giả, cũng là choáng váng, lộ ra một bộ gặp quỷ một dạng biểu lộ, nhao nhao lui về phía sau thối lui. Khanh khách. Không hổ là luân hồi chi chủ đâu, tiểu muội liền biết, dạng này mai phục cũng là giết không chết ngươi. Một đạo như chuông bạc tiếng cười duyên vang lên, chỉ thấy một cái tóc trắng, bạch đồng, da trắng, bạch y, váy trắng, trần trụi hai chân thiếu nữ, từ một cây đại thụ bóng tối bay về sau đi ra. Lại là Như Huỳnh. Tại Như Huỳnh sau khi xuất hiện, lại có hai thân ảnh, từ đại thụ kia trong bóng tối bốc lên, chính là Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần. Chỉ thấy Cổ Đoạn Trần một đôi mắt đã đều hóa thành đen nhánh màu sắc, hai khỏa con mắt đều thành ma nhãn, hắn bóng tối ma nhãn triệt để đầy đủ hết. Vốn là, bóng tối ma nhãn có hai khỏa, Cổ Đoạn Trần chỉ có một khỏa mắt trái, mắt phải tại Diệt trên thân Không Thiên Đế. Nhưng bây giờ, Diệt Không Thiên Đế mắt phải, đã bị hắn trưởng khống. Có hoàn chỉnh bóng tối ma nhãn, Cổ Đoạn Trần đại đạo bổ tu, cả người khí thức so với dĩ vãng cường hoành, bóng tối bí thuật cũng là xảo trá lợi hại rất nhiều, lợi dụng bóng tối che đậy. Đem nhiều người như vậy mai phục tại ở đây, Diệp Thần lại không có chút phát hiện nào. Nếu như không phải Diệp Thần có thủ đoạn bảo mệnh, vừa mới trăm ngàn võ giả đột nhiên tập sát, hắn rất có thể đã chết. Nếu Huỳnh, là người cái này yêu nữ. Diệp Thần quanh thân dũng động sát ý cường đại, dương mắt lạnh lẽo như Huỳnh. Diệt Không Thiên Đế mắt phải, vốn là gia tăng nhân quả luật, nếu như Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần bên này, dám cưỡng ép móc mắt mà nói. Viên kia ma nhãn thì sẽ hoàn toàn phá diệt. Nhưng bây giờ, Diệt Không Thiên Đế mắt phải, êm đẹp bị Cổ Đoạn Trần kế thừa, cái này sau lưng, tất nhiên là Như Huỳnh đang dở trò. Chỉ có nàng, mới có thể phá mất Diệt Không Thiên Đế nhân quả luật, đem ma nhãn đào đi, chỉ dựa vào Minh Không Thiên Đế cùng Cổ Đoạn Trần, cũng không có phần này bản sự. Cũng chỉ có nàng, mới có thể nhìn ra tất cả nhân quả, biết Diệp Thần cùng Diệt Không Thiên Đế giao dịch. Độ chi mảnh vụn sắp xuất thế. Diệp Thần muốn lôi kéo Minh Hữu, nếu Huỳnh cũng tại lôi kéo, lần này nàng giết chết Diệt Không Thiên Đế, giúp Cổ Đoạn Trần lấy được hoàn chỉnh bóng tối ma nhãn, không pháp cốc trên dưới đều đối nàng nghe lời răm rắp. Nếu Huỳnh cười duyên nói, luân hồi chi chủ, ngươi thật đúng là lợi hại đâu, dạng này mai phục đều không gây thương tổn được ngươi, xem ra tiểu muội muốn đích thân lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Nàng quay đầu hướng Minh Không Thiên Tôn nói, cốc chủ thúc thúc, còn xin đem tảng sáng cung cho ta mượn. Minh Không Thiên Tôn lập tức trần chờ, tảng sáng cung là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, ngày xưa tảng sáng chi chủ di vật, giá trị chân quý bực nào, hắn không muốn dễ dàng cấp cho ngoại nhân. Nhưng hắn biết, trước mắt cái này thuần trắng thiếu nữ,
đừng nhìn nàng khách khách khí khí, tâm tư chi tàn nhẫn, thủ đoạn chi tàn khốc, xa phi thường người có thể so sánh, thiếu nữ sau lưng hắc ám huynh đệ hội cùng hắc ám nữ thần, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Lập tức, Minh Không Thiên Tôn không thể làm gì khác hơn là lấy ra tảng sáng cung, giao đến Như Huỳnh trong tay. Nếu Huỳnh trắng bệch nhỏ bé yếu đuối bàn tay, bắt được khom lưng, ngọc thạch chế tạo khom lưng vừa rơi xuống đến trong tay nàng, lập tức phóng ra một vòng trăng non tảng sáng giống như quang huy rực rỡ. Nàng lấy một cái yêu nhã uyển chuyển tư thái kéo ra cung, một chi thuần túy là linh khí cùng thuần quang ngưng tụ thành mũi tên, tại hắn đầu ngón tay hình thành, sau đó băng một tiếng, quang tiễn như vạch phá đêm tối nắng sớm chi quang, vô cùng nhanh chóng hướng về Diệp Thần bắn giết mà đi. Diệp Thần lập tức tê cả da đầu, lạnh buốt cả người, phảng phất linh hồn đều bị tập trung ở, cả người có loại bị xé nứt xuyên qua một dạng ảo giác. Nếu Huỳnh bắn ra mũi tên, nhìn cũng không tính quá hung mãnh, nhưng mũi tên lướt qua, dọc đường thời không liền trực tiếp sụp đổ, băng liệt nát bấy thành hắc ám hỗn độn, bị xé rách ra vô tận thời không loạn lưu phong bạo, chờ mũi tên này, bắn tới Diệp Thần trước mặt thời điểm, đã là xen lẫn kinh thiên bàng bạc phong bạo lôi minh, muốn đem Diệp Thần triệt để xoắn nát. Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần nhìn thấy một màn này, cảm thấy đều là hãi dị, cùng tưởng nhớ, cái này yêu nữ ngược lại là lợi hại, lại có thể kéo ra tảng sáng cung, một tiễn này tuyệt không phải ta sư đồ có thể ngăn cản. Tảng sáng cung là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, liền xem như Minh Không Thiên Tôn, cũng không cách nào phát huy ra uy lực, thậm chí ngay cả kéo căng cung đều không làm được. Nhưng nếu Huỳnh dễ dàng, liền kéo căng tảng sáng cung, cho dù nàng không thông hiểu tiễn thuật, dựa vào tảng sáng cung, nàng cũng có thể bắn ra đủ để xuyên qua thiên địa càn khôn một tiễn, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vô địch cực điểm. Diệp Thần khí thế bị tập trung, đã vô pháp tránh né, hắn lập tức điều động toàn thân linh khí, thôi động thần giáp mệnh tinh, răng rắc trước người bày ra trăm ngàn đạo thần thuẫn phòng ngự. 333. Nếu Huỳnh mũi tên bắn tới, bẻ gãy nghiền nát, càng đem Diệp Thần bày ra trăm ngàn đạo thần thuẫn, mãnh liệt xuyên qua, giống như xuyên thấu từng chương trang giấy. Mũi tên lực đạo chi hung mãnh, thật là không thể tưởng tượng. Thật là lợi hại tảng sáng cung. Diệp Thần rất là chấn động, liền biết Như Huỳnh mũi tên hung mãnh như vậy, cũng không phải là người nàng lực như thế cường hãn, mà là tảng sáng cung quá mức lợi hại, tảng sáng chi tiễn bắn ra, kia thật là bẻ gãy nghiền nát, xuyên qua hết thảy, thế không thể đỡ. Bất quá, có thể kéo đầy tảng sáng cung, cái này Như Huỳnh yêu nữ, thực lực cũng có thể xưng kinh khủng. Tảng sáng mũi tên quán xuyên trăm ngàn thần thuẫn, cuối cùng bắn tại thần giáp mệnh tinh bản thể phía trên, phát ra đinh một thanh âm vang lên, mũi tên lực đạo cuối cùng hoàn toàn suy giảm tán đi, hóa thành một điểm điểm bạch quang lưu huỳnh tan biến, nhưng Diệp Thần thần giáp mệnh tinh, cũng bị một tiễn bắn ra nứt ra, tại chỗ tổn thương. Mà Diệp Thần chính mình, cũng nhận một cỗ cực lớn tiễn lực xung kích, xương sườn răng rắc nát bấy, há miệng liền phun ra máu tươi, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống. Ân. Nếu Huỳnh lông mày nhẹ trao lại, nhìn thấy Diệp Thần mặc dù thụ thương, nhưng thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, hơn nữa còn có khí lực đứng, nàng liền không cấm có chút kinh ngạc nói. Nghe đồn thần giáp mệnh tinh phòng ngự chư thiên đệ nhất, lời ấy quả nhiên không giả. Nàng liền nghĩ lại dương cung xuất tiễn, nhưng một hồi khí kiệt thở dốc đỏ mặt, cái trán chảy ra đổ mồ hôi, dường như là tốn lực quá độ. Rõ ràng, sử dụng tảng sáng cung, cũng không phải chuyện đơn giản gì, vừa mới một tiễn. Đã để Như Huỳnh linh khí hao tổn cực lớn. Nếu Huỳnh cô nương, giao cho ta a. Cổ Đoạn Trần cười gần bước ra một bước, một đôi đen nhánh bóng tối ma nhãn, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Nếu Huỳnh khẽ gật đầu, lùi ra phía sau hai bước, đem tảng sáng cung thu hồi trong cơ thể mình. Minh Không Thiên Tôn thấy thế, lập tức đại chấn, nói, nếu Huỳnh cô nương, cái này tảng sáng cung. Nếu Huỳnh thản nhiên nói, ta cầm trước a, ngươi lại làm cho bất động. Minh Không Thiên Tôn ách một tiếng, lập tức nghẹn lời. Cổ Đoạn Trần ánh mắt hoàn toàn tập trú tại trên thân Diệp Thần, hắn bóng tối ma nhãn đã bổ tu, nghĩ thầm trước đây chịu đủ loại sỉ nhục, hôm nay có thể cùng nhau tuyết tẩy, nội tâm hưng phấn bành trướng khát máu, liếm môi một cái nói. Luân hồi chi chủ, hôm nay ngươi xem như rơi xuống trong tay ta. Âm ma giả thiên, lớn lồng nắp. Chỉ thấy Cổ Đoạn Trần hai tay giương lên, đen nhánh hai mắt nổi lên ma quang. Giữa thiên địa xuất hiện kinh khủng tai biến, hoa cỏ cái bóng, cây cối cái bóng, núi non sông ngòi cái bóng, đám mây cái bóng, sinh linh cái bóng, hết thảy bóng tối, toàn bộ giống như sống lại, sôi trào lên, lẫn nhau phối hợp phóng lên trời, hóa thành che trời che lấp. Trong khoảnh khắc,
bóng tối giả thiên, thiên địa giống như bị một cái bóng tối nắp nổi bự bao phủ lại, trong âm thầm đen kịt một màu, không thể quan sát. Xuy xuy xuy, từng cái bóng tối móng vuốt, như vạn quỷ loạn vũ, liền từ bên trong hư không, đánh giết xuống, vô số chỉ so với đao kiếm còn muốn sắc bén bóng tối lợi chảo, liền hướng Diệp Thần chộp tới, muốn đem hắn triệt để xé nát. Mà Diệp Thần bị đầy trời bóng tối bao phủ, căn bản không chỗ tránh né, chỉ cần là có bóng tối chỗ, liền có cổ đoạn trần bộc phát ra bóng tối móng vuốt, giống như từng cái quỷ trảo xuất quỷ nhập thần, giết người trong vô hình. Liền cái bóng của Diệp Thần bên trong, đều có mấy cái màu đen lợi chảo nhảy ra, một chút liền giữ lại mắt cá chân hắn cùng cánh tay. Không tốt! Luân hồi Phật Pháp! Diệp Thần sầm mặt lại, thấy không ổn, liền chuẩn bị bộc phát luân hồi Phật Pháp, lấy vô thượng Phật Pháp uy quang. Đối kháng trước mắt bóng tối quấn quanh. Thần chu độ bể khổ, thiên kiếm phá hắc ám, đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh lãnh cao nhã âm thanh, trong hư không vang tới. Vốn là bị bóng tối gắt gao lồng che lại thiên địa, hắc ám lao lung phá vỡ, một cái nữ tử áo trắng, toàn thân thần quang như điện đường, chân đạp một chiếc kiếm hình phương chu, phá vỡ trọng trọng hắc ám bóng tối bay hàng xuống. Lại là Nhậm Thiên Nữ. Thiên nữ. Diệp Thần nhìn thấy thiên nữ tới, có chút bất ngờ khẽ giật mình. Đi. Thiên nữ thôi động kiếm hình phương chu, bay xuống, lập tức vẫy tay một cái, một cỗ nhu lực bắt được Diệp Thần, đem Diệp Thần bắt được trên thuyền tới, bắt được bên cạnh mình. Diệp Thần tựa ở thiên nữ bên cạnh, u hương hơi ngửi, không nói ra được thoải mái, nói, thiên nữ, sao ngươi lại tới đây? Thiên nữ nói, ta đều nói, ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi a, ngươi chạy loạn làm gì? Diệp Thần cười khổ một tiếng, không nói gì với nhau. Thiên nữ thôi động thần chu thiên kiếm biến thành phương chu, cấp tốc hướng về không pháp cốc bên ngoài chạy tới. Nhưng cổ đoạn trần bày ra bóng tối bao phủ, dường như là lồng nắp chư thiên giống như, dậy người không chỗ nào trốn chạy, thiên nữ lái thuyền phi tốc đi thuyền không biết bao nhiêu dặm, nhưng lại cũng không cách nào thoát ly không pháp cốc phạm vi. Cổ đoạn trần hừ một tiếng, quanh thân bao phủ cực mạnh sát cơ, nói, vào ta âm ma trận, trừ chết không hắn lộ. Các ngươi không trốn thoát được. Cổ đoạn trần nhún người nhảy lên, sau lưng một tiếng xào sạc, liền sinh ra một đôi bóng đen cánh lớn, giống như ác ma con rơi cánh thịt, quỷ hỏa lượn lờ thiêu đốt, vỗ cánh hướng lên trời nữ đuổi theo, một bên có ngón tay bắn liền, vô biên bóng tối hóa thành trăm ngàn con hắc ám lợi chảo, từ bốn phương tám hướng công kích thiên nữ cùng Diệp Thần cưỡi phương chu. Thiên nữ thôi động kiếm quyết, dâng lên một mảnh thánh quang vòng bảo hộ chống cự, cái kia trăm ngàn con hắc ám móng vuốt phanh phanh đùng đùng đánh vào trên vòng bảo vệ, thanh thế mười phần dọa người. Giống như lâm vào cái quỷ gì đánh tường các loại trận pháp, không xuất được a. Thiên nữ thấy mình phương chu không ngừng đi thuyền, cũng không cách nào lái ra không pháp cốc địa bàn phạm vi, liền không cấm nhíu nhíu mày, biết nếu không phá trận mà nói, nàng và Diệp Thần tuyệt đối không cách nào rời đi. Một khi bị cổ đoạn trần đuổi theo, sợ là khó đối phó, dù sao đằng sau còn có Minh Không Thiên Tôn cùng Như Huỳnh hai vị cao thủ. Minh Không Thiên Tôn cùng Như Huỳnh, lúc này có chút hiếu kỳ nhìn xem cổ đoạn trần truy kích, bọn hắn cũng nghĩ xem, bóng tối ma nhãn bổ tu cổ đoạn trần, thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Nếu như vẫn là như thế phế vật mà nói, liền không đáng lại vì hắn lãng phí tư nguyên. Không xuất được, vậy thì xông vào giết ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, rút ra bất khuất thánh kiếm, liền chuẩn bị liều mạng. Thiên nữ nói, đừng xung động, Ngô. Hoặc chúng ta có thể thử xem song kiếm hợp bích. Diệp Thần nói, cái gì song kiếm hợp bích? Diệp Thần trước đây không phải là không có cùng người khác song kiếm hợp bích qua, nhưng tình huống hôm nay, thật có thể một cộng một lớn hơn hai. Kiếp nạn này nếu là bất quá, sau lưng hung hiểm khó mà đoán trước. Thiên nữ suy nghĩ một chút, móc ra một bộ cổ lão điển tịch, nói, thần sắc đẹp truyền ta một bộ công pháp, gọi Mỹ Thần Tâm Kinh, cái này Mỹ Thần Tâm Kinh, vô cùng ảo diệu, biến hóa khó lường. Nhưng muốn nam nữ kết hợp tu luyện, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Diệp Thần nhìn xem thiên nữ móc ra điển tịch, kỳ nói, thần sắc đẹp tâm kinh. Thiên nữ nói, đúng vậy, thần sắc đẹp nói, thế gian tốt đẹp nhất, chính là nam nữ kết hợp, sinh mệnh vì vậy mà kéo dài, đại đạo bởi vậy hài hòa nhất, nam nữ cấu tạo thân thể, chú định chính là muốn kết hợp mới hoàn mỹ, nam nữ cơ thể ở giữa, ẩn chứa tối vô thượng đại đạo huyền bí. Trong lúc nói chuyện, thiên nữ lại nhẹ nhàng lật ra trong tay Mỹ Thần Tâm Kinh, chỉ thấy bộ này tâm kinh bên trong, có thật nhiều kiều diễm phối vẽ, liền hội họa lấy nam nữ hoàn ái sự tình, bút pháp tinh tế tỉ mỉ chân thực, để cho người ta nhìn cảm giác mặt đỏ tim run.
nhưng thiên nữ cũng không có cái gì động tình bộ dáng, trong mắt chỉ có cầu đạo quyết tâm cùng tinh khiết. Ách! Diệp thần có chút kinh ngạc, nói, thiên nữ, ngươi muốn theo ta tu luyện Mỹ thần tâm kinh. Thiên nữ đôi mắt đẹp vô cùng đạm nhiên, nói, đúng vậy a, chúng ta tu luyện Mỹ thần tâm kinh, song kiếm hợp bích, có thể phá sát ra ngoài, đằng sau đến cướp đoạt độ chi mảnh vụn, có Mỹ thần tâm kinh nền tảng, chúng ta liên thủ, coi như đụng tới cốt thiên đế cũng không sợ. Diệp thần nghe nàng ngữ khí thẳng thắn, cười khổ nói, ngươi xác định. Ngươi không phải nói, khục, không thể phá thân sao. Ngươi cùng ta kết hợp. Thiên nữ duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, gõ gõ Diệp thần cái trán, nói, ngươi không phải tinh thông huyễn thuật sao. Ta không thể tại trong hiện thực phá thân, nhưng có thể nếm thử tại trong tưởng tượng kết hợp. Cái này Mỹ thần tâm kinh, mặc dù một người cũng có thể luyện, nhưng không phát huy ra uy lực, nhất định phải nam nữ hai người cùng một chỗ kết hợp tu luyện, mới có thể viên mãn. Diệp thần khẽ giật mình, nói, trong tưởng tượng kết hợp sao? Ngươi nguyện ý cùng ta kết hợp. Thiên nữ ánh mắt trong trẻo, nói, nguyện ý à, ngoại trừ ngươi, ta lại có thể tìm ai đâu. Huống chi đây là huyễn tưởng mà thôi. Nói xong liền nhẹ nhàng nắm chặt Diệp thần tay, cái kia thanh lượng đôi mắt, lúc này cũng hiện ra một vòng tình niệm. Nàng tự kiềm chế cao quý, dù cho trung tình Diệp thần, cũng không muốn bên ngoài bày tỏ hiển lộ ra, nhưng lúc này có ý định kết hợp, nàng cũng bất quá nhiều che giấu, cuối cùng hiện ra chính mình tình niệm. Diệp thần tâm thần lập tức rung động, gặp cổ đoạn trần ở phía sau truy kích, thiên nữ phương chu vòng bảo hộ, cũng sắp ngăn không được cái kia đầy trời bóng tối móng vuốt công kích, hắn đã biết thời gian cấp bách, không có thời gian có thể lãng phí, lập tức kiên quyết gật đầu, nắm chắc thiên nữ tay, nói. Tốt a, thiên nữ, chúng ta liền tại trong tưởng tượng kết hợp. Ngươi xem con mắt của ta. Thiên nữ chán điểm nhẹ, không có chút nào cố kỵ, liền nhìn thẳng Diệp thần ánh mắt. Diệp thần một tiếng xào xạc, mở ra kính vạn hoa huyết nhãn, lập tức thi triển ra huyễn thuật, sáng lập ra một cái mộng ảo thế giới, đem thiên nữ kéo vào. Giấc mộng này huyễn thế giới, kỳ thực không phải hoàn toàn hư ảo, mà là mang theo chân thực, Diệp thần đem trời nếu có tình đồ hòa tan vào tới, một đầu bể tình. Yên thủy mông lung, ngay tại hắn cùng thiên nữ bên cạnh hai người yên tĩnh chảy xuôi. Cho ngươi, ngươi xem trước một chút. Thiên nữ đem Mỹ thần tâm kinh bí tịch, đưa cho Diệp thần. Diệp thần lắc đầu nói, không cần, ta đã nhìn thấy tâm của ngươi, tất cả bí pháp cũng biết. Lúc này thiên nữ không có bố trí bất kỳ phòng bị nào, đem tâm thần của mình phó thác cho Diệp thần, cho nên Diệp thần có thể nhìn đến lòng của nàng. Mỹ thần tâm kinh đủ loại diệu pháp, hắn một mắt liền nhìn thấy. Hắn còn chứng kiến tại thiên nữ trong lòng, tất cả đều là thân ảnh của mình. Thiên nữ gương mặt hơi đỏ lên, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ta giống như cũng nhìn thấy tâm của ngươi, vậy bây giờ, chúng ta là nhảy vào bể tình. Diệp thần khẽ kéo lấy tay của nàng, nói, ân. Thiên nữ cười nói, nghĩ không ra, chúng ta cuối cùng vẫn là ở cùng một chỗ đâu. Cho dù là huyễn tưởng, cũng không tệ. Diệp thần nội tâm có chút cảm xúc lại có chút tiêu tan nói. Đúng vậy a, coi như viên mãn đi. Ta thật sự không muốn lại cùng ngươi làm địch nhân, hôm nay nhảy vào bể tình, ngươi chính là nữ nhân của ta. Nói đi, Diệp thần đột nhiên đem thiên nữ đai lưng kéo ra, tại thiên nữ trong tiếng kinh hô, lôi kéo nàng cùng một chỗ nhảy vào bể tình. Ánh sáng của bầu trời mây đùn, lưu luyến mộng ảo, vu sơn mây mưa sơ tảng sáng, bể tình lên chiều tình như thủy. Cho dù là tại bên trong giấc mộng, Diệp thần cũng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có ôn nhu cùng tinh tế tỉ mỉ, giống như là bị đè nén trăm ngàn năm hỏa diễm rốt cuộc đến phóng thích, thân thể của hắn cũng có loại trước nay chưa có thoải mái, tinh thần thư thái, đạo tâm trong vắt, ý niệm thông suốt, giống như một kiện khốn nhiễu rất lâu sự tình cuối cùng có cái viên mãn kết cục, tóm lại chính là thân tâm linh hồn đều có loại cảm giác thăng thiên một dạng. Mỹ thần tâm kinh có 6 tầng, chính là kiếm hợp bích, trung cảnh xuân tươi đẹp, bay uyên ương, thiên tiên kính nguyệt. Tiên kiếm vấn tình, một kiếm độ tinh không. Diệp thần cùng trời nữ tại trong bể tình kết hợp, Mỹ thần tâm kinh đủ loại diệu pháp, liền hóa thành phù văn, tại hai người quanh người chảy xuôi bay động lên. Diệp thần thân thể đột nhiên lại là chấn động, tại trong cực hạn tình cảm quyến luyến, nghĩ tới thần sắc đẹp. Mỹ thần tâm kinh là thần sắc đẹp sáng tạo, bên trong ký thác thần sắc đẹp tâm huyết cùng ý chí, tâm kinh 6 tầng bí pháp bên trong, tầng cuối cùng một kiếm độ tinh không, là tu luyện tâm kinh nam nữ. Hy sinh một người, lấy một người một kiếm hy sinh làm đại giá, mở ra đi tới tinh không bỉ ngạn con đường, trợ một người khác phi thăng. Đây là thần sắc đẹp tư tưởng phi thăng đường tắt. Phi thăng tinh không bỉ ngạn, 10 phần gian khổ,
bình thường thủ đoạn không cách nào thành công, thần sắc đẹp liền nghĩ dựa vào một người hy sinh, vì một người khác lót đường biện pháp, đem người đẩy lên bỉ ngạn đi. Diệp thần lĩnh ngộ mỹ thần tâm kinh đủ loại diệu pháp, liền có thể cảm nhận được thần sắc đẹp cất giấu ý niệm, thần sắc đẹp lại có hy sinh tự thân, vì diệp thần mở bỉ ngạn chi lộ ý nghĩ. Thần sắc đẹp thích ta, cái này mỹ thần tâm kinh, là nàng vì ta sáng tạo. Nàng muốn hy sinh chính mình, vì ta trải đường. Diệp thần rất là chấn động, nhìn thấy thần sắc đẹp tâm ý, toàn thân liền không nhịn được run rẩy một hồi, thậm chí phảng phất thấy được tương lai hắn, liền sẽ đạp thần sắc đẹp thi cốt, đạp vào tinh không bỉ ngạn. Bất quá rất nhanh, thiên nữ ôn nhu che tới, hai mảnh thiên diễm ướt át cánh môi gần sát tới, làm cho Diệp thần một hồi ý loạn tình mê, trong đầu thần sắc đẹp thân ảnh liền tản đi, chỉ còn lại thiên nữ cái bóng. Cũng không biết trải qua bao lâu, bể tình bên trong, Diệp thần cùng thiên nữ dán chặt thân thể, chậm rãi tách ra, trước mắt như mộng ảo yêu thương thế giới, liền chậm rãi phai nhạt biến mất, hai người lại xuất hiện tại thần chu thiên kiếm phương chu phía trên. Chung quanh thiên địa, đông nghịt bóng tối bao phủ, vô số chỉ bóng tối lợi chảo không ngừng từ bốn phương tám hướng tấn công lấy, thanh thế dọa người, âm phong gào thét, hỗn loạn tưng bừng rung chuyển, tựa như tận thế. Mà cổ đoạn trần, vỗ cánh biểu bay, đã sắp vọt tới phương chu phía trước. Diệp thần cùng thiên nữ lấy làm kinh hãi, hai người còn dắt tay, cái kia mỹ thần tâm kinh điển tịch rơi xuống tại bên chân, vừa mới tại bể tình trong mộng cảnh kinh nghiệm hết thảy, cũng bất quá là một giấc chiêm bao. Nhưng, cho dù là mộng, hai người tại trong mộng ảo kết hợp, thể xác tinh thần đã tựa như hòa làm một thể, ánh mắt vừa tiếp xúc, liền có loại lưỡng tâm thông minh, tâm hữu linh tê một dạng cảm giác, cũng không còn nửa điểm ngăn cách. Bây giờ Diệp thần liền biết, thiên nữ chính là của hắn nữ nhân, sẽ lại không là địch nhân, có thể đem tính mệnh phó thác cho nàng. Thiên nữ cũng giống như nhau ý tứ, hai người dắt tay đứng lên, nhìn thẳng bay nhào mà đến cổ đoạn trần. Cổ đoạn trần nhìn thấy hai người tay nắm tay, ánh mắt bên trong giống như mang tình cảm, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cười gằn nói, nguyên lai là một đôi uyên ương, vậy liền để các ngươi chết cùng một chỗ a. Thiên âm phách quan trảo. Răng rắc, cổ đoạn trần đại thủ giết ra, hai mắt ma khí dâng lên, trong thiên địa âm phong sát khí, đều hội tụ đến móng vuốt của hắn phía trên, một chảo bóng đen giả thiên, bạo sát xuống, như trong truyền thuyết trụ thần bóng tối chi chủ buông xuống. Cự chảo hung hăng hướng về Diệp thần cùng thiên nữ chém giết tiếp. Diệp thần cùng thiên nữ nhìn nhau, tâm hữu linh tê, cũng không vội vàng, tất cả vung ra một kiếm. Diệp thần sử xuất bất khuất thánh kiếm, trọng kiếm phong mang bá đạo, kiếm khí trầm hậu uy vũ. Thiên nữ là băng hoàng thiên kiếm, một kiếm nhẹ đâm mà ra, băng hoàng khí tượng huyễn lên, kiếm ý nhẹ nhàng. Một kiếm uy vũ bá đạo, một kiếm nhẹ nhàng nhanh nhẹn, song kiếm hợp bích tề xuất. Hai cỗ kiếm ý lại hoàn mỹ dung hợp một chỗ, ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt đúc nóng thành một kiếm, một đạo hoàn mỹ lăng lệ đến mức tận cùng kiếm quang liền phá sát mà ra, như có thần trợ, phảng phất lấy được chư thần cùng thiên đạo chúc phúc, kiếm khí như hồng. Xoẹt! Đạo này hoàn mỹ kiếm quang, liền đem cổ đoạn trần thiên âm bổ quan tài chảo, triệt để phá vỡ, cái sau bàn tay máu tươi phun tung tóe, tại chỗ a rít lên một tiếng. Kiếm quang hạo đãng nổ tung, thậm chí là đem đầy thiên bóng tối mây đùn. Toàn bộ rào cuốn hầu như không còn, thiên địa trong nháy mắt liền khôi phục sáng sủa trong suốt tập tục, dương quang lập lòe rơi xuống, chiếu rọi tại Diệp thần cùng thiên nữ trên thân, liền tựa như trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Như thế nào, khả năng? Cổ đoạn trần mộng, khoanh tay trưởng hốt hoảng lui lại, không thể tin nhìn xem Diệp thần cùng thiên nữ. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình lấy được hoàn chỉnh bóng tối quyền hành, vừa mới một kích kia, coi như không thể giết chết Diệp thần cùng thiên nữ. Ít nhất cũng có thể làm thương nặng đối phương mới là. Nhưng không nghĩ tới, Diệp thần cùng thiên nữ song kiếm hợp bích, uy lực phong mang thế mà lăng lệ đến nước này, một kiếm liền phá vỡ hắn tất cả thủ đoạn thần thông. Cái này đổi thành những người khác ra tay, cũng giống như nhau kết quả a. Nếu Huỳnh cùng Minh Không Thiên Tôn cũng là giật nảy cả mình, một màn trước mắt, rõ ràng ngoài dự liệu của bọn họ, Diệp thần cùng thiên nữ song kiếm hợp bích uy lực, tựa hồ có chút quá mức hung mãnh. Vừa mới một kiếm kia, sợ là thiên đế đều khó mà ngăn cản. Đi! Diệp thần cùng thiên nữ nhìn nhau, hai người vô cùng có ăn ý, biết đây là không pháp cốc địa bàn, tiếp tục đánh xuống mà nói, bọn hắn coi như có thể thắng, sợ rằng cũng phải trả một cái giá thật là lớn. Lập tức, hai người thôi động phương chu, nhanh chóng rời đi. Mà cổ đoạn trần, nếu Huỳnh, Minh Không Thiên Tôn ba người, đều ở vào cực lớn chấn kinh cùng trong kinh ngạc, cũng không có đuổi theo.
Diệp Thần cùng thiên nữ thuận lợi thoát thân, hai người đều thở dài một hơi, lại tương vọng nở nụ cười, ngồi ở bong thuyền. Thiên nữ dựa vào tại Diệp Thần trên đầu vai, nói, may mà có thần sắc đẹp ban cho công pháp, bằng không thì chúng ta muốn thoát thân, còn phải tốn nhiều sức lực. Diệp Thần sờ sờ tóc nàng, nói, ân, trở về đi. Lần này tới không pháp cốc, Diệp Thần vốn định cứu diệt không thiên đế, đồng thời lôi kéo đối phương vì minh hữu, vì cướp đoạt độ chi mảnh vụn làm chuẩn bị. Nhưng, hắn không nghĩ tới, nếu hình xuất hiện, phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn. Bây giờ diệt không thiên đế đã chết, không pháp cốc do nhược hình khống chế, hơn nữa nàng tựa hồ còn chấp trưởng tảng sáng cung, thế cục trở nên khó giải quyết. A, Diệp Thần, ngươi nhìn. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ đối sách thời điểm, thiên nữ lôi kéo tay hắn, chỉ hướng phương xa phía chân trời. Đã thấy một đạo kim sắc cột sáng, lượn lờ ma khí, giải khai sụp đổ di tích cổ trong thế giới sương mù dày đặc, xông thẳng đến trên trời, trong cột sáng có thật nhiều địa ngục phù văn lập lòe, nhìn úy vi tráng quan. Đây là, độ chi mảnh vụn xuất thế khí tượng sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, lập tức xoay người ngồi dậy, bấm ngón tay một chút suy tính, sau đó cau mày nói. Còn không có triệt để đào được, bây giờ là đem ra không ra, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thiên nữ nói, vậy chúng ta trực tiếp đi qua. Diệp Thần cảm thấy suy ngẫm, cái này độ chi mảnh vụn sắp xuất thế khí tượng, nếu huỳnh, minh không thiên đế, cốt thiên đế bọn người, chắc chắn cũng nhìn thấy. Theo lẽ thường mà nói, ai đi trước một bước, người đó liền có thể chiếm đoạt tiên cơ. Nhưng độ chi mảnh vụn cùng phổ thông bảo vật khác biệt, mảnh vụn này bản thân liền ma lực ngập trời, đi đầu người, rất dễ dàng bị ma khí nuốt hết, tiện nghi kẻ đến sau. Tiên cơ không có tiện nghi, ngược lại có thể vì người khác làm áo cưới, hậu chiêu ngược lại có cơ hội thu hoạch mưu lợi bất chính. Chỉ là, độ chi mảnh vụn chôn cất tại ngày xưa sụp đổ hoàng thành bên dưới phế tích, vũ tổ ngay tại hoàng thành phế tích, Diệp Thần nếu như trước một bước, cùng vũ tổ hội hợp, đằng sau đụng tới nguy hiểm gì, cũng có thể có ứng đối chu toàn chỗ trống. Suy nghĩ liên tục sau, Diệp Thần liền gật gật đầu, hướng thiên nữ nói, đi, chúng ta đi trước xem tình huống. Thiên nữ lúc này cùng Diệp Thần từng có kết hợp chi hoan, tiếp xúc da thịt, tuy là trong mộng, nhưng dù sao cũng là khắc cốt triền miên, cho nên nàng đối với Diệp Thần thái độ, liền thuận theo thuận thiếp rất nhiều, Diệp Thần nói muốn trước đi xem một chút tình huống, nàng tự nhiên không phản đối, lập tức khu động thiên kiếm phương chu đi tới. Nàng cái này thần chu thiên kiếm, diệu pháp vô tận, có thể khắc chế hắc ám, đối với sụp đổ trong cổ tích đủ loại sụp đổ khí tức, cũng có đặc thù phòng hộ hiệu quả. Cho nên, hai người cưỡi phương chu tiến lên, thì ung dung tránh đi đủ loại hăn cai bít tập kích, rất nhanh liền đi tới độ chi mảnh vụn khí tượng phát ra chỗ. Nơi này, chính là ngày xưa sụp đổ hoàng thành phế tích. Ở trên đường thời điểm, Diệp Thần liền cùng thiên nữ nói đơn giản qua hoàng thành phế tích sự tình, còn có hắn cùng vũ tổ chuyện giữa. Mặt khác, Diệp Thần cũng truyền ra ý chí, cáo chi minh khiếu thiên cùng thanh đồng cổ thiềm, xem tình huống mà đến, hắn cùng thiên nữ trước tiên đánh trận đầu, tìm kiếm tình trạng. Khi hai người đến phiến khu vực này, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một mảnh hoang vô cùng đổ nát cảnh tượng, sụp đổ hoàng thành phế tích giống như một tòa cực lớn vết sẹo, vắt ngang ở mảnh này đã từng phồn hoa thổ địa bên trên, cao vút tường thành sớm đã đổ sụp, chỉ còn lại tường đổ, ngày xưa vàng son lộng lẫy cung điện bây giờ chỉ còn lại đánh gãy trụ cùng đá vụn. Trong không khí, tràn ngập một loại khó mà nói rõ khí tức, đó là tuế nguyệt trôi qua cùng sụp đổ sức mạnh xen lẫn mà thành đặc biệt hương vị. Ở mảnh này trên phế tích, ngàn thú vạn ma ngang ngược, còn có rất nhiều oán niệm lệ hồn phiêu đáng, đông nghịt một mảnh, dương quang không cách nào xuyên thấu nơi này mây đùn ở dưới phế tích, tiếng gào thét liên tiếp, tuyên cáo mảnh đất này hoang vô cùng nguy hiểm. Nơi này chính là sụp đổ hoàng thành phế tích sao? Thiên nữ nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, độ chi mảnh vụn, liền tại đây mảnh phế tích phía dưới. Diệp Thần gật gật đầu, ánh mắt của hắn trong phế tích tìm kiếm, tính toán tìm được độ chi mảnh vụn dấu vết. Trái tim liền không nhịn được phanh phanh nhảy lên, có thể cảm nhận được hắn muốn tìm kiếm độ chi mảnh vụn, ngay tại trong phế tích hương. Chúng ta trước cùng vũ tổ sư tôn lấy được liên lạc lại nói. Diệp Thần kết một thủ ấn, nếm thử câu thông vũ tổ, nói, vũ tổ sư tôn, có từng nghe được thanh âm của ta. Hoàng thành phế tích yêu ma ngang ngược, không khí hỗn độn, âm khí chướng khí tràn ngập, thiên cơ hỗn loạn, lại có độ chi mảnh vụn cuồn cuộn ma khí tràn ngập, ở đây. Diệp Thần không cách nào bắt được vũ tổ khí tức cùng vị trí, chỉ hy vọng vũ tổ có thể nghe được thanh âm của mình. A, Diệp Thần, thiên nữ, các ngươi nhanh như vậy liền đến.
Vũ tổ âm thanh, xuyên qua trọng trọng hắc ám cùng ma chướng, ngay tại Diệp thần cùng thiên nữ bên cạnh vang lên. Diệp thần lấy được vũ tổ đáp lại, lập tức đại hỉ, nói, sư tôn, độ chi mảnh vụn nhanh đào được, người người ở nơi nào? Ta lập tức cùng ngươi hội hợp. Vũ tổ trầm giọng nói, không cần, không cần, các ngươi cứ như vậy tiến vào, thực sự là không sợ chết à, cơ thể nhưng có cái gì không thoải mái. Không thoải mái. Diệp thần cùng thiên nữ nhìn nhau, hai người đang muốn nói không có, nhưng trong lúc đột ngột, lại cảm thấy linh hồn có cỗ bị xé rách một dạng đau đớn, cỗ này xé rách cũng không kịch liệt, đau đớn cũng không rõ ràng, nhưng lại chân thực tồn tại. Vũ tổ nói chưa dứt lời, hắn nói chuyện, hai người liền rõ lộ ra phát giác cảm giác không thoải mái. Cỗ này cảm giác không thoải mái, đang tới bắt nguồn từ độ chi mảnh vụn. Chôn cất dưới đất độ chi mảnh vụn, tựa hồ có một loại đặc thì ma lực. Diệp thần liền cảm thấy mình linh hồn, giống như bị độ chi mảnh vụn hấp dẫn, không thể thoát khỏi trường khống, mỗi bước ra một bước, dấu chân phảng phất đều phải trách đi, hướng độ chi mảnh vụn phương hướng di động đi qua. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, đến cuối cùng chính mình cả người, đều sẽ bị độ chi mảnh vụn hấp xả đi qua, thật giống như bụi sao rơi vào hắc động trong ôm ấp hoài bão, vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát, chỉ có thể bị hắc động thôn vệ hấp thu đồng thời cuối cùng hóa thành hắc động một bộ phận. Cái này độ chi mảnh vụn, có chút quái thật đấy. Cảm thấy được một màn này Diệp thần, biểu lộ cũng là trở nên có chút cảnh giác lên. Vũ tổ nói, ta nói, chỉ cần bước vào ở đây, liền sẽ lọt vào độ chi mảnh vụn ma lực dẫn dắt, không thể thoát khỏi, trừ phi đem mảnh vụn luyện hóa. Mảnh vỡ kia ma khí, thậm chí nồng đậm đến tình cảnh hóa sinh khí linh, ta liền cùng độ chi mảnh vụn khí linh đánh giết, chỉ cần ta có thể thắng. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, độ chi mảnh vụn đã đản sinh ra khí linh. Vũ tổ đột nhiên a một tiếng kêu, giống như lọt vào trọng kích, tiếp đó âm thanh đột nhiên liền đoạn tuyệt, không tiếng thở nữa. Sư tôn. Diệp thần lớn tiếng kêu gọi, nhưng không tiếp tục đạt được bất kỳ đáp lại. Thiên nữ nói, vũ tổ cùng độ chi mảnh vụn khí linh vật lộn, chẳng lẽ tao ngộ nguy hiểm. Diệp thần nhìn ra xa hướng phương xa, hoàng thành phế tích đông nghịt một mảnh, bầu trời khói mù dày đặc, đại địa bên trên ma khí tràn ngập, thiên cơ hỗn loạn không thể bắt giữ, hắn cũng không biết vũ tổ tình huống như thế nào. Nhưng vừa mới vũ tổ nói qua, độ chi mảnh vụn đã đản sinh ra khí linh, vũ tổ liền cùng khí linh đánh giết. Nếu là có thể đem khí linh chân áp mà nói, hắn có lẽ liền có cơ hội trưởng khống độ chi mảnh vụn. Nhưng, độ chi mảnh vụn ma khí ngập trời, hóa sinh khí linh, thực lực chắc chắn cũng là kinh thiên động địa, liền xem như vũ tổ, cũng không khả năng dễ dàng chân áp. Chúng ta nhanh lên đi qua hỗ trợ. Diệp thần chỉ sợ vũ tổ xảy ra chuyện, liền hướng thiên nữ nói. Cái kia lập tức đi qua. Thiên nữ cũng biết hình thức hiểm trở. Nếu để cho vũ tổ một người đối kháng độ chi mảnh vụn khí linh, rất có thể đánh không lại, nàng và Diệp thần phải đi hỗ trợ. Lập tức, thiên nữ liền thúc giục thiên kiếm phương chu, hướng về trong hoàng thành khu vực bay đi. Nhưng mà, mảnh này hoàng thành phế tích, thời không pháp tắc hỗn loạn, trên không tàn phá bừa bãi lấy kịch liệt thời không loạn lưu phong bạo, khó mà phi hành, một cái sơ sẩy mà nói, thậm chí khả năng bị cuốn tới đi qua trong thời không đi. Ở trong hư không, có chút thời không mảnh vụn. Những mảnh vỡ này, có thể tái diễn ngày xưa sụp đổ hoàng thành khói lửa chiến tranh, người bị cuốn vào về phía sau, liền sẽ lâm vào ngày xưa trong đại chiến, không thể tự thoát ra được. Ngày xưa tòa này sụp đổ hoàng thành, từng lọt vào hồn thiên đế cùng dưới trướng hắn cường giả nhiều lần tập kích, viễn cổ thời đại chiến tranh, đối với hôm nay Diệp thần cùng thiên nữ tới nói, cũng là đủ để phải chết. Không được, ở đây thời không pháp tắc quá hỗn loạn, không thể bay, chỉ có thể đi tới. Thiên nữ chỉ sợ bị lâm vào thời không vòng xoáy, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải mang theo Diệp thần từ phương chu bên trên nhảy xuống, đem phương chu thu hồi, khôi phục thành thần chu thiên kiếm bộ dáng, nắm trong tay. Cái kia hơi rắc rối rồi. Diệp thần sầm mặt lại, mảnh phế tích này, hắc ám tàn phá bừa bãi, yêu ma ngang ngược, hắn cùng thiên nữ vừa hạ xuống tới, bên trên đại địa, lập tức liền vang lên một hồi đất rung núi chuyển tiếng bước chân, một đầu toái tinh ma hổ, chừng cao trăm trượng. Đạp lên kinh khủng bước chân, liền hướng hai người cuồng hướng mà đến. Thiên đường thánh kiếm, phá. Thiên nữ động tác cực nhanh, thần chu thiên múa kiếm lên, kiếm quang bành trướng tăng vọt, tiêu xạ ra chừng mấy trăm trượng kiếm thật lớn mang, chiếu rọi bầu trời hắc ám, thiên đường sử thi phù văn cùng quang huy trong nháy mắt nổ tung, một kiếm từ thiên rơi, liền đem cái kia toái tinh ma hổ một kiếm chém giết mở hai nửa. Cái kia toái tinh ma hổ,
thân thể bị đánh mở sau, cũng không có máu tươi chảy xuôi đi ra, chảy ra tất cả đều là hắc ám vẩn đục ma khí cùng quỷ bí sụp đổ pháp tắc mảnh vụn. Sinh tồn ở mảnh này hoàng thành phế tích yêu ma hung thú, trên thực tế đều không phải là huyết nhục chi khu, cũng là ma khí, sát khí, âm khí, sụp đổ cùng viễn cổ lệ niệm dung hợp mà thành quái vật. Diệp Thần mỗi ngày nữ kiếm quang rực rỡ như thế, gật đầu nói, người ngược lại là lợi hại. Thiên nữ nói, ta bây giờ tu pháp môn, chủ yếu có thiên đường thánh đạo, chân lý tế đàn, mỹ thần tâm kinh, băng hoàng đạo, nguyện vọng đạo, bình thường yêu ma không đả thương được ta, nhưng nếu là đụng tới sụp đổ thể mà nói, cái kia có chút khó giải quyết. Sụp đổ thể sao? Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, hắn cũng biết, tại trong sụp đổ di tích cổ, có 10 đầu sụp đổ thể, cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại cường đại. Phía trước Nhậm Phi phàm chém chết một đầu, nếu Tường Vi lại diệt một đầu, cái kia còn lại 8 đầu, bây giờ độ chi mảnh vụn sắp đào được, khẳng định có sụp đổ thể bị hấp dẫn đến đây, Diệp Thần cùng thiên nữ đều có thể cảm nhận được một cỗ bí mật cường đại sụp đổ khí tức. Giống. Lúc này, một đạo cuồng hống âm thanh vang dội, lại có một đầu yêu ma, từ một bên đổ nát trong tường thành lao ra, chính là một đầu nham giáp chiến hùng, thân thể nguy nga như núi, toàn thân bao trùm lấy tảng đá, giống như khoác lên một tầng nham giáp, mãnh liệt hướng Diệp Thần cùng thiên nữ vào tới. Thiên nữ huy kiếm chém giết, nhưng kiếm mang chạm tại nham giáp chiến hùng trên thân, lại phát ra tranh một thanh âm vang lên, càng không có cách nào đem nham giáp chiến hùng phòng ngự phá vỡ. Đầu này yêu ma, lực phòng ngự hiển nhiên là 10 phần cường hãn. Giao cho ta a. Diệp Thần đem thiên nữ kéo lại, tay phải rút ra bất khuất thánh kiếm, trọng kiếm mang theo một cỗ đen lúng liếng phong mang, lấy hoành tảo thiên quân tư thái cuồng chảm mà ra, một chiêu vực sâu diệt thế chảm, liền chém giết ra ngoài. Phanh! Một kiếm chém ra, cường hoành sụp đổ mang khí bạo giết, tại chỗ liền đem cái kia nham giáp chiến hùng trên người tảng đá chiến giáp chém vỡ, sau đó kiếm quang lướt ngang mà qua, liền đem nham giáp chiến hùng triệt để chém ngang lưng, cái sau gào lên đau xót một tiếng ngã xuống đất. Diệp Thần một chiêu này vực sâu diệt thế chảm, chính là ngày xưa sụp đổ chi chủ tuyệt học, mang theo cực kỳ cường hoành sụp đổ phá sát chi lực, cho dù cái kia nham giáp chiến hùng lực phòng ngự cường hãn, nhưng cũng ngăn không được hắn nhất kích. Ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Thiên nữ mắt lộ vẻ cười ý nhìn xem Diệp Thần, đạo. Đi thôi, mau chóng cùng vũ tổ hội hợp. Diệp Thần không nói nhảm quá nhiều, thu hồi bất khuất thánh kiếm, đem đeo tại sau lưng, sau đó cùng trời nữ dắt tay hướng về trong phế tích hương khu vực chạy đi. Vừa mới hai người tuần tự chém giết yêu ma, vũ ý trùng thiên, có thể cũng là bởi vì dạng này, chung quanh yêu ma, thế mà không dám tùy tiện đến gần. Này ngược lại là để cho hai người buông lỏng rất nhiều, tránh phiền toái không cần thiết. Nhưng cỗ này nhẹ nhõm, cũng không có kéo dài bao lâu, khi hai người bước vào một mảnh cung điện phế tích, đang muốn xuyên qua mà qua thời điểm, lại bắt được một cỗ nguy hiểm kinh khủng ba động. Chỉ thấy một đầu thân ảnh khổng lồ, tại phế tích phía trước xuất hiện, một cước đem cung điện dẫm đến bạo toái, thân ảnh kia khoảng chừng cao trăm trượng, toàn thân là máy móc chế tạo, như một cái khổng lồ người máy. Cả người vòng quanh từng sợi hắc ám sụp đổ khí tức, cái kia sụp đổ khí tức tạo thành từng cái hắc sắc ma liên, tại đầu này người máy trên thân quấn quanh lấy, nhìn tương đương kinh khủng. Đây là, sụp đổ thể. Diệp Thần nhìn xem đầu này khổng lồ người máy, cảm thụ được cái kia cỗ kinh khủng sụp đổ khí tức, lập tức liền có loại cảm giác ngạt thở một dạng. Thứ này lại có thể là một đầu sụp đổ thể, nhìn ngoại hình cùng Diệp Thần trước đó thấy qua thiên cơ lão nhân có chút tương tự. Hẳn là thiên cơ lão nhân sụp đổ tâm ma ngưng kết mà thành. Thiên cơ lão nhân, chính là 72 trụ thần một trong, truyền thừa của hắn thiên công tạo hóa lục, Diệp Thần sớm đã nắm giữ, lúc này gặp đến sụp đổ thiên cơ lão nhân xuất hiện ở trước mặt mình, đầu này sụp đổ thể cơ thể cấu tạo, cái kia cỗ gần như hoàn mỹ máy móc pháp tắc, lập tức liền để Diệp Thần cùng thiên nữ đều cảm thấy một hồi chấn động. Bọn hắn không muốn nhất đụng tới sụp đổ thể, bây giờ liền trực tiếp đụng phải. Đi mau. Tại nhìn thấy sụp đổ thiên cơ lão nhân trong nháy mắt, Diệp Thần liền biết, đầu này sụp đổ thể năng lượng, tuyệt không phải chính mình cùng thiên nữ có thể nhẹ nhõm đối phó, một khi chiến đấu, bọn hắn dưới sự liên thủ, coi như có thể thắng, cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cả to lớn. Cho nên, Diệp Thần liền trực tiếp lôi kéo thiên nữ tay, xoay người chạy. Xoát! Sụp đổ thiên cơ lão nhân đồng tử bên trong, lóe ra một vòng yêu dị hồng quang, bàn tay máy nắm chặt, thân thể răng rắc vang dội. Trong tay liền hiện ra một thanh khổng lồ máy móc trường kiếm, phía trên mang theo tinh diệu bánh răng trang bị. Oanh! Sụp đổ thiên cơ lão nhân trường kiếm vung chảm mà ra,
một kiếm khỏa cuốn lấy vô biên sụp đổ sát khí, bổ ra hư không, như quét xuống tinh thần, hoành không hướng Diệp Thần cùng thiên nữ phách chạm mà đi, thanh thế dọa người, kiếm quang hung mãnh, đủ để chém giết thiên đế. Bất khuất thánh kiếm, long hổ phong hỏa. Diệp Thần khẽ cắn môi, tránh cũng không thể tránh, đành phải rút ra bất khuất thánh kiếm, quay đầu hung hăng một kiếm nghênh kích mà lên. Long ngâm hổ khiếu, phong hỏa tàn phá bừa bãi, Diệp Thần liền trực tiếp thi triển ra long hổ phong hỏa kiếm, bất khuất thánh kiếm chiến tranh kiếm ý trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn, đồng thời tạo thành một cỗ cường đại kiếm đạo khí tràng, tại này cổ kiếm đạo khí tràng nghiền ép phía dưới, Diệp Thần có lòng tin miểu sát thần vương. Nhưng, dù vậy, thực lực của hắn, cùng đầu này sụp đổ thiên cơ lão nhân, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Phanh! Khi Diệp Thần kiếm, cùng sụp đổ thiên cơ lão nhân kiếm, va chạm đến cùng nhau thời điểm, hắn thân thể tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó phịch một tiếng đập ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Thần! Thiên nữ khẩn trương, nàng cũng lọt vào hai người kiếm khí xung kích, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy Diệp Thần đã ngã xuống đất thụ thương, nàng cũng không lo được nương tay. Chân lý tế đàn, tiểu thiên tế, mở. Thiên nữ đầu ngón tay bóp quyết, toàn thân thánh quang tràn ngập, sau lưng liền nổi lên một tòa rực rỡ thần thánh tế đàn. Đây là chân lý tế đàn, nguyên thiên đế có hai đại hạch tâm truyền thừa, một là thiên đường thánh đạo, hai là chân lý tế đàn. Chân lý tế đàn, có thể thông qua một chút đặc thù hiến tế thủ đoạn, từ đó hướng thiên thu hoạch lực lượng cường đại. Cái này chân lý tế đàn có 9 tế, chính là tiểu thiên tế, đại thiên tế, chúng sinh tế, hồn tế, đại huyết tế, sinh tế, chết tế, mộng tưởng tế, tuyệt tình tế. Thiên nữ lần này gọi ra chân lý tế đàn, phát động tiểu thiên tế, bên hông túi chữ vật không cần tiền bay ra đại lượng thiên tài địa bảo cùng dược liệu, toàn bộ quán chú đến chân lý trên tế đàn, toàn bộ hiến tế. Đại lượng thiên tài địa bảo tài nguyên hiến tế, làm cho chân lý tế đàn ông ông tác hưởng, liền từ trong tế đàn phun ra một cỗ sáng chói thuần trắng quang huy, xông lên thiên hậu, phá vỡ bầu trời hắc ám mây đùn, lại giống như đem thiên khung đánh xuyên, sau đó ầm ầm một hồi bạo hưởng, từ thiên khung lỗ thủng bên trong, có cuồn cuộn thuần trắng lôi đình bạo rơi xuống, hướng về sụp đổ thiên cơ lão nhân chút xuống mà đi. Đây là thiên nữ hiến tế đại lượng thiên tài địa bảo, nhận được chân lý tế đàn trợ lực, triệu hoán ở dưới cuồn cuộn kinh lôi, uy thế hạo đáng hung mãnh, đánh đâu thắng đó. Ầm ầm, chỉ thấy cuồn cuộn kinh lôi hung hăng oanh tạc đến sụp đổ thiên cơ trên người lão nhân, thân thể nó lọt vào lôi đỉnh oanh kích, lập tức đôm đốp vang dội, bị đẩy lui vài chục bước, nhưng nó máy móc chi thân cường hãn, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy thiên nữ lôi đỉnh oanh tạc, sau đó ánh mắt lóe lên một vòng thần sắc tức giận, tay hất lên, toàn bộ sắt thép cánh tay phải thế mà thoát thể bay ra. Như đạn pháo phá không hướng thiên nữ tiêu xạ mà đến. Thiên nữ giật nảy cả mình, không nghĩ tới sụp đổ thiên cơ lão nhân, lại còn có loại chiêu số này. Nàng vừa mới thi triển chân lý tế đàn, khí tức còn không có hòa hoãn lại, cái kia sắt thép cánh tay thế tới hung cấp bách, nàng đã vô pháp ngăn cản né tránh, phịch một tiếng, thân thể mềm mại liền rắn rắn chắc chắc bị cánh tay này đánh ngã xuống đất, phát ra răng rắc tiếng xương bể. Thiên nữ đã thụ thương ngã xuống đất Diệp Thần. Mắt thấy thiên nữ cũng đổ địa, lập tức liền chấn động. Đồng tử của hắn, soạt một tiếng, tại chỗ liền mở ra ra kính vạn hoa huyết nhãn, huyễn thuật vận chuyển, đem mình bị thương chân thực, áp chế một cách cưỡng ép tiếp. Tinh không đỉnh, vĩ thú đỉnh, cho ta chấn áp. Tạm thời áp chế xuống thương thế Diệp Thần, lúc này giống như điên dại đồng dạng, trên thân tinh không cùng vĩ thú khí sôi trào, liền gọi ra hai tòa thần đỉnh, chính là tinh không đỉnh cùng vĩ thú đỉnh, cũng là lá bài tẩy của hắn. Đồng thời gọi ra tinh không đỉnh cùng vĩ thú đỉnh Diệp Thần, toàn thân linh khí lao nhanh tiêu hao, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, hắn biết đầu này sụp đổ thể lợi hại, nếu như không liều mạng mệnh mà nói, căn bản không có phần thắng. Ầm ầm, Diệp Thần thúc giục tinh không đỉnh cùng vĩ thú đỉnh, liền muốn hường về sụp đổ thiên cơ lão nhân rơi đập tiếp. Nhưng lúc này, bỗng nhiên có một con đại thủ, từ Diệp Thần sau lưng trong hư không nhô ra, bắt lấy hắn, cưỡng ép kéo vào một chỗ thời không trong vòng xoáy đi. Diệp Thần vừa vào thời không vòng xoáy, lập tức liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đợi đến xoay tròn lắng lại, hắn liền phát hiện, tự mình tới đến một chỗ có chút quen thuộc lại có chút thế giới xa lạ. Thế giới này, vẫn là sụp đổ hoàng thành, nhưng cũng không hề hoàn toàn hóa thành phế tích, chỉ là phá phế đi một nửa, còn có một nửa kiến trúc là hoàn hảo, giữa thiên địa thiêu đốt lên chưa hết khói lửa, trong không khí mang theo điểm mùi gai mũi. Diệp Thần ngẩn ngơ, nhìn lại. Liền thấy đứng phía sau một cái uy vũ người thanh niên, người mặc đen thiếu đế bào,
đầu đội mũ miện, làm đế hoàng trang phục, nhưng toàn thân tà khí lẫm nhiên, hai đầu lông mày quanh quẩn một cỗ vạn cổ không tiêu tan phiền muộn cùng thâm trầm, thâm thúy ánh mắt đang ngắm nhìn Diệp Thần, tràn đầy vẻ phức tạp. Ngươi là, sụp đổ chi chủ. Diệp Thần vừa nhìn thấy người thanh niên này đế hoàng, lập tức liền nhận ra, thứ này lại có thể là sụp đổ chi chủ, là ngày xưa sụp đổ đế quốc vô thượng chúa tể, Hắc Ám huynh đệ hội khi xưa đại sư huynh, Hắc Ám nữ thần dưới trướng đệ tử đắc y nhất. Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy sụp đổ chi chủ. Tình huống liền có chút quỷ dị, Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện sụp đổ chi chủ linh hồn, còn êm đẹp chìm lặn tại trong luân hồi mộ địa mộ bia, cũng không có chân chính khôi phục. Cũng bởi vì một loại pháp tắc nào đó hạn chế, tựa hồ không cách nào đáp lại Diệp Thần. Nhưng bất kể như thế nào, có thể khẳng định là, sụp đổ chi chủ linh hồn, ngay tại luân hồi trong mộ địa. Cái kia trước mắt người thanh niên này đế hoàng, là ai? Là ta, đây là đi qua thời không? Thanh niên đế hoàng lộ ra một vòng thâm trầm biểu lộ, đạo. Đi qua thời không? Diệp Thần bừng tỉnh, hắn biết ở mảnh này trong phế tích. Tồn tại không thiếu thời không loạn lưu cùng thời không mảnh vụn, một khi bị cuốn vào, liền sẽ rơi xuống đến quá khứ trong thời không đi. Bây giờ, hắn hiển nhiên là bị đi qua sụp đổ chi chủ, kéo vào đi qua trong thời không. Tại sao muốn kéo ta đi vào? Thiên nữ còn ở bên ngoài. Diệp Thần lo lắng, thiên nữ còn ở bên ngoài, còn thừa nhận sụp đổ thể uy hiếp, hắn vốn là muốn theo cái kia sụp đổ thể liều mạng, nhưng bây giờ lại bị đi qua sụp đổ chi chủ ngăn cản. Đồng thời bị đẩy vào mảnh này đi qua trong thời không. Sụp đổ chi chủ nói, thiên nữ cô nương không có việc gì, lập tức sẽ có người tới cứu viện nàng, ngươi cũng không cần liều mạng, thực lực của ngươi cùng cái kia sụp đổ thể chênh lệch quá lớn, liều mạng không có kết quả gì tốt. Những cái kia sụp đổ thể, kỳ thực là ta phun ra tâm ma, cùng địa mạch năng lượng, thiên địa vẩn đục chi khí ký kết mà thành quái vật, dùng man lực công kích là không được, trừ phi ngươi có thực lực nhậm phi phàm nghịch thiên như vậy. Bằng không dùng tốt nhất điểm kỹ xảo. Diệp Thần không hiểu một trận hàn ý, nói, cái gọi là sụp đổ thể, là ngươi phun ra tâm ma. Sụp đổ chi chủ nói, đúng vậy, trước kia ta luyện hóa, phụ thân, tâm ma, thành công nắm giữ sụp đổ chi lực, ta muốn càng mạnh mẽ hơn, phụ thân, liền thay ta tìm tới cái khác trụ thần tâm ma, nhưng tiếc là ta vẫn đánh giá thấp trụ thần tâm ma uy năng đáng sợ, cái khác trụ thần tâm ma, phụ thân, chỉ là tìm đến một tia, ta đều không cách nào tiêu hóa. Cuối cùng phun ra, tạo thành hôm nay sụp đổ thể. Diệp Thần nói, phụ thân. Sụp đổ chi chủ nói, chính là ta sư phụ Hắc Ám nữ thần, ta đã nói với ngươi. Diệp Thần nghĩ tới, Hắc Ám huynh đệ hội hội chúng, bình thường đều xưng hô Hắc Ám nữ thần vì phụ thân, hắn liền gật gật đầu, nói, ân, ta nhớ dậy rồi, như vậy có cái gì kỹ xảo, có thể đối phó sụp đổ thể. Ta muốn học. Sụp đổ thể cường đại, liền Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn mới vừa cùng thiên nữ liên thủ đều khó mà đối phó, nếu có thể có cái gì kỹ xảo, có thể nhẹ nhõm đối phó sụp đổ thể, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Sụp đổ chi chủ hai con ngươi ngưng lại, nói, ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Đang khi nói chuyện, sụp đổ chi chủ bàn tay cử ra, một chút xíu năng lượng sụp đổ tạo thành ánh chớp, tại hắn lòng bàn tay nhảy lên lấy, cuối cùng dần dần ngưng kết thành một đạo đao mang quanh thân sụp đổ ánh chớp cùng lôi đình không ngừng lấp lóe. Cuồng bạo lực phá hoại ở trong đó nổi lên. Diệp Thần liếc mắt nhìn, liền cảm thấy rùng mình, đạo này đao mang, ẩn chứa trong đó lực tàn phá khủng bố, tựa hồ chuyên môn khắc chế sụp đổ thể, có thể nhẹ nhõm phá hư sụp đổ thể cơ thể kết cấu. Đạo thống của ta, có, một trưởng ba đao năm kỳ quan, đao trong tay của ta, chính là ba đao bên trong sụp đổ thiên đao. Một đao này, đã võ kỹ, cũng là binh khí, chuyên môn vì phá hư sụp đổ thể mà tạo, một đao ra. Sụp đổ phá diệt, đủ để nhẹ nhõm nghiền nát sụp đổ thể pháp tắc kết cấu. Sụp đổ chi chủ ngón tay kéo một phát, trong tay dựng dụng ra đao mang, chính là đôm đốp một tiếng, như lôi điện chém giết mà ra, chém ngang bầu trời, càng đem bầu trời trực tiếp chém ra một đầu khe rãnh một dạng cái khe to lớn, từ từ vang dội sụp đổ lôi điện, làm cho người sợ hãi. Diệp Thần mắt thấy sụp đổ thiên đao uy thế, lập tức một hồi nhiệt huyết dung chuyển, trong mắt cũng là dâng lên một cỗ nóng bỏng chi sắc. Nếu như hắn có thể học được một đao này mà nói, muốn đối phó sụp đổ thể, đích thật là đơn giản nhiều. Sụp đổ chi chủ nói, muốn học không? Diệp Thần nói, nghĩ. Sụp đổ chi chủ nói, ân, ta dạy cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Diệp Thần nói, chuyện gì? Sụp đổ chi chủ toát ra vẻ bất đắc dĩ ưu buồn biểu lộ, nói,
tương lai ngươi đụng tới như huỳnh cùng nhược mộng, ta hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, tha thứ các nàng tính mệnh. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, cái gì? Nếu huỳnh cùng nhược mộng, chính là như Tường Vi hai cái muội muội a. Diệp Thần đã gặp như huỳnh, hơn nữa còn giao thủ qua, vị kia đáng sợ thuần trắng thiếu nữ, yêu dị tà mị vô cùng, chẳng lẽ sụp đổ chi chủ lại cùng các nàng có liên quan? Suy nghĩ một chút cũng phải, sụp đổ chi chủ là đã từng hắc ám huynh đệ hội thủ tịch đệ tử, hắn cùng như huỳnh nhược mộng có liên quan, cái kia cũng chẳng có gì lạ, luận bối phận, nếu huỳnh cùng nhược mộng, đều phải gọi hắn một tiếng đại sư huynh. Sụp đổ chi chủ thở dài, nếu huỳnh cùng nhược mộng, kỳ thực không phải phản đồ, các nàng không có phản bội thiên tổ, các nàng vốn chính là ta hắc ám huynh đệ hội người, là phụ thân xếp vào đến thiên tổ thủ hạ nhãn tuyến. Diệp Thần ngẩn ngơ, ngược lại là không nghĩ tới bàn cờ này sẽ như thế vô gian đạo, nhân tiện nói, nhãn tuyến sao? Sụp đổ chi chủ nói, đúng vậy, viễn cổ thời đại khắp nơi chiến tranh, các nàng là nào đó chẳng diệt quốc chiến tranh sau, phụ thân thu lưu cô nhi. Trên thực tế, chúng ta hắc ám huynh đệ hội, mỗi người cũng là cô nhi, cũng là phụ thân thu nuôi. Phụ thân trước kia thu lưu các nàng vẫn là trong tã lót hài nhi, ta nuôi nàng nhóm nuôi đến 6 tuổi, phụ thân liền thông qua một chút thủ đoạn, đưa các nàng xếp vào đến thiên tổ bên cạnh. Diệp Thần có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới như Tường Vi hai cái muội muội, nếu huỳnh cùng nhược mộng, các nàng không phải phản đồ, các nàng trên thực tế là nội ứng, là hắc ám nữ thần an bài cọc ngầm. Vậy các nàng về sau đi nương nhờ hắc ám huynh đệ hội, tiêu diệt luân hồi địa ngục, cũng bất quá là quay về bản doanh. Ai đúng ai sai, thực sự không cách nào lời nói. Nhưng, Diệp Thần đứng tại thiên tổ trận doanh. Hắc ám huynh đệ hội, chính là địch nhân của hắn. Nếu huỳnh cùng nhược mộng, cũng là hắn địch nhân. Sụp đổ chi chủ, người muốn ta tha thứ tính mạng của các nàng. Nhưng thực lực của các nàng, so với ta còn mạnh hơn a. Cũng không cần ta tha thứ. Diệp Thần nói, sụp đổ chi chủ lộ ra vẻ khổ sở thần sắc, nói, ngươi có gan loại át chủ bài, nếu là bạo phát, ta cái kia hai cái sư muội không phải là địch thủ của ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi nể tình ta, có thể tha qua các nàng. Diệp Thần nói, nhược mộng ta không biết, nhưng cái đó như huỳnh, nàng muốn giết ta à, ta như thế nào tha cho nàng. Nếu huỳnh bây giờ đã cùng cổ tinh môn hợp tác, chính là Diệp Thần địch nhân, Diệp Thần nếu như nương tay mà nói, cái kia cuối cùng người chết. Rất có thể chính là hắn. Sụp đổ chi chủ trầm mặc, biểu lộ trở nên 10 phần buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Diệp Thần cũng trầm mặc, không nói gì có thể nói. Sau một hồi lâu, sụp đổ chi chủ mở miệng trước phá vỡ trầm mặc, thở dài nói, ai, tóm lại ngươi xem đó mà làm thôi, cái này sụp đổ thiên đao áo nghĩa, ta trước tiên truyền thụ dư ngươi. Sụp đổ chi chủ giơ tay lên, nhẹ nhàng cong ngón búng ra, một đạo linh quang, liền bắn vào Diệp Thần trong đầu. Oanh! Chỉ một thoáng, một cỗ hung mãnh tin tức lưu, ngay tại Diệp Thần trong thức hải nổ tung, vô số phù văn cùng đồ hình loạn vũ, đem Diệp Thần thức hải cũng là trống có chút phình to. Thật phức tạp! Diệp Thần hơi hơi hít một hơi khí lạnh, liền cảm thấy môn này sụp đổ thiên đao, đủ loại cơ biến huyền diệu, biến hóa phức tạp thâm ảo cực điểm. Sụp đổ thiên đao lợi hại, không chỉ là lực phá hoại lợi hại, còn có kỹ xảo phức tạp, nhìn như đơn giản một đao, trên thực tế ẩn chứa ngàn vạn trọng đao ý. Trọng trọng đao ý điệt ra xen lẫn, mới có thể làm được tại trong chớp mắt, phá đi sụp đổ thể cơ thể cấu tạo, hoàn thành chém giết. Bình thường người, coi như tiêu phí vạn năm, đều khó mà lĩnh ngộ một tia. Sụp đổ chi chủ nói, chậm rãi lĩnh ngộ a, không thể vội vàng sao động, khoảng cách độ chi mảnh vụn đào được, còn có 2-3 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, người trước tiên có thể cảm ngộ môn này sụp đổ thiên đao. Diệp Thần ân một tiếng, lại nói, thiên nữ còn ở bên ngoài. Trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy thiên nữ an nguy, cũng không có biện pháp chuyên tâm tu luyện. Sụp đổ chi chủ nói, nàng không có việc gì, đã có người tới cứu viện. Lập tức, sụp đổ chi chủ bàn tay kéo một phát, một màn xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt hiện lên. Trong hình, đầu kia sụp đổ thiên cơ lão nhân, đạp lên nhanh chân, liền nghĩ công kích thiên nữ, mà thiên nữ thụ thương ngã xuống đất, đã không cách nào phản kháng, tình thế hết sức hung hiểm. Nhưng ngay lúc này, một đạo tảng sáng chi quang, tựa như tia chớp từ trên trời giáng xuống, chạm bổ vào sụp đổ thiên cơ trên người lão nhân. Răng rắc, sụp đổ thiên cơ lão nhân thân thể, lập tức bị chém ra một đầu sâu đậm vết thương, cước bộ hốt hoảng lui lại. Hai thân ảnh giáng lâm xuống, càng là Lãnh Nguyệt Tịch cùng nàng người hộ đạo Xấu Nô. Xấu Nô,
vị cô nương này là luân hồi chi chủ bằng hữu, chúng ta nhanh cứu người. Lãnh Nguyệt Tịch trên mặt mang khẩn cấp cùng áy náy thần sắc, lần trước Diệp Thần cùng Tử Cực Thần Tôn, Cốt Thiên Đế đánh nhau, nàng chịu xấu nô chế ước, không có thể cứu viện binh, trong lòng có chút áy náy, bây giờ nhìn thấy thiên nữ thụ thương, cũng rốt cuộc không thể ngồi xem mặc kệ. Xấu nô nói, sụp đổ thể cường đại, không thể ngang hàng, tiểu thư, chúng ta đi mau. Nói đi, xấu nô liền nắm lên trên đất thiên nữ, sau đó mang theo Lãnh Nguyệt Tịch cấp tốc rút lui rời đi, cũng không có cùng sụp đổ thiên cơ lão nhân dây dưa. Sụp đổ thiên cơ lão nhân cuồng hống kêu to, nhưng cũng không đuổi theo kịp, xấu nô, Lãnh Nguyệt Tịch, thiên nữ ba người, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối mênh mang sương mù. Diệp Thần nhìn thấy một màn này hình ảnh, nghĩ thầm, thì ra Nguyệt Tịch cô nương cũng tới. Bây giờ thiên nữ bị Lãnh Nguyệt Tịch cứu đi, nội tâm của hắn cũng an định rất nhiều. Sụp đổ chi chủ thu hồi hình ảnh, nói, ta nói, vị kia thiên nữ cô nương không có việc gì, ngươi tốt nhất tu luyện chính là, môn này sụp đổ thiên đao kỹ xảo hết sức phức tạp, nếu như ngươi không thể lĩnh ngộ, có thể hỏi ta, ta sẽ thay ngươi kỹ càng giải đáp. Diệp Thần nói, hảo, đa tạ. Thời gian kế tiếp, Diệp Thần liền tại đây mảnh thời không bên trong, tu luyện cảm ngộ sụp đổ thiên đao. Hắn ngộ tính nghịch thiên, cũng không cần sụp đổ chi chủ giải đáp nghi vấn, sụp đổ thiên đao bên trong rất nhiều kỹ xảo khiếu môn, chính hắn phỏng đoán thôi diễn, liền có thể nắm giữ tinh túy. Hai ngày sau đó, sụp đổ thiên đao tất cả tinh túy áo nghĩa, Diệp Thần tự giác đã hoàn toàn nắm giữ, hắn thử nghiệm diễn luyện, trước tiên hít sâu một hơi, trong đan điền ngưng kết sụp đổ chi lực, mà sau sẽ sụp đổ chi lực dẫn đạo tới bàn tay bên trong. Lốp bốp, trong nháy mắt, Diệp Thần lòng bàn tay liền xuất hiện một cỗ hỗn độn năng lượng sụp đổ, nhảy lên sấm sét tia lôi dẫn, cái này đoàn năng lượng sụp đổ bên trong, có từng đạo hỗn độn đao mang nổi lên. Xoẹt! Tiếp theo sát, Diệp Thần vung tay lên, ước chừng lục đạo sụp đổ đao mang, mang phong khỏa lôi một dạng chém giết mà ra, mãnh liệt hướng lên bầu trời chém tới, xoẹt xoẹt một tiếng bạo sát, liền đem bầu trời chém ra mấy đạo kinh khủng khe rãnh khe hở, dòng điện âm thanh đôm đốp tí tách vang động lấy, thanh thế mười phần dọa người. Lúc chém ra những thứ này sụp đổ đao mang, Diệp Thần cũng cảm thấy trong kinh mạch linh khí nóng hừng hực, toàn thân khí lưu đều bị mang bắt đầu chuyển động, tu vi đang tăng lên. Môn này sụp đổ thiên đao, còn có tăng cao tu vi hiệu quả, nếu như kiên trì tu luyện mà nói, đối tự thân tu vi tăng thêm, cũng là có lợi thật lớn. Sụp đổ chi chủ nhìn thấy Diệp Thần đao mang phách chạm ra đáng sợ vết tích, lập tức liền ngẩn ngơ, nói, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Phần này ngộ tính, không cần ta dạy bảo, ngươi cũng có thể nắm giữ ta tất cả đạo thống. Dừng một chút, sụp đổ chi chủ lại nói, tốt, môn này sụp đổ thiên đao, ngươi đã học thành, có thể đi ra, độ chi mảnh vụn lập tức liền đào được, chúc ngươi may mắn, ta sẽ tiếp tục thủ hộ ngươi. Nói đi, sụp đổ chi chủ thân thể, liền tựa như thiêu đốt đồng dạng, ùng ùng bắn ra kim sắc ánh lửa cháy hết thân thể của hắn hóa thành một vòng lưu quang. Đánh vào trong cơ thể của Diệp Thần, liền chảy vào luân hồi trong mộ địa đi. Mà mảnh này thời không, cũng là bị kim sắc ánh lửa cháy đốt hầu như không còn, rất nhanh liền triệt để chôn vùi, Diệp Thần lại lần nữa về tới ngoại giới trong thời không đi, còn êm đẹp đứng tại sụp đổ hoàng thành trong phế tích, giữa thiên địa là quanh quẩn không tiêu tan khói mù cùng ma khí, trước mắt hắn có một đầu sụp đổ thể đang tới trở về băn khoăn lấy, chính là cái kia sụp đổ thiên cơ lão nhân. Giống. Đang băn khoăn lấy sụp đổ thiên cơ lão nhân, vừa nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, lập tức giống như dã thú gầm thét xông về phía trước, trong tay hiển hóa ra một cái cự hình chiến kiếm, lăng không bạo chém xuống tới. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đầu này sụp đổ thiên cơ lão nhân, còn ở nơi này, hắn vừa về đến liền chịu đến tập kích. Bất quá, Diệp Thần gặp nguy không loạn, hắn mắt nhìn hướng sụp đổ thiên cơ lão nhân thân thể, trong lòng lướt qua sụp đổ thiên đao đủ loại diệu pháp áo nghĩa. Liền ngạc nhiên phát hiện, sụp đổ thiên đao trọng trọng đao ý, vừa vặn khắc chế sụp đổ thiên cơ lão nhân loại này sụp đổ thể, lợi dụng sụp đổ thiên đao đao ý, có thể nhẹ nhõm đem loại này sụp đổ thể phá đi. Sụp đổ thiên đao, phá. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền không có do dự, trong tay dựng dụng ra mười mấy đạo đen như mực hỗn độn đao mang, xoẹt một tiếng, giống như loạn mưa bạo sát ra ngoài, phân biệt chém về phía sụp đổ thiên cơ cánh tay của lão nhân then chốt. Chân then chốt, cổ then chốt chờ chỗ nối tiếp. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đạo đen như mực hỗn độn, lập lòe sấm sét đao mang, mang theo cường hoành lực phá hoại, còn có cực kỳ tinh xảo lực đạo,
lập tức liền sụp đổ. Thiên Cơ lão nhân toàn thân then chốt, toàn bộ phá hư chặt đứt đi, cả đầu khổng lồ sụp đổ thể, liền như là bị chia rẽ xếp gỗ giống như, ùng ùng sụp đổ trên mặt đất, trở thành một chỗ tàn toái cơ thể, tí tách lóe lên ánh chớp. Nhìn thấy phía trước vô cùng cường đại sụp đổ thể, cứ như vậy bị chính mình một đao chảm phá, Diệp Thần ngẩn người, sau đó lộ ra một cái nụ cười sung sướng, cái này sụp đổ thiên đao, quả nhiên là lợi hại a. Ngón tay hắn nhất câu, một đạo mang khí nhảy ra, phá vỡ sụp đổ thể lồng ngực, đem bên trong năng lượng hạch tâm sụp đổ nguyên tinh đào lên. Cái này sụp đổ nguyên tinh, ẩn chứa không thiếu tinh thuần năng lượng sụp đổ, nếu là hấp thu luyện hóa, đối với Diệp Thần tự thân sụp đổ tu vi, cũng là có không ít có ích. Lập tức, Diệp Thần trực tiếp bóp nát sụp đổ nguyên tinh, đem bên trong năng lượng sụp đổ hấp thu, liền cảm thấy tự thân tu vi, dục dịch, có đột phá dấu hiệu, nhưng lại không có chân chính đột phá. Những năng lượng này cho võ giả bình thường, chỉ sợ sớm đã đột phá hai đại cảnh giới. Ta bây giờ muốn đột phá, thực sự là càng ngày càng khó khăn. Diệp Thần cảm khái một chút, trước mắt tu vi của hắn, là cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời sơ giai, đến nơi này cấp độ, muốn tiến bộ, vậy cần tài nguyên, là vô cùng kinh khủng. Hiện tại hắn muốn đột phá, nhanh nhất biện pháp, không thể nghi ngờ là tìm được độ chi mảnh vụn, coi như không thể chân chính luyện hóa. Chỉ cần có thể hấp thu đến độ chi mảnh vụn một điểm khí tức, tu vi của hắn cũng có thể đột phá. Mộ chủ. Ngay lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một đạo thâm trầm âm thanh. Lại giống như là sụp đổ chi chủ âm thanh. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, liền thấy luân hồi mộ địa bên trong, thuộc về sụp đổ chi chủ mộ bia, lúc này quang hoa đại tác, một đạo thanh niên thân ảnh, làm áo đen đế hoàng ăn mặc, thân thể phiêu phiêu miểu miểu. Chính là một đạo thần hồn, chậm rãi từ mộ bia bên trong bốc lên nổi lên. Chính là sụp đổ chi chủ Phó Tuyệt Thiên. Sụp đổ chi chủ, người hồi phục. Diệp Thần nhìn thấy sụp đổ chi chủ hiện thân, lập tức liền chấn động kinh hỉ. Một bên chín thương cổ hoàng, đang tại điều tức tĩnh dưỡng, khôi phục khí tức, tại nhìn thấy sụp đổ chi chủ sau khi xuất hiện, cũng là kinh hỉ nói, Tuyệt Thiên huynh, chúc mừng khôi phục. Sụp đổ chi chủ lại cười khổ một tiếng, nói, ta của quá khứ thiêu đốt tự thân, linh lực rót vào mộ bia, đem ta thần hồn kích thích ra, nhưng trên thực tế, trên người của ta lưng mang nguyền rủa, cũng không có giải trừ. Chỉ thấy tại sụp đổ chi chủ trên thân, có từng cái đen như mực xiềng xích, như ẩn như hiện nhấp nhô, quấn quanh toàn thân hắn, giam cấm khí tức của hắn, cái kia đen như mực trên xích sắt, còn khắc từng đạo nguyền rủa phù văn, mỗi khi phù văn lấp lóe, sụp đổ chi chủ đáy mắt chỗ sâu liền lướt qua một vòng thần sắc thống khổ. Hiển nhiên là chịu không nhỏ dày vò. A, à, Diệp Thần nhìn thấy một màn này, cũng có thể cảm nhận được sụp đổ chi chủ đau đớn. Sụp đổ chi chủ nói, năm đó ta bị hồn thiên đế giết chết, hắn làm cho ta ách nạn nguyền rủa, những thứ này nguyền rủa tạo thành gông xiềng, giam cầm thần hồn của ta, ta bây giờ mặc dù khôi phục, nhưng khắp nơi không được tự do, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Muốn phá mất nguyền rủa, chỉ có tìm được độ chi mảnh vụn. Lấy độ chi mảnh vụn vô thượng siêu độ vĩ lực, mới có thể hóa đi ta khốn khổ. Diệp Thần thấy thế, gật đầu nói, hảo, sụp đổ chi chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cầm tới độ chi mảnh vụn. Hồn thiên đế trước kia, hữu tâm sáng tạo nuốt hồn tà đạo chương, đây là hắn tối vô thượng tuyệt học, tổng cộng có 9 chương, chính là thôn phệ chi chương, sụp đổ chi chương, buông xuống chi chương, thức tỉnh chi chương các loại, trong đó sụp đổ chi chương. Chính là sụp đổ pháp tắc ngưng tụ thành một bản sụp đổ sách, là quan trọng nhất, có thể xưng nuốt hồn tà đạo chương đại sát chiêu. Vì chế tạo sụp đổ chi chương, hồn thiên đế liền muốn săn giết sụp đổ chi chủ, rút ra sụp đổ chi chủ khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa, chế tạo sụp đổ sách. Mà vì phòng ngừa sụp đổ chi chủ phản kháng, hồn thiên đế thi triển ra đỉnh phong nhất hung ác nhất thủ đoạn, phát ra đáng sợ nhất nguyền rủa, cho nên cho dù cho tới hôm nay, sụp đổ chi chủ thần hồn phía trên còn mang theo trầm trọng nguyền rủa gông xiềng, chỉ có độ chi mảnh vụn mới có thể siêu độ tịnh hóa, giúp đỡ giải thoát. Nếu không, coi như bây giờ sụp đổ chi chủ hồi phục, thực lực của hắn cũng không phát huy ra được. Độ chi mảnh vụn tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, đây là giải cứu sụp đổ chi chủ chỗ mấu chốt, Diệp Thần tự nhiên cũng biết rõ. Sụp đổ chi chủ nói, ân, độ chi mảnh vụn lập tức liền sắp xuất thế, vật này năng lượng bàng bạc ngập trời, đủ để che đậy siêu phẩm thiên đế. Bây giờ ta sụp đổ hoàng thành, đã khắp nơi tràn ngập độ chi mảnh vụn khí tức, những cái kia năng lượng khí tức, ngưng kết thành dị tượng, không thể coi thường, mộ chủ, người muốn đột phá tu vi, trước tiên có thể đi tìm độ chi mảnh vụn dị tượng kết tinh. Dị tượng kết tinh sao?
Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, nhìn ra xa toàn bộ sụp đổ hoàng thành phế tích, liền phát hiện cùng hai ngày trước so sánh, mảnh phế tích này đại địa, khí tức xuất hiện chút dị thường, giữa thiên địa lượn quanh hắc ám ma khí sương mù bên trong, lưu chuyển ra không ít ánh sáng vàng kim lộng lẫy, đó là luân hồi đặc hữu kim quang. Mà khi Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, cảm ứng trong thiên địa dị tượng thời điểm, hắn đích xác cảm nhận được một chút đặc thù dị tượng kết tinh, có vương tọa, có trường thương, có cánh, có dược thảo. Những thứ này đặc thù dị tượng kết tinh, toàn bộ là độ chi mảnh vụn năng lượng ngưng kết mà thành. Giống như ngày xưa áo nghĩa giới bên trên địa tạng Bồ Tát pho tượng, kỳ thực cũng thuộc về độ chi mảnh vụn dị tượng kết tinh. Nhớ ngày đó, Cốt Thiên Đế dung hợp địa tạng Bồ Tát pho tượng, lập tức liền đạt được kinh thiên thuế biến, nhất cử bước vào nửa bước siêu thiên chi cảnh, có thể tưởng tượng được, độ chi mảnh vụn có thể dị tượng kết tinh, năng lượng khủng bố cỡ nào. Nếu là có thể nhận được luyện hóa mà nói, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần lập tức liền động lòng, độ chi mảnh vụn uy năng mênh mông, siêu phẩm thiên đế đều khó mà trưởng khống luyện hóa, nhưng nếu như chỉ là độ chi mảnh vụn năng lượng dị tượng kết tinh, hắn tự nhiên có cơ hội luyện hóa. Người phụ cận cách đó không xa, liền có một đạo dị tượng kết tinh, người có thể đi thử thời vận. Sụp đổ chi chủ bắt được một vòng đặc thù năng lượng ba động, ngón tay hướng bắc bên cạnh. Diệp Thần trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía bắc, cũng là có thể mơ hồ bắt được một cỗ không hề tầm thường khí tức, hắn lúc này gật đầu nói, hảo. Trực tiếp hướng về phía bắc chạy lướt qua mà đi. Giữa thiên địa, màu vàng luân hồi quang cùng địa ngục ma khí, lẫn nhau phối hợp dũng động, độ chi mảnh vụn sắp đào được, trong thiên địa dị tượng cũng là càng ngày càng mạnh liệt, đại địa có không ít chỗ nứt ra, từ nứt ra trong đại địa bốc lên từng đóa u ám hoa, đó là độ chi mảnh vụn linh khí ngưng kết thành đặc thù linh tài. Diệp Thần gặp được, liền trực tiếp thu lấy, trên đường đụng tới có thật nhiều hung thú yêu ma, đã chiếm được độ chi mảnh vụn ma khí quán trú, từng đầu trở nên vô cùng hung ác tàn bạo, tựa như là đến từ địa ngục quái vật. Đến nỗi bên trên bầu trời, càng là có vô số đầu cực quang một dạng tia sáng, tại múa may cuồng loạn lấy, giữa thiên địa khắp nơi quanh quẩn dị thường khí tượng, làm lòng người đầu bất an. Diệp Thần vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, tận lực tránh đi hung thú cùng yêu ma, một đường tiến lên, cuối cùng nhìn thấy phía trước xuất hiện kinh người dị tượng, chỉ thấy một tấm vương tọa, khoảng chừng cao trăm trượng, nguy nga giống như núi đứng sừng sững lấy. À, đó chính là độ chi mảnh vụn năng lượng dị tượng kết tinh sao. Diệp Thần nhìn thấy tòa kia vương tọa, lập tức liền chấn động, thiên cơ hiểu rõ, chỉ một thoáng chính là biết được, tòa kia vương tọa, chính là độ chi mảnh vụn dị tượng kết tinh, gọi độ ngục vương tọa. Ước chừng cao trăm trượng vương tọa, khí thế so với Diệp Thần phía trước thấy qua địa tạng Bồ Tát pho tượng, còn muốn bàng bạc hung mãnh nhiều lắm, vương tọa đứng sừng ở một vùng phế tích phía trên, chung quanh tràn ngập đậm đà hắc ám khí tức, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh, vô biên hắc sắc ma khí lượn lờ. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy trên ngai vàng, điều khắc phức tạp đường vân, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thâm thúy sức mạnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng, mà tại vương tọa bốn cái sừng bên trên, đều có một cái dữ tợn ma thú phủ điêu, khác hẳn có thần, ma khí không ngừng dâng lên lấy. Nếu là có thể nhận được tôn này độ ngục vương tọa, Diệp Thần có thể chắc chắn, tu vi của mình, tuyệt đối có thể đột phá, mà độ ngục vương tọa ẩn chứa uy năng cường đại, cũng đủ để đối với địch nhân tạo thành kinh khủng áp chế lực, ép buộc hắn thần phục. Diệp Thần bước nhanh hướng độ ngục vương tọa chạy đi, khi hắn đi tới vương tọa phía dưới, lại thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy bằng đá vương tọa phía dưới, nằm hai cỗ sụp đổ thể, đã bị triệt để đánh bể, vỡ tan cơ thể nhảy lên tí tách ánh chớp, còn thỉnh thoảng co quắp. Đây không phải dùng cái gì kỹ xảo phá hư, mà là dùng lực lượng chân chính, đem hai đầu sụp đổ thể đánh nổ, đây là đỉnh cấp thiên đế đều khó mà làm được sự tình. Diệp Thần rất hiếu kỳ, đến cùng là ai, lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, có thể đánh nổ hai đầu sụp đổ thể. Hắn liền thấy, tại hai cỗ sụp đổ thể bên cạnh, có ba đạo thân ảnh quen thuộc. Lại là thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch cùng Xấu Nô. Thiên nữ đứng, khí tức hòa hợp, hai ngày trước bị thương thế hiển nhiên đã tốt. Nhưng Lãnh Nguyệt Tịch cùng Xấu Nô, cũng đã thụ thương ngã xuống. Lãnh Nguyệt Tịch còn tốt, bị thương không trọng, nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, nàng kinh hô một tiếng, kêu lên, luân hồi chi chủ, là ngươi. Nhưng nàng người hộ đạo Xấu Nô, thụ thương liền thực sự quá nghiêm trọng, đã triệt để hôn mê thoi thóp, trên thân cắm đầy sắc bén mảnh kim loại, thân thể đã lọt vào sụp đổ pháp tắc ăn mòn, nứt toác ra từng cái miệng máu. Máu tươi cùng nội tạng mảnh vụn không ngừng tràn đầy chảy ra, nhìn tương đương kinh khủng. Nhìn bộ dáng này,
không cần bao lâu, xấu nô liền muốn triệt để chết đi. Diệp thần chỉ nhìn một mắt, liền mơ hồ bắt được thiên cơ, biết là cái này xấu nô, đánh bể hai cỗ sụp đổ thể, nhưng chính hắn cũng nhận trọng thương, người sắp chết. Sụp đổ thể là cực đoan kinh khủng tồn tại cường đại, nếu như không có nắm giữ độc môn kỹ xảo, chỉ dựa vào man lực mà nói, khó mà chiến thắng bọn chúng, trừ phi có thực lực Nhậm Phi Phàm mạnh mẽ như vậy. Nhưng cái này xấu nô, rõ ràng không có Nhậm Phi Phàm mạnh như vậy, hắn mặc dù đem hai đầu sụp đổ thể đánh nổ, tự thân cũng bị trọng thương. Diệp thần, người đã đến, trước ngươi đi nơi nào? Thiên nữ nhìn thấy Diệp thần tới, ngẩn ngơ, thần sắc lại có chút buồn bã, nàng cũng nhìn ra, xấu nô sắp không được, bị thương nghiêm trọng như vậy, đã vô pháp cứu chữa. Diệp thần nói, hai ngày trước ta bị cuốn vào thời không loạn lưu, bây giờ lúc này mới thoát thân. Hắn gặp xấu nô sắp chết, vội vàng bước nhanh chạy qua, khuất thân thi triển ra thiên đường thánh đạo thánh quang trị liệu pháp, từng sợi bạch quang từ bàn tay hắn tuôn ra, quán chú đến xấu nô thể nội. Nhưng trị liệu thánh quang một quán chú đi vào, lại chảy ra, căn bản là không có cách dung nhập xấu nô thể nội, cái này hiển nhiên là bởi vì thương thế hắn quá nặng, đã khó mà cứu chữa. Trọng thương ngã gục xấu nô thân thể run lên, hơi hơi mở to mắt, hư nhược nói, không cần cứu ta, cứu tiểu thư, nhanh. Hắn giơ ngón tay lên, chật vật chỉ Lãnh Nguyệt Tịch, sau đó một hơi hô hấp không lên đây, không ngờ khí tuyệt mất mạng. Diệp thần thấy thế, cảm thấy một hồi áy náy, nghĩ thầm, ta tới chậm, nếu là ta có thể sớm một chút đến, có lẽ còn có thể cứu vãn. Bây giờ Diệp thần nắm giữ sụp đổ thiên đao, có đầy đủ kỹ xảo, có thể nhẹ nhõm đối phó sụp đổ thể. Nhưng tiếc là, Diệp thần vẫn là tới chậm một điểm, vận mệnh như thế, hắn cũng là một hồi bất đắc dĩ. Xấu nô. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy xấu nô không một tiếng động, lập tức ngẩn ngơ, không thể tin được thủ hộ chính mình nhiều năm người hộ đạo, lại chết đi như thế. Xấu nô sau khi chết, thân thể của hắn rất nhanh triệt để băng liệt, hóa thành bọt máu, cái kia bọt máu bên trong, lộ ra linh quang, rất nhanh lắng đọng thành một chiếc thanh đăng. Cổ kính, chỉ là bấc đèn đã đoạn tuyệt. Diệp thần nhìn thấy xấu nô sau khi chết, thế mà hóa thành một chiếc thanh đăng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá khi cái này liên quan đầu, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ra tay trị liệu Lãnh Nguyệt Tịch. May mắn Lãnh Nguyệt Tịch thụ thương không trọng, Diệp thần thi triển thánh quang trị liệu pháp, đem từng sợi thuần trắng thánh quang, rót vào trong Lãnh Nguyệt Tịch bộ ngực, trên người nàng vết thương liền dần dần khép lại. Thiên nữ cũng đi tới. Một dạng thi triển thánh quang trị liệu pháp, vì Lãnh Nguyệt Tịch trị liệu. Môn này thánh quang trị liệu pháp, thuộc về thiên đường thánh đạo, là nguyên thiên đế đạo thống, Diệp thần sẽ, thiên nữ càng là tinh thông. Hai ngày trước ta phải Nguyệt Tịch cô nương cứu, mời nàng cùng đi trong phế tích hương, muốn cùng vũ tổ hội hợp, ta biết ngươi có đại khí vận, nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ là không nghĩ tới, chúng ta gặp hai đầu sụp đổ thể, bọn chúng thủ tại chỗ này, dường như đang chờ đợi cái gì. Cho tới hôm nay tòa này độ ngục vương tọa xuất thế, ta mới biết được, thì ra bọn chúng là chờ đợi tòa này vương tọa đào được. Cái này hai đầu sụp đổ thể có thể rất lợi hại, Nguyệt Tịch cô nương người hộ đạo chết trận. Thiên nữ một bên thay Lãnh Nguyệt Tịch trị liệu, một bên có chút ảm nhiên nói lên hai ngày này phát sinh sự tình. Theo độ chi mảnh vụn sắp đào được, mảnh này hoàng thành phế tích, đủ loại năng lượng bàng bạc linh khí cũng là tràn đầy, dị tượng liên tục, thậm chí ngưng kết ra đủ loại dị tượng kết tinh. Tòa này độ ngục vương tọa, chính là độ chi mảnh vụn linh khí ngưng kết ra dị tượng kết tinh một trong, uy năng mênh mông, đưa tới hai đầu sụp đổ thể chú ý. Thiên nữ, Lãnh Nguyệt Tịch, xấu nô ba người, cùng với giao chiến, kết cục lại là xấu nô vẫn lạc, Lãnh Nguyệt Tịch cũng bị thương, có thể thấy được cái kia sụp đổ thể cường đại. Thiên nữ không có thụ thương, là bởi vì xấu nô cùng Lãnh Nguyệt Tịch tận lực chiếu cố nàng, cho nên nhìn thấy xấu nô vẫn lạc, thiên nữ cũng là mười phần đau buồn áy náy. Lãnh Nguyệt Tịch cắn răng, nhìn xem xấu nô sau khi chết biến thành thanh đăng, rung động tay đem cái kia thanh đăng cầm lên, nâng ở trong lòng bàn tay, nói, xấu nô còn chưa có chết, chờ chiếc đèn này một lần nữa nhóm lửa, hắn liền có thể phục sinh. Diệp thần có chút ngạc nhiên, nói, chiếc đèn này là... Lãnh Nguyệt Tịch nói, ngươi có từng nghe qua nhiên đăng cảnh? Diệp thần hỏi, cái gì nhiên đăng cảnh? Lãnh Nguyệt Tịch thở dài, chính là tinh không bị ngạn phía trên cảnh giới. Tinh không bị ngạn cảnh giới tu luyện, bước đầu tiên là nhật nguyệt cảnh, thân cùng nhật nguyệt dung hợp, chỉ cần thế gian còn có quang tồn tại, người sẽ không phải chết, bước thứ hai liền kêu nhiên đăng cảnh, có thể nhóm lửa tự thân mệnh đèn, đối kháng hắc ám, coi như hắc ám tàn phá bừa bãi,
chỉ cần tự thân mệnh đèn không tắt, liền có thể đạo pháp trường tồn, vĩnh hằng bất tử. Ta tiền thân tảng sáng chi chủ, nàng từng buông xuống đến tinh không bỉ ngạn, chế tạo ra một chiếc tảng sáng thanh đăng, dùng để xua tan hắc ám, cái này chén nhỏ tảng sáng thanh đăng, xem như nàng thứ hai mệnh đèn, xấu nô chính là tảng sáng thanh đăng hóa thân, chiếc đèn này còn không có phá toái, chỉ là bấc đèn diệt, chỉ cần bấc đèn một lần nữa nhóm lửa, hắn liền có thể phục sinh. Diệp thần cùng thiên nữ nhìn nhau, hai người còn là lần đầu tiên nghe được nhiên đăng cảnh định nghĩa, lập tức liền có loại tầm mắt mở rộng, quan gặp đại đạo huyền bí thông suốt cảm giác, liền hô hấp đều cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Thì ra lãnh nguyệt tịch người hộ đạo xấu nô, không phải nam không phải nữ, cũng không phải cái gì máy móc khôi lỗi, mà là một chiếc đèn. Là ngày xưa tảng sáng chi chủ chế tạo thứ hai mệnh đèn. Lãnh nguyệt tịch chán nản nói, đáng tiếc mệnh đèn có thể chiếu sáng hắc ám, chiếu không phá sụp đổ. Sụp đổ, trên thực tế chính là trụ thần tâm ma, năng lượng tính chất vô cùng đặc thù, không là bình thường hắc ám chi vật, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy phá giải. Diệp thần an ủi nói, nguyệt tịch cô nương, đã có một lần nữa nhiên đang hy vọng, vậy ngươi cũng không cần quá thương tâm. Lãnh nguyệt tịch khẽ gật đầu, nhìn xem trong tay thanh đăng, suy nghĩ một hồi, đem thanh đăng đưa cho Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, cho ngươi. Diệp thần khẽ giật mình, nói, cho ta. Lãnh nguyệt tịch nói, ân, muốn chút đốt chiếc đèn này, có thể muốn phi thăng tinh không bỉ ngạn mới được, ta chẳng qua là tảng sáng chi chủ yếu niệm hóa thân, phi thăng xa vời, hơn nữa coi như phi thăng, ta có thể cũng không bản sự một lần nữa nhóm lửa chiếc đèn này, liền giao cho ngươi đi, lấy thực lực của ngươi, tương lai có lẽ có thể đốt lên đèn này. Diệp thần nhìn xem lãnh nguyệt tịch ánh mắt sáng quắc, cũng không nở cự tuyệt, liền gật đầu nói, hảo, ta trước hết thay ngươi bảo quản, tương lai nếu có thể một lần nữa nhiên đăng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhận tảng sáng thanh đăng. Lãnh nguyệt tịch tươi sáng nở nụ cười, trong đôi mắt lại có nước mắt quay tròn, tiếp lấy nàng thật giống như nhớ ra cái gì đó, đầu ngón tay duỗi ra, một khỏa ánh sáng óng ánh cầu, ngay tại nàng lòng bàn tay nổi lên, nàng nói. Đúng, luân hồi chi chủ, môn này ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, ngươi đã nói muốn thay ta tìm hiểu. Quang cầu ngàn vạn phù văn lấp lóe, bên trong phong tồn lấy ngày xưa tảng sáng chi chủ đạo thống, chính là ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết. Môn này ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, thâm ảo huyền diệu, cho dù là lãnh nguyệt tịch cùng xấu nô, đều không thể lĩnh hội, lãnh nguyệt tịch biết diệp thần ngộ tính nghịch thiên, cho nên muốn ủy thác hắn lĩnh hội, đã như thế, liền có thể phá giải ngày xưa tảng sáng chi chủ đại đạo huyền bí. Diệp thần trong lòng hơi động, nhưng nghĩ tới độ chi mảnh vụn lập tức liền muốn xuất thổ, hắn liền lắc lắc đầu nói, độ chi mảnh vụn lập tức xuất thế, hiện nay không có thời gian lại lĩnh hội công pháp. Lãnh nguyệt tịch nói, có thể, nhờ ngươi, luân hồi chi chủ. Môn này ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, tổng cộng có 6 tầng, có một tầng bí pháp gọi linh quang triệu hoán thuật, thi triển môn thuật pháp này, có thể triệu hoán tảng sáng chi chủ dưới trướng tất cả tín đồ, tất cả con dân, còn có nàng chế tạo tất cả binh khí pháp bảo. Theo lý thuyết, chỉ cần chúng ta có thể học thành môn thuật pháp này, liền có thể đem tảng sáng cung gọi trở về. Có tảng sáng cung, chúng ta muốn đoạt lấy độ chi mảnh vụn, vậy thì đơn giản nhiều. Nghe được lãnh nguyệt tịch lời này, Diệp thần con mắt lập tức sáng lên. Tảng sáng cung là đỉnh cấp trụ thần thánh binh, hơn nữa cùng bóng tối ma nhãn, bất khuất thánh kiếm so sánh, cái này thánh binh không có chút nào mài mòn, uy năng hùng vĩ, nếu có thể chấp trưởng mà nói, đủ để cải biến chiến cuộc. Bây giờ tảng sáng cung, tại trong tay đó như huỳnh yêu nữ, Diệp thần muốn cướp đoạt, cơ hồ không có khả năng. Nhưng bây giờ, lãnh nguyệt tịch lại nói, chỉ cần có thể lĩnh ngộ linh quang triệu hoán thuật, liền có thể đem tảng sáng cung gọi trở về. Lại có thể triệu hoán tảng sáng cung sao? Ân, vậy ta lĩnh hội thử xem. Diệp thần nhìn xem lãnh nguyệt tịch trong tay quang cầu, trong lòng cũng là dâng lên nồng nặc hứng thú. Thiên nữ chỉ vào độ ngục vương tọa, nói, ngồi vào phía trên này đi, có lẽ đối với ngươi lĩnh hội công pháp hữu ích. Độ ngục vương tọa là độ chi mảnh vụn năng lượng kết tinh, ẩn chứa bàng bạc linh khí uy năng, chấp trưởng độ ngục vương tọa, đối với thể xác tinh thần vô cùng hữu ích. Diệp thần trong lòng hơi động, ừ một tiếng, trước tiên từ trong tay lãnh nguyệt tịch, tiếp nhận công pháp kia quang cầu. Ông! Diệp thần vừa ra qua quang cầu, nhất thời, quang cầu liền hòa tan thành bạch quang, ngàn vạn bí pháp ký tự, toàn bộ như nước chảy tràn vào trong cơ thể hắn. Tiếp theo sát, Diệp thần liền cảm thấy toàn thân phình to, thân thể cơ hồ muốn bị no bạo, kinh mạch toàn bộ giống như là cầu long trướng lên, xương cốt cũng là răng rắc bạo hưởng. Quang cầu này ẩn chứa công pháp,
ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, quả nhiên là thâm ảo phức tạp, có vô cùng diệu pháp, cũng may mà Diệp Thần đạo uẩn cường hãn, nếu không, hắn sợ rằng phải bị sống sờ sờ chống bạo toái. Thật phức tạp công pháp. Diệp Thần cảm thấy đầu từng trận căng đau, môn này ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, áo nghĩa nhiều, liền xem như trải vuốt trong đó thuật pháp, cũng cần hao phí cực lớn tinh lực. Như thế nào, luân hồi chi chủ? Lãnh Nguyệt Tịch có chút khẩn trương, chỉ sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Diệp Thần suy nghĩ một hồi, nói, không có việc gì, ta có thể lĩnh ngộ, chỉ là cần một quãng thời gian, các ngươi thay ta hộ pháp, cẩn thận địch nhân đến phạm. Trong mơ hồ, Diệp Thần bắt được, nếu huỳnh, cốt thiên đế, tử cực thần tôn, minh không thiên tôn bọn người, cũng đã tới mảnh này sụp đổ hoàng thành phế tích, ám lưu hung dũng, chỉ là bởi vì mảnh phế tích này thiên cơ hỗn loạn, song phương đều không thể bắt được vị trí của đối phương, cho nên còn không có bộc phát xung đột. Nhưng nếu như chạm mặt mà nói, cái kia chỉ sợ là muốn sinh tử tương kiến. Trong lòng Diệp Thần vừa âm thầm kêu gọi Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Khiếu Thiên, gọi bọn họ tới trợ trận. Lãnh Nguyệt Tịch cùng thiên nữ nhìn nhau, hai nữ thần sắc đều là có chút nghiêm nghị gật gật đầu, bây giờ xấu nô đã chết, nếu là đụng tới cường địch gì, vậy dĩ nhiên khó giải quyết vô cùng. Lập tức, hai nữ liền thủ hộ tại Diệp Thần lân cận, để phòng bất trắc. Diệp Thần khẽ cắn môi, chịu đựng căng đau đầu, chậm rãi hướng về Độ Ngục Vương tọa đi đến. Nói cũng kỳ quái, theo Diệp Thần đến gần, cái kia Độ Ngục Vương tọa, thế mà phát ra cộng minh, ông ông tắc hưởng, dường như là hân hoan tung tăng đồng dạng, sau đó cái kia cao trăm trượng vương tọa, liền dần dần thu nhỏ đến vừa vặn có thể chứa đựng Diệp Thần thuận tiện ngồi xuống lớn nhỏ. Cái này Độ Ngục Vương tọa có linh, muốn quy thuận ta. Diệp Thần trong lòng hơi động, liền cảm thấy thể nội trống rỗng ảm đạm ma ngục mệnh tinh, cũng là cùng Độ Ngục Vương tỏa cộng minh lấy, mệnh tinh phảng phất muốn sáng lên đồng dạng. Nắm giữ luân hồi huyết mạch cùng luân hồi thất tinh Diệp Thần, trên thực tế chính là tòa này Độ Ngục Vương ngồi chủ nhân, cho nên giữa hai bên tồn tại cộng minh. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch cảm nhận được cỗ này cộng minh, cũng là một hồi ngạc nhiên, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Liền thấy Diệp Thần ngồi trên Độ Ngục Vương tọa sau, cả người khí tức đột nhiên thay đổi. Từng sợi hắc ám địa ngục ma khí, lượn lờ toàn thân hắn, đồng thời ngưng kết thành một bộ địa ngục ma bào, phía trên thêu núi thây biển máu cùng ám nguyệt hắc nhật, còn có đầy trời tu la dạ xoa dị tượng, mười phần hùng vĩ. Giờ khắc này Diệp Thần, đang ngồi trên Độ Ngục Vương tọa sau, liền tựa như hóa thân trở thành địa ngục ma vương, đã biến thành chí cao vô thượng ma đạo chúa tể, uy nghiêm hạo đáng, hoành áp chư thiên. Thiên nữ cùng Lãnh Nguyệt Tịch đều a một tiếng kinh hô. Trong nháy mắt cảm thấy một cỗ bàng bạc uy áp bao phủ tới. Bịch, Lãnh Nguyệt Tịch chịu đựng không nổi, tại chỗ liền hai đầu gối quỳ xuống, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, nhịn không được hướng Diệp Thần thần phục. Thiên nữ cắn răng, cũng cảm thấy vô biên ma uy gào thét mà đến, nàng cưỡng ép ngăn cản, nhưng nghĩ tới người trước mặt là Diệp Thần, cũng không cần quá mức cường ngạnh. Nghĩ như vậy, nàng tâm thần liền buông lỏng, quỳ một chân trước mặt Diệp Thần. Ôi! Tại cảm thấy được chính mình quỳ xuống sau, thiên nữ cả kinh, nàng cao ngạo tính tình, không cho phép nàng quỳ gối trước mặt Diệp Thần, nàng lúc này liền muốn đứng dậy, nhưng đã quỳ xuống, vô tận ma uy đè người, nàng lại nhớ tới liền khó khăn. Hơn nữa nàng cảm thấy, nếu như cưỡng ép ngỗ nghịch mà nói, còn có thể sẽ thương tổn Diệp Thần, dẫn đến phản phệ, trong lòng lập tức một hồi tức giận, lại là bất đắc dĩ. Các ngươi làm gì? Diệp Thần nhìn thấy hai nữ quỳ xuống, cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Thiên nữ nói, là cái này Độ Ngục Vương ngồi uy áp, đối đạo tâm xung kích quá mãnh liệt. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, phải không? Hắn hơi nhắm mắt lại, cảm thụ được tự thân khí tức, đã cùng Độ Ngục Vương tỏa hòa làm một thể, khí tức quả nhiên là hùng hồn bá đạo rất nhiều. Thậm chí, liền Diệp Thần tu vi cảnh giới, cũng đi theo đột phá, từ cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời sơ giai, tấn thăng đến tình cảnh trung giai. Lại còn để cho ta đột phá. Cái này Độ Ngục Vương tỏa. Có chút đồ vật, đây chỉ là một điểm dị tượng kết tinh a. Nếu là chân chính độ chi mảnh vụn, có trời mới biết sẽ có cỡ nào kinh khủng. Diệp Thần một hồi tim đập thình thịch, càng cảm thấy độ chi mảnh vụn cường đại cùng đáng sợ, chỉ là một điểm dị tượng kết tinh, liền mang đến cho hắn lớn như thế thuế biến, thậm chí tản ra uy áp, liền để Lãnh Nguyệt Tịch cùng thiên nữ quỳ xuống thần phục. Bây giờ Diệp Thần thậm chí có loại cảm giác, vô luận chính mình phát ra mệnh lệnh gì, hai nữ đều biết hoàn toàn phục tùng. Ý chí của các nàng, đã bị Độ Ngục Vương tỏa chế trụ, triệt để hướng hắn biểu thị thần phục. Đây nếu là hoàn chỉnh độ chi mảnh vụn, thậm chí là ma ngục mệnh tinh,
uy năng khủng bố, thật là không cách nào tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, bây giờ ngồi lên độ ngục vương tọa, tu vi đề thăng, cũng dẫn đến thức hải cũng biến thành trong trẻo, vừa mới hấp thu ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết ngàn vạn bí pháp ký tự, cho cơ thể mang tới gánh vác, đã hóa giải rất nhiều rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ trở lên rõ ràng, ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết đủ loại diệu pháp, trong lòng hắn từng cái lướt qua. Môn công pháp này, là trụ thần pháp, chính là tảng sáng chi chủ sáng tạo thần công, vô cùng huyền diệu, chủ yếu chia làm 6 tầng, cái này 6 tầng bí pháp, chính là, đan điền uẩn quang pháp, thần quang doanh thể pháp, linh quang triệu hoán thuật, nhật nguyệt chi đồng, tinh thần nhiên đăng thuật, tảng sáng chi tiễn. 6 tầng bí thuật, đều có diệu dụng, đều cùng quang có liên quan, là tảng sáng chi chủ đối với thái sơ chi quang lĩnh ngộ. Tầng thứ nhất đan điền uẩn quang pháp, hấp thu trong thiên địa thần quang, tẩm bổ đan điền mệnh mạch, thuộc nội công. Tầng thứ hai thần quang doanh thể pháp, nhưng là ngoại công, lấy tia sáng tôi thể, để cho thể phách trở nên cường đại. Tầng thứ ba linh quang triệu hoán thuật, tựa như vừa mới lãnh nguyệt tịch lời nói, có thể triệu hoán hết thảy cùng tảng sáng chi chủ tương quan đồ vật. Tầng thứ tư nhật nguyệt chi đồng, đúc nóng nhật nguyệt vào hai mắt, tầng này, tại không không lúc nào khoảng không gần như không có khả năng luyện thành, bởi vì không không lúc nào chống không thiên đạo pháp tắc, hoàn toàn không đủ để trèo chống nhật nguyệt chi đồng ngưng luyện, cái này dính đến nhật nguyệt pháp tắc ảo diệu biến hóa, đó là tinh không bỉ ngạn pháp tắc. Đến nỗi tầng thứ năm tinh thần nhiên đăng thuật, càng là tinh diệu, không chỉ là dung nạp nhật nguyệt pháp tắc, còn có nhiên đăng cảnh pháp tắc, mệnh đèn nếu là đốt lên, coi như bị người nghiền xương thành tro, cũng có thể tại bấc đèn hỏa diễm bên trong phục sinh, vô cùng ảo diệu. Mà tầng cuối cùng tảng sáng chi tiễn, nhưng là tảng sáng chi chủ vô thượng sát phạt tiễn thuật, một tiễn ra, ánh sáng của bầu trời tảng sáng, xuyên qua thế giới, ép bạo hết thảy hắc ám ma chướng, tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, thậm chí đủ để phá sát trụ thần nhục thân. Diệp Thần tìm hiểu ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết đủ loại áo nghĩa, trong lòng có đại thu hoạch, thời gian tại trong bất chi bất giác trôi qua, trong chớp mắt đã qua gần nửa ngày. Diệp Thần còn nghĩ tiếp tục tham ngộ, nhưng trong lúc đột ngột, lại cảm thấy ngoại giới khí lưu oanh minh, năng lượng nổ tung, tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật hiện thế. Ân. Diệp Thần mở to mắt, đã thấy toàn bộ hoàng thành phế tích thế giới, khắp nơi có kim quang trùng thiên, ngưng kết thành cực quang loạn vũ lấy, còn có bàng bạc ma khí tại tàn phá bừa bãi, hỗn hợp có kim quang ở chân trời tạo thành trăm ngàn đầu cầu vồng, rất là hùng vĩ. Độ chi mảnh vụn đào được. Diệp Thần nhìn thấy cỗ này khí tượng, trong lòng lập tức liền cả kinh, khắp nơi nở rộ kim quang cùng ma khí cầu vồng, xua tan hắc ám, làm cho hỗn loạn thiên cơ cũng biến thành rõ ràng. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền nhìn rõ đến, cái kia độ chi mảnh vụn, cuối cùng là đào được. Thiên nữ cùng lãnh nguyệt tịch, cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn chung quanh sôi trào khí tượng, độ chi mảnh vụn đào được, làm cho linh hồn của các nàng, đều có loại bị dây dưa đi qua cảm giác, phảng phất muốn bị triệt để thôn phệ chôn. Mãnh liệt như vậy khí tượng, xem ra đích thật là mảnh vụn đào được. Thiên nữ kinh nghi bất định đạo, mặc dù sớm biết độ chi mảnh vụn khí tức hung mãnh, nhưng bây giờ rõ ràng cảm nhận được cỗ này khổng lồ uy áp, nàng mới biết được mảnh vụn này năng lượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Các ngươi nhìn bên kia. Lãnh nguyệt tịch chỉ vào phương xa trong phế tích hương khu vực, nơi đó ma khí dâng lên, luân hồi quang trùng thiên, một hồi kinh thế gào thét vang dội, cơ hồ muốn chấn điếc người lỗ tai. Liền thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, mãnh liệt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Diệp Thần ngẩng đầu trông về phía xa, vùng đất trung ương cảnh tượng, để cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Phương xa đại địa bên trên, một đầu cao vạn trượng thân ảnh đồ sộ đứng sừng sững lấy, giống như một tòa không thể vượt qua sơn phong, khí thế bàng bạc, chấn nhiếp nhân tâm. Đó là, độ chi mảnh vụn khí linh. Diệp Thần vừa nhìn thấy đầu này nguy nga vạn trượng thân ảnh, lập tức liền chấn động, thiên cơ hiểu rõ, biết đây chính là độ chi mảnh vụn khí linh. Độ chi mảnh vụn bản thân ma khí, cùng mảnh này sụp đổ hoàng thành phế tích lệ hồn năng lượng, oán niệm năng lượng các loại dung hợp, liền đã đản sinh ra một tôn đáng sợ hắc hồn khí linh, tựa như là ma thần một dạng tồn tại. Tôn này hắc hồn ma thần, ngoại hình giống như đêm tối hóa thân, toàn thân bao phủ một tầng thâm thúy hắc sắc quang mang, phảng phất thôn phệ tất cả ánh sáng tuyến, thân thể của nó nguy nga hùng tráng. Cơ bắp giống như sắt đá giống như cứng rắn, mỗi một khối cơ bắp đều tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng. Cái kia ngẩng cao lên đầu người, một đôi đỏ thẫm đôi mắt lập lòe hung tàn tia sáng, ở trên trán của nó, liền nạm một khối màu vàng mảnh vụn,
hiện ra luân hồi quang cùng ma hy, hiện ra kim loại cùng bằng đá phối hợp lộng lẫy, mảnh vụn bên trên khắc một cái độ chữ. Độ, câu khóa hình độ độ, độ hóa độ, siêu độ độ. Diệp Thần, Thiên Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch ba người tương vọng một mắt, trong ánh mắt đều là lộ ra lướt qua một cái sợ hãi, độ chi mảnh vụn đào được, liền khảm nạm tại khí linh hắc hồn ma thần trên trán. Ba người thân tâm linh hồn, đều đang chịu lấy một cỗ cực lớn lôi kéo cùng dẫn dắt, đó là độ chi mảnh vụn ma lực năng lượng, tạo thành tràng vực, dẫn dắt nổi tràng vực bên trong tất cả mọi người. Diệp Thần rất rõ ràng, trừ phi hắn có thể lấy đi độ chi mảnh vụn, bằng không hắn căn bản là không có cách thoát ly mảnh này ma lực tràng vực gò bó, vĩnh viễn đều phải bị vây nhốt ở đây. Ầm ầm, tại độ chi mảnh vụn khí linh, hắc hồn ma thần sau khi xuất hiện, giữa thiên địa, vang lên một hồi cuồn cuộn lôi đình âm thanh, một cỗ cường hoành võ đạo khí tức, như nước thủy triều như biển, tràn ngập toàn bộ khu phế tích đại địa. Chỉ thấy lại là một đạo cao vạn trượng thân ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng hắc hồn ma thần giằng co, lại là Vũ Tổ. Vũ Tổ hiện ra thiên địa pháp tướng, thân thể bây giờ liền hóa thành cao vạn trượng, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm hắc hồn ma thần, chợt chính là một quyền oanh sát ra ngoài, mang theo đầy trời lôi đình võ đạo chi lực. Cái này nhìn như phổ thông một quyền, lại là ẩn chứa chí cao thuần túy chi lực. Giống hắc hồn ma thần gào thét, tự thân bàng bạc ma lực năng lượng ngưng kết đến trên tay phải, tạo thành một tầng màu đen như thực chất một dạng quyền sáo, lại đấm ra một quyền, ma khí nổ tung, cùng Vũ Tổ ngạnh bính. Phanh! Hai người song quyền va chạm, trong chốc lát, vô tận quang hoa khí chiều bành trướng nổ tung, tản ra uy áp phảng phất áp sập chư thiên, cái kia trong phim vùng thiên địa, thời không, nhân quả, đã chôn vùi thành hỗn độn. Vũ Tổ nắm đấm đã nứt toác ra huyết, mà hắc hồn ma thần lại không phát hiện chút tổn hao nào, có thể thấy được hai người thực lực tồn tại không ít chênh lệch. Bởi vì, hắc hồn ma thần, là độ chi mảnh vụn khí linh, mà độ chi mảnh vụn, thậm chí toàn bộ ma ngục mệnh tinh, kỳ thực đều không phải là không không lúc nào chống không tạo vật, là diêm ma tử thần thi thể, chế tạo thành kỳ quan. Từ trên bản chất nói, ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn, cũng là vượt qua không không, vượt qua tinh không bỉ ngạn, vượt qua thiên đạo vĩ đại tồn tại. Loại này vĩ đại tồn tại, coi như tại thiên đạo quy tắc hạn chế phía dưới, không cách nào bộc phát ra toàn bộ uy lực, nhưng có thể phóng thích ra năng lượng, vẫn là nhân lực khó mà ngang hàng. Cho nên, Vũ Tổ cùng hắc hồn ma thần tương chiến, rơi vào hạ phong thế yếu, tự nhiên cũng là chuyện có thể tiên đoán được. Nhưng, Vũ Tổ bất khuất bất bại, hắn còn tại chống lại lấy, còn tại chiến đấu, trên người hắn quanh quẩn từng sợi như thủy tinh thiên đạo chân quang, từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn xem như thiên đạo người đại diện, là thiên đạo nữ thần, Điệp Mộng Tinh Quân Mưa Bụi Điệp người đại diện. Vũ Tổ lẻ loi một mình, khó mà chiến thắng hắc hồn ma thần, nhưng lại thêm thiên đạo sức mạnh, chưa hẳn không có khả năng thủ thắng. Đương nhiên, có thể khẳng định là, cơ hội thắng tương đương xa vời. Nếu như không thể chiến thắng hắc hồn ma thần, không thể cầm tới độ chi mảnh vụn mà nói, cái kia mặc kệ là Vũ Tổ, vẫn là tại mảnh này sụp đổ hoàng thành trong phế tích tất cả mọi người, đều muốn bị độ chi mảnh vụn ma khí bao phủ, thôn phệ, xoắn nát, chôn vùi. Một trận chiến này, quyết định sinh tử, quyết định vận mệnh. Diệp Thần, Vũ Tổ còn tại cùng độ chi mảnh vụn khí linh chiến đấu, chúng ta nhất thiết phải đi qua hỗ trợ. Thiên Nữ ánh mắt mang theo một vòng lo lắng, nàng biết Vũ Tổ một thân một mình mà nói, rất khó chiến thắng hắc hồn ma thần, muốn thắng, nàng và Diệp Thần nhất thiết phải hỗ trợ. Diệp Thần cũng biết trận chiến này mấu chốt, liền gật đầu. Lãnh Nguyệt Tịch nói, luân hồi chi chủ, ta cũng giúp vội vàng, ta ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, ngươi đã lĩnh ngộ sao? Diệp Thần hồi tưởng lại ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết đủ loại diệu pháp, nói, lĩnh ngộ, Nguyệt Tịch cô nương, người đưa tay đi ra, ta cho người biết trong đó tình yếu. Ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết đủ loại áo nghĩa, vô cùng phức tạp, có chút chỗ mấu chốt, khí thế như thế nào lưu truyền, pháp tắc như thế nào vận dụng, thường ngày như thế nào luyện công, chiến đấu chiến pháp như thế nào, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Lãnh Nguyệt Tịch liền đưa tay ra, Diệp Thần nắm chặt tay nàng. Đem chính mình đối với ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết lý giải, truyền thụ cho nàng. Lãnh Nguyệt Tịch thân thể mềm mại lập tức chấn động, ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết 6 tầng áo nghĩa, đan điền uẩn quang pháp, thần quang doanh thể pháp, linh quang triệu hoán thuật, nhật nguyệt chi đồng, tinh thần nhiên đăng thuật, tảng sáng chi tiễn, nàng trước đó chỉ biết nó biểu, không biết trong đó, bây giờ phải Diệp Thần truyền thụ, mới hiểu ra, tựa như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế.
Lãnh Nguyệt Tịch thấp giọng thì thào, trong lòng lập lại Diệp Thần truyền thụ tới tinh yếu, chỉ cảm thấy bác đại tinh thâm, uyên áo vô tận, nàng muốn tiêu hóa, cũng còn cần hao phí không thiếu thời gian cùng tâm huyết. Bất quá nghi nan then chốt, toàn bộ đả thông, chỉ cần nàng tiêu tốn thời gian chậm rãi tiêu hóa liền có thể, cũng không còn cái gì cản trở khốn khó chỗ. Luân hồi chi chủ, đa tạ truyền công. Thỉnh cho phép ta gọi ngươi một tiếng sư phụ. Sư phụ, về sau ta chính là đệ tử của ngươi, ngươi có phân phó gì, xin cứ việc chỉ thị. Lãnh Nguyệt Tịch phải dạy công pháp, đi qua đủ loại đạo pháp mê vụ ma chướng đều phá vỡ, nội tâm của nàng dưới sự kích động, lập tức liền quỳ xuống đất hướng Diệp Thần dập đầu, nhận Diệp Thần làm sư phụ. Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Tịch thế mà lại bái sư, cười khổ một tiếng nói, Nguyệt Tịch cô nương, người đứng lên trước đi, chúng ta cùng đi giúp Vũ Tổ. Lãnh Nguyệt Tịch khẽ gật đầu, lúc này đứng dậy, nhìn thấy phương xa Vũ Tổ cùng Hắc Hồn Ma Thần kinh thiên cự đấu, nàng cũng là có chút điểm ngưng trọng, nói. Sư phụ, cái kia Hắc Hồn Ma Thần thực lực cường đại, sợ là khó đối phó, chúng ta trước tiên đem Tảng Sáng Cung đoạt lại a. Có Tảng Sáng Cung, lại đi đối phó cái kia Hắc Hồn Ma Thần, nghĩ đến sẽ nhẹ nhõm một chút. Diệp Thần trong lòng hơi động, Tảng Sáng Cung tại như huỳnh trong tay, bây giờ theo độ chi mảnh vụn đào được, kim quang hạo đáng. Mảnh phế tích này hắc ám mê vụ bị đuổi tản ra, thiên cơ trở nên rõ ràng, hắn cũng là mơ hồ bắt được, nếu huỳnh cùng cốt thiên đế bọn người, sớm cũng tới đến khu này phế tích, hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng có kỳ ngộ, hẳn là đoạt được một chút độ chi mảnh vụn năng lượng dị tượng kết tinh. Vậy chúng ta cùng một chỗ thi triển linh quang triệu hoán thuật, đem Tảng Sáng Cung đoạt lại. Diệp Thần ánh mắt chớp động, giống đậu ngục vương tỏa các loại dị tượng kết tinh, mặc dù giá trị rất chân quý. Nhưng tuyệt đối không cách nào cùng Tảng Sáng Cung so sánh. Bất khuất thánh kiếm, bóng tối ma nhãn, Tảng Sáng Cung ba đại thánh vật, chỉ có Tảng Sáng Cung, chưa từng chịu tuế nguyệt mài mòn, bởi vì trước đây Tảng Sáng chi chủ, vì một tiễn xuyên qua hắc ám thế giới, đem tự thân pháp tắc, tự thân quang, đều đúc nóng vào cây cung này bên trong. Chỉ cần thế gian còn có chỉ tồn tại, cây cung này cũng sẽ không mài mòn, sát phạt cực kỳ khủng bố, một tiễn có thể xuyên xuyên tinh hà, động diệt càn khôn. Nếu có thể cầm tới Tảng Sáng Cung, Diệp Thần muốn đối phó Hắc Hồn Ma Thần mà nói, liền có thể thêm ra một phần sức mạnh. Tảng Sáng Cung là Tảng Sáng chi chủ thánh binh, lợi dụng ánh sáng của bầu trời Tảng Sáng quyết bên trong linh quang triệu hoán thuật, có thể đem triệu hoán tới tay. Hảo, sư phụ, vậy chúng ta cùng một chỗ thi pháp. Lãnh Nguyệt Tịch nhận được Diệp Thần truyền công sau, cũng nắm giữ linh quang triệu hoán thuật tinh túy, lập tức hai người vai sóng vai đứng chung một chỗ, hai tay kết ấn. Từng sợi thuần trắng linh quang, từ trong tay hai người chảy xuôi mà ra, từng mảnh phù văn phiêu động, phối hợp với hai người trầm thấp triệu hoán tiếng ngâm sướng, một cỗ cường đại triệu hoán lực, liền từ trên thân hai người phát ra. Trong lòng hai người tồn nghĩ, cũng là Tảng Sáng Cung, lần này triệu hoán, chính là muốn đem Tảng Sáng Cung gọi trở về. Ong ong, theo hai người triệu hoán thuật phát ra, phía tây xa xa phương hướng, lập tức liền truyền đến một cỗ mãnh liệt cộng minh. Hiu. Sau đó, liền gặp được một đoàn bạch quang, phóng lên trời, hướng về hai người bắn ra. Đoàn kia giữa bạch quang, chính là một cái ngọc thạch tạo hình, toàn thân thần quang hòa hợp trường cung, chính là Tảng Sáng Cung. Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy triệu hoán thuật có hiệu lực, Tảng Sáng Cung chịu triệu hoán mà đến, trong lòng đều là đại hỷ. Thiên nữ nhìn thấy một màn này, cũng là âm thầm lấy làm kỳ, lại cảm thấy cái kia Tảng Sáng Cung đạo uẩn ngập trời, nghĩ thầm nếu có thể chấp trường cung này. Đích xác có cơ hội bạo sát Hắc Hồn Ma Thần, giành lại độ chi mảnh vụn. Chỉ là, theo Tảng Sáng Cung cùng nhau bay tới, còn có từng đạo cường đại thân ảnh, bọn hắn thân hóa lưu quang, đuổi theo Tảng Sáng Cung, một người cầm đầu, chính là Như Huỳnh. Nếu Huỳnh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch, lại có loại thủ đoạn này, có thể cướp đoạt nàng Tảng Sáng Cung. Trở lại cho ta. Nếu Huỳnh nhất thanh thanh hát, sau lưng soạt một tiếng. Thế mà triển khai một đôi hắc ngục chi dực, đen như mực cánh chim tựa như huyết thủy cùng thối giữa thi khối thịt chết đúc nóng mà thành, lộ ra vô biên ma uy, bao phủ thiên địa cương khí. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, liền cảm thấy Như Huỳnh này đôi hắc ngục chi dực, khí tức cùng độ ngục vương tỏa tương tự, rõ ràng cũng là độ chi mảnh vụn dị tượng kết tinh. Bày ra hắc ngục chi dực sau, nếu Huỳnh tốc độ bão táp, nhu nhược thân thể một cái thiểm lược, liền bay đến Tảng Sáng Cung trước mặt. Đầu ngón tay nhô ra liền muốn đem Tảng Sáng Cung đoạt lại. Đây là binh khí của ta. Lãnh Nguyệt Tịch phẫn nộ vừa quát, thân thể mềm mại khí huyết đều bốc cháy lên, điên cuồng thúc giục triệu hoán thuật,
tảng sáng cung bay vụt tốc độ đột nhiên tăng tốc, như là cỗ sao chổi hướng về nàng rơi xuống. Ta nhìn chúng đồ vật, ai dám giành giật với ta? Ma nhãn huyết thương khung, mở. Nếu huỳnh biểu lộ xâm nghiêm, một chút mở ra ma nhãn huyết thương khung, một con mắt liền hóa thành màu huyết hồng, cái này ma nhãn vừa mở, thiên địa phảng phất liền hóa thành máu nhuộm thế giới, một mảnh đỏ bừng bầu không khí, một cỗ núi thây biển máu giống như mãnh liệt tinh thần ý chí, thẳng hướng về Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch đánh tới. Viên này ma nhãn huyết thương khung, là một trong thập đại cổ thần khí, chính là hắc ám nữ thần chế tạo thánh vật, cường đại nhất uy năng, chính là có thể mang cho người ta cực lớn huyết tinh sợ hãi, để cho người ta lâm vào trong vô biên khủng hoảng cùng e ngại, tựa như thâm trầm ác mộng, không thoát thân được. Diệp Thần một lần đến ma nhãn huyết thương khung tinh thần công kích, trong đầu liền xuất hiện vô biên núi thây biển máu huyễn tượng, bất quá hắn đạo tâm cường đại, cũng không chịu ảnh hưởng. Hắn nghĩ thầm, nếu Tường Vi không dám đi ra gặp muội muội của nàng, đoán chừng là đạo tâm nhận lấy ma nhãn huyết thương khung xung kích, đã lâm vào trong sự sợ hãi. Cái này ma nhãn huyết thương khung, ẩn chứa trong đó huyết tinh tinh thần xung kích, đích thật là vô cùng mãnh liệt, Diệp Thần dựa vào cường đại đạo tâm, tự nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng bên cạnh hắn Lãnh Nguyệt Tịch, lại không có may mắn như vậy. Lãnh Nguyệt Tịch gương mặt lập tức tái đi, hiển nhiên là nhận lấy tinh thần xung kích, nàng tinh thần ý chí cơ hồ sụp đổ, cùng tảng sáng cung liền cắt liên lạc. Nếu huỳnh hừ một tiếng, nhân cơ hội này, đầu ngón tay cách không một chảo, liền đem tảng sáng cung một lần nữa chảo xoay tay lại bên trong, một mực nắm chặt. Diệp Thần không ngừng thôi động linh quang triệu hoán thuật, nhưng tảng sáng cung bị như huỳnh gắt gao nắm, lại không cách nào thoát ly. Đừng lãng phí khí lực, luân hồi chi chủ, trừ phi ngươi đem ta giết, bằng không mơ tưởng được cung này. Nếu huỳnh thu hồi hắc ngục chi dực, hạ xuống tới, sắc mặt mang theo lạnh lùng hướng về Diệp Thần nói. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Diệp Thần khóe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ độ cong, xem ra nghĩ đơn thuần dựa vào một môn triệu hoán thuật, liền đoạt được tảng sáng cung, rõ ràng rất không có khả năng, nếu huỳnh cũng sẽ không tùy ý thánh binh chân quý như vậy, thoát ly chính mình trưởng khống. Muốn đoạt cung mà nói, chỉ có trước hết giết người. Nếu huỳnh con mắt lóe lên, thu liễm lại ma nhãn huyết thương khung, viên này con mắt uy năng cực lớn, nhưng thường xuyên sử dụng sẽ cho cơ thể mang đến gánh vác to lớn. Nàng cũng là rất cẩn thận. Khục. Tại như huỳnh thu hồi ma nhãn sau, Lãnh Nguyệt Tịch rồi mới từ như ác mộng sợ hãi trong trạng thái khôi phục lại, trên mặt mang áy náy cùng xin lỗi, hướng Diệp Thần nói, sư phụ, thật xin lỗi. Nếu như vừa mới không phải nàng tinh thần chịu đến xung kích, tảng sáng cung rất có thể liền thuận lợi trở về. Diệp Thần khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần áy náy, dù sao muốn từ như huỳnh trong tay đoạt cung, rõ ràng không phải chuyện đơn giản gì. Diệp Thần nhìn thấy như huỳnh bên tai, còn mang theo một đóa màu đen hoa, linh khí năng lượng 10 phần nồng đậm, khí tức cùng độ ngục vương tọa, hắc ngục chi dực tương thông, rõ ràng cũng là độ chi mảnh vụn dị tượng kết tinh, gọi thiên ngục tử linh hoa. Người vận khí không tệ a, thế mà nhận được nhiều như vậy bảo bối. Diệp Thần nhìn xem như huỳnh, nhàn nhạt cười nói, nội tâm lại là âm thầm đề phòng. Hắc ngục chi dực, thiên ngục tử linh hoa, cũng là độ chi mảnh vụn dị tượng kết tinh. Nếu huỳnh thực lực vốn là cường hãn, lại lấy được này hai vật, khó đối phó hơn. Nếu huỳnh nhìn thấy Diệp Thần sau lưng độ ngục vương tọa, nói, người vận khí cũng không kém, bất quá những dị tượng này kết tinh, chỉ là tiểu đạo, độ chi mảnh vụn mới thật sự là đại đạo. Như huỳnh ánh mắt nhìn về phía trong phế tích hương khu vực, vũ tổ đang cùng hắc hồn ma thần chiến đấu, hắc hồn ma thần trên trán độ chi mảnh vụn, để cho nàng vô cùng tâm động. Đây mới thật sự là đại đạo chi vật. Thậm chí là vượt qua không không, vượt qua thiên đạo vĩ đại tồn tại. Nếu như có thể trưởng khống độ chi mảnh vụn mà nói, quét ngang không không lúc nào khoảng không, không thành vấn đề. Nhưng độ chi mảnh vụn chỉ có một khối, Diệp Thần muốn, nếu huỳnh cũng muốn, hai người ở giữa, chỉ có sinh tử tương kiến, người còn sống sót, mới có tư cách đi đụng vào độ chi mảnh vụn. Xoát xoát xoát, theo như huỳnh hạ xuống, rất nhanh, từng đạo cường đại thân ảnh, cũng đi theo hạ xuống tới. Khoảng chừng 6 người, là Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn, Phương Huyền Đức, Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần 5 người, còn có một cái tựa như yêu tộc điểu nhân, toàn thân bao trùm lấy màu tím lông vũ, trên thân tử điện lượn lờ, nhìn bộ dáng hẳn là lôi âm thần điểu hóa hình. Cốt Thiên Đế cùng lôi âm thần điểu đứng chung một chỗ, Tử Cực Thần Tôn cùng Phương Huyền Đức đứng chung một chỗ, Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần đứng chung một chỗ, 6 người tuy là hợp tác, nhưng giữa lẫn nhau rõ ràng duy trì khắc chế khoảng cách. Mục tiêu của bọn hắn,
là cùng Như Huỳnh cùng một chỗ, cùng Diệp Thần bên này tranh đoạt độ chi mảnh vụn, nếu có thể thắng qua Diệp Thần, cái kia độ chi mảnh vụn là thuộc về bọn hắn, nhưng cuối cùng đến tột cùng thuộc về ai, vậy thì đều bằng bản sự. Diệp Thần nhìn thấy Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn, Minh Không Thiên Tôn bọn người buông xuống, tuy biết bọn hắn hợp tác, cũng không phải là chặt chẽ vô gian, nhưng đều có chung một cái mục tiêu, đó chính là muốn đối phó chính mình. Phía trước tại Áo Nghĩa Giới, Cốt Thiên Đế cùng Diệp Thần một trận chiến, thụ thương hao tổn vô cùng nghiêm trọng, bây giờ gương mặt còn mang theo có chút trắng bệch bộ dáng, rõ ràng nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Một đoàn người bên trong, lấy Như Huỳnh cầm đầu. Sư tỷ, luân hồi chi chủ đoạt ta bất khuất thánh kiếm, ta muốn đi đoạt lại. Lúc này, Phương Huyền Đức mang theo điểm tức giận hướng Như Huỳnh nói, sau đó liền nhanh chân bước ra, thế mà không nói hai lời, liền một quyền hướng về Diệp Thần nổ tung mà đến, vẫn là giống như trước cuồng nhiệt như vậy hiếu chiến. Diệp Thần bàn tay vận chuyển nhu lực, đem Lãnh Nguyệt Tịch lui về phía sau đẩy đi, giao cho thiên nữ chiếu cố, miễn cho nàng chịu đến chiến đấu tác động đến. Mắt thấy Phương Huyền Đức một quyền nổ tung tới, Diệp Thần trầm ổn bất loạn, sử dụng thiên cung chiết mai thủ, hóa giải mất quyền của hắn thế, thấy hắn người mặc một bộ áo bào đen, áo choàng bên trên có thêu khảm giấy mạ vàng hắc nguyệt đồ đằng, võ đạo so với dĩ vãng, nhiều hơn một phần hắc ám uy áp, vừa mới lại xưng hô Như Huỳnh là sư tỷ, hắn nhân tiện nói. Phương Huyền Đức, người đã gia nhập hắc ám huynh đệ hội. Phương Huyền Đức nắm quyền một cái, nói, đúng vậy a, luân hồi chi chủ, người cướp đi ta thánh kiếm, ta đạo tâm đều nhanh hỏng mất, may mắn Như Huỳnh sư tỷ thu lưu, bây giờ ta là hắc ám trong huynh đệ hội người, ngươi là ta sẽ địch nhân, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Một câu nói xong, Phương Huyền Đức toàn thân khí tức bành trướng nổ tung, liền bắn ra mười mấy miệng đen nhánh phi kiếm, chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm. Toàn thân như hắc diệu thạch rèn đúc, óng ánh trong suốt, hiện ra vô cùng sắc bén tia sáng. Cẩn thận, là ta, phụ thân, chế tạo dạ nhận phi kiếm. Tại Phương Huyền Đức phi kiếm bắn ra sau, luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ lập tức liền lớn tiếng cảnh cáo Diệp Thần. Dạ nhận phi kiếm, cũng là một trong thập đại cổ thần khí, là hắc ám nữ thần chế tạo, vô cùng sắc bén. Một bộ dạ nhận phi kiếm, tổng cộng có 100 miệng, trước kia sụp đổ chi chủ. Từng là dạ nhận phi kiếm người cầm kiếm một trong, về sau hắn thoát ly hắc ám huynh đệ hội sau, liền đem phi kiếm trả lại. Cái này dạ nhận phi kiếm, sắc bén dị thường, giết người như cắt cỏ, bây giờ Phương Huyền Đức thế mà trưởng khống, nghĩ đến trong tay hắn dạ nhận phi kiếm, chính là như Huỳnh ban cho hắn. Nếu Huỳnh thu Phương Huyền Đức làm đệ tử, ngược lại là hào phóng, thế mà ban thưởng thần binh lợi khí như thế. Xem như khi xưa người cầm kiếm, sụp đổ chi chủ biết rõ dạ nhận phi kiếm sắc bén, cho nên mở miệng nhắc nhở Diệp Thần. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy Phương Huyền Đức thôi động phi kiếm, đầy trời chém giết tới, kiếm phong sắc bén vạch phá không khí, phát ra sắc bén hú gọi âm thanh, không gian phảng phất đều bị cắt mở. Chỉ là dạ nhận phi kiếm, tại ta Diệp Thần trong mắt đáng là gì? Diệp Thần hét dài một tiếng, không sợ chút nào, lấy được độ ngục vương tọa, lại lĩnh ngộ ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết hắn. Thực lực tăng nhiều, cho dù đối mặt toàn lực giết ra Phương Huyền Đức, hắn cũng không để ở trong mắt. Trong mắt hắn, chỉ có đỉnh cấp thiên đế, mới có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, Phương Huyền Đức còn chưa đủ tư cách. Chanh! Diệp Thần rút ra bất khuất thánh kiếm, lấy cường hoành tư thái, giơ kiếm đảo qua, liền đem Phương Huyền Đức chém tới phi kiếm, toàn bộ đẩy ra. Phương Huyền Đức nhìn thấy bất khuất thánh kiếm, càng là nóng mắt, dù sao đây chính là vũ khí của mình, quát lên. Thanh kiếm đưa ta. Bằng không thì coi như ngươi là luân hồi chi chủ, ta cũng muốn giết ngươi. Hắn bốc cháy lên khí huyết, đem tự thân khí huyết năng lượng, quán chú đến dạ nhận trong phi kiếm, từng thanh phi kiếm lập tức ông ông tác hưởng, bộc phát ra kinh thiên huyết mang, phong mang tăng vọt, lần nữa hướng Diệp Thần chỗ hiểm quanh người ám sát mà đến. Ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, nhật nguyệt chi đồng, mở. Diệp Thần nắm chặt trọng kiếm, đột nhiên quát to một tiếng. Thi triển ra ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết diệu pháp, một đôi mắt trong nháy mắt giống như đúc nóng nhật nguyệt chi đồng mở ra, hắn một khỏa con mắt trở thành thái dương, một khỏa con mắt hóa thành mặt trăng, nhật nguyệt lẫn nhau chiếu rọi, khổng lồ uy áp, lập tức liền nổ tung đi ra. Tại này cổ uy áp cường đại phía dưới, Phương Huyền Đức ám sát mà đến phi kiếm, thế mà ngưng trệ lại, ở giữa không trung vang ong ong động, không được kiếm minh, nhưng không cách nào lại đi tới nửa bước. Phảng phất bị cái gì khí chàng cường đại ngăn cản lại. Đó là Diệp Thần khí chàng. Giờ khắc này Diệp Thần, mở ra nhật nguyệt chi đồng,
toàn thân liền có vô biên nhật nguyệt quang huy, ngập trời tinh thần uy áp, cuồng nhiên bạo phát đi ra, chiếu rọi thiên địa, tất cả mọi người đều bị Diệp Thần trên người hừng hực tia sáng, đong đưa mắt mở không ra. Một cỗ không thể tưởng tượng uy áp, cũng là lấy Diệp Thần làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng nổ tung lan tràn ra, làm cho đại địa băng liệt, bốn phía không gian phá toái, thời gian phảng phất cũng bị chấn vỡ thành khư, lâm vào trong đứng im. Cổ uy áp này cường đại đến tình cảnh siêu việt thiên đế, thậm chí là siêu việt không không, lại là trong truyền thuyết, tinh không bỉ ngạn, nhật nguyệt cảnh khí tượng. Diệp Thần chỉ là một cái cửu đỉnh cảnh 6 tầng trời trung giai thượng vị thần, thế mà bạo phát ra siêu việt không không, tinh không nhật nguyệt uy áp, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại cỗ uy áp này bao phủ xuống, Phương Huyền Đức biểu lộ trong nháy mắt liền ngưng kết, triệt để choáng váng. Chung quanh như huỳnh, cốt thiên đế, tử cực thần tôn bọn người, cảm nhận được Diệp Thần bộc phát ra uy áp, cũng là kinh ngạc hãi dị, không thể tin được. Cỗ khí thế này, nhật nguyệt cảnh, không có khả năng. Cốt thiên đế hít sâu một hơi, toàn thân đều ngăn không được run rẩy lên. Tại Diệp Thần toàn thân nở rộ kinh thế nhật nguyệt quang hoa phía dưới, ngay cả cốt thiên đế loại này nửa bước siêu thiên cường giả, đều cảm thấy chính mình là sâu kiến, sinh ra một cỗ không nhưng đối với kháng cảm giác bất lực. Nếu huỳnh ánh mắt cay độc, rất nhanh liền nhìn ra manh mối, liền cảm thấy Diệp Thần cỗ này nhật nguyệt khí thế, mặc dù uy áp hung mãnh, nhưng nội tình vô cùng trống rỗng, không đủ chân thực, dường như là hư ảo. Nàng lập tức liền có chút hiểu ra, quát lên, Huyền Đức sư đệ, không nên bị hắn lừa gạt, hắn không phải thật bước vào nhật nguyệt cảnh, chỉ là dùng huyễn thuật tạo hóa ra hư giả khí tượng thôi. Diệp Thần cười khẩy, nếu huỳnh nói không sai, trên thực tế, ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết bên trong nhật nguyệt chi đồng, ẩn chứa tinh không nhật nguyệt cảnh vô thượng ảo diệu biến hóa, tại không không lúc nào khoảng không không cách nào thả ra. Nhưng Diệp Thần có cái mưu lợi biện pháp, hắn tinh thông huyễn thuật, chỉ cần huyễn thuật vừa thi triển, hắn có thể mở ra hư giả chi đồng. Hắn nhật nguyệt chi đồng, trên thực tế là giả, nhưng bởi vì huyễn thuật tạo nghệ cực cao, cho nên trong mắt người ngoài, mắt giả cũng thành chân nhãn, ngay cả cốt thiên đế đều bị chấn nhiếp rồi. Giả. Phương Huyền Đức giật mình, Diệp Thần trên người tán phát ra nhật nguyệt uy thế, cỡ nào mãnh liệt bành trướng bá đạo, coi như như huỳnh điểm phá là giả, nhưng ở trong mắt của hắn, lại cùng thật sự không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thân ta hóa nhật nguyệt, chiếu rọi chư thiên, vĩnh hằng bất hủ. Nhật nguyệt phía dưới, ra thế giai ảnh, thân ta rực rỡ, chúng sinh phủ phục. Phương Huyền Đức, quỳ xuống cho ta a. Diệp Thần liên tục phát ra hạo đãng kinh thiên tiếng ngâm sướng, trên thân nhật nguyệt tia sáng càng hừng hực, hai con ngươi nhật nguyệt đang không ngừng trầm luân oanh minh, chiếu rọi tinh không, khí tượng rộng rãi tới cực điểm, hắn liền tựa như là chúa tể tinh không nhật nguyệt đế hoàng. Oanh! Diệp Thần đại thủ vung ra, bàn tay mang theo kinh thế nhật nguyệt quang hoa, liền chấn áp xuống dưới, Phương Huyền Đức cái kia mười mấy miệng dạ nhận phi kiếm, toàn bộ bị đánh rớt, chính hắn cũng gặp Diệp Thần trưởng lực áp chế, hồn thân cốt cách không chống chịu được, răng rắc vang dội, tại chỗ liền bịch một tiếng, quỳ xuống. Xem như sụp đổ di tích cổ một trong tam đại thiên tài, Phương Huyền Đức là nổi tiếng võ si, đạo tâm cương nghị bất khuất, cận kề cái chết không chịu nhục, nhưng bây giờ, tại Diệp Thần kinh thiên nhật nguyệt quang hoa phía dưới, hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi, bị một trưởng đè xuống quỳ. Không, ta. Phương Huyền Đức cắn chặt răng, giãy giụa muốn đứng lên. Thần phục ta, bằng không thì chết. Diệp Thần một tiếng quát khẽ, độ ngục vương ngồi khí tượng, lại tại phía sau hắn hiển hóa, từng trận cường đại độ hóa sức áp chế, không ngừng thả ra, ma diệt lấy Phương Huyền Đức đạo tâm. Phương Huyền Đức cắn răng ráng chống đỡ, duy trì lấy đạo tâm thanh minh, chết cũng không muốn thần phục. Thần phục ta, vào ta luân hồi thiên quốc, nhưng phải đại giải thoát, vĩnh hưởng thiên phúc. Diệp Thần lại là ngâm sướng, vừa đấm vừa xoa, trên bàn tay xuất hiện luân hồi thiên quốc bàng bạc khí tượng, có từng trận tiếng chuông Phật sướng vang lên, gột rửa người tâm trần. Phương Huyền Đức nhìn thấy luân hồi thiên quốc, căng thẳng tinh thần lập tức hỏng mất, suy nghĩ cùng tại hồng trần tranh đấu lịch đắng, chẳng bằng đến Diệp Thần trong thiên quốc hưởng phúc yên vui. Ý nghĩ này vừa nhô ra, giống như thủy triều phiếm lạm giống như cũng không dừng được nữa, Phương Huyền Đức giống như là mất hồn, tại chỗ liền cho Diệp Thần dập đầu, ngữ khí thành kính nói. Luân hồi thiên chủ tại thượng, đệ tử Phương Huyền Đức, nguyện vào luân hồi, quy y thiên chủ dưới trướng. Diệp Thần mỉm cười, nói, rất tốt, từ nay về sau, chỉ cần ta không chết, ngươi cũng nhưng phải hưởng yên vui. Bàn tay hắn vừa thu lại, liền đem Phương Huyền Đức thu đến luân hồi trong thiên quốc. Lại đem thiên quốc thu hồi trong lòng bàn tay,
cái kia rớt xuống đất Dạ Nhận Phi kiếm, cũng bị hắn cùng nhau thu lấy. Hắn cũng không có giết Phương Huyền Đức, mà là lựa chọn hàng phục, là muốn uy hiếp Như Huỳnh, Cốt Thiên Đế bọn người, tốt nhất có thể nhiễu loạn đạo tâm của bọn họ. Có đôi khi, chu tâm so giết người càng thấy huyết. Nếu Huỳnh, Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn, Minh Không Thiên Tôn bọn người, nhìn thấy Diệp Thần trong nháy mắt, thế mà lợi dụng Nhật Nguyệt Chi Đồng, Độ Ngục Vương Tọa, Luân Hồi Thiên Quốc các loại thủ đoạn, trực tiếp thu phục Phương Huyền Đức, không khỏi sợ hãi chấn động. Tất cả mọi người trong lòng nổi lên sợ hãi vô ngần, cũng chỉ sợ mình bị trấn áp hàng phục, cái kia trở thành Diệp Thần nô lệ, thật đúng là so chết còn muốn khuất nhục. Tiểu tử, dám nhục ta Áo Nghĩa Giới đệ tử, mau đưa người thả đi ra. Tử Cực Thần Tôn quát lên một tiếng lớn, không thể nào tiếp thu được một màn trước mắt, suy một tiếng rút trường kiếm ra, kiếm mang màu tím tăng vọt, mang theo cuồn cuộn thiên đế khí, liền toàn lực nhất kiếm hướng Diệp Thần chém giết tới. Phương Huyền Đức là đồ đệ của hắn. Bây giờ trở thành Diệp Thần nô lệ, có nhục sư môn, hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được, nếu không vãn hồi, hắn về sau đạo tâm tất có ma chướng. Tử Cực Thần Tôn là thiên đế cảnh cao thủ, mặc dù không phải đỉnh cấp thiên đế, nhưng ra tay toàn lực phía dưới, uy thế cũng là 10 phần cường hãn. Mộ chủ cẩn thận, mượn dùng lực lượng của ta a. Luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ nhìn thấy Tử Cực Thần Tôn làm loạn, liền lập tức phóng xuất ra thần hồn của mình năng lượng. Quán chú đến Diệp Thần kinh mạch bên trong. Hắn bây giờ khôi phục, nhưng hồn thiên đế gia tăng ở trên người hắn hắc ám nguyền rủa gông xiềng, còn không có giải trừ, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Nhưng cái này 2-3 thành thực lực, mượn dùng cho Diệp Thần, cũng đủ làm cho Diệp Thần chống lại cường địch. Dù sao đỉnh phong thời điểm sụp đổ chi chủ, đây chính là tương đương cường hãn A, coi như chỉ có 2-3 thành thực lực, đối phó Tử Cực Thần Tôn loại này cấp bậc võ giả, đó là hoàn toàn đầy đủ. Ân, Diệp Thần biết trước mắt địch nhân đông đảo, nếu như độc thân chiến đấu, đích thật là hung hiểm vô cùng, cho nên cũng không khinh thường, lập tức liền đón nhận sụp đổ chi chủ linh khí gia trì. Chỉ có điều, Diệp Thần bây giờ mở ra Nhật Nguyệt Chi Đồng, trên thân vô tận Nhật Nguyệt Quang Huy nổ tung, ngoại nhân cũng không có phát giác được hắn thực lực chân thật biến hóa. Có sụp đổ chi chủ trợ lực, Diệp Thần lại đi nhìn Tử Cực Thần Tôn, liền cảm thấy đối phương vô cùng hung mãnh đâm tới một kiếm, lại là bình thường không có gì lạ. Không đủ gây sợ. Nuốt hồn tà đạo chương, sụp đổ chi chương, mở. Diệp Thần mượn dùng sụp đổ chi chủ sức mạnh, lập tức liền mở ra sụp đổ chi chương, một bản cổ lão hỗn độn sụp đổ sách tại trước người hắn nổi lên, mênh mông sụp đổ chi lực không ngừng tản ra, làm cho bốn phía thời không phá toái chôn vùi. Tử Cực Thần Tôn nhất kiếm đâm tới, lọt vào sụp đổ sách năng lượng chôn vùi bao phủ, kiếm trong tay lập tức răng rắc liên tiếp nát bấy. Thân thể của hắn cũng giống như đồ sứ xuất hiện rất nhiều băng liệt vết tích, kịch liệt đau nhức toàn tâm, máu tươi không ngừng từ cơ thể trong cái khe chảy ra. Cái gì? Tử Cực Thần Tôn hoảng hốt, không nghĩ tới Diệp Thần bộc phát sức mạnh, khủng bố như thế, hắn nhìn mình không ngừng băng liệt cơ thể, sợ hãi tới cực điểm, dưới bàn tay ý thức liền che bụng dưới, giống như chỉ sợ thể nội tạng cũng biết rơi ra tới. Diệp Thần thả ra sụp đổ sách, không ngừng bộc phát ra sụp đổ chi lực, thực sự quá kinh khủng. Ngay cả thiên đế cường đại thể phách, cũng không cách nào tiếp nhận, muốn băng liệt phá toái. Chết đi! Diệp Thần không có chút nào nói nhảm, lập tức một trường vỗ ra, nhật nguyệt ánh sáng của bầu trời cùng sụp đổ chi lực dung hợp, hắn một trường bộc phát ra uy áp, tựa như có thể băng diệt chư thiên vạn thế, cường hãn tới cực điểm. Phanh! Một trường rơi xuống, hung hăng đánh vào Tử Cực Thần Tôn trên thân, cái sau hừ cũng không hừ một tiếng, thân thể lập tức đã bị đánh bạo liệt nát bấy. Máu tươi như mưa phun tung tóe, chết oan chết uổng. Tử Cực Thần Tôn, nếu Huỳnh, Cốt Thiên Đế, Minh Không Thiên Tôn, Lôi Âm Thần Điểu bọn người, đều là hoảng hốt, da đầu từng trận run lên, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thực lực, thế mà lại cường hãn đến nước này, thế mà một trưởng liền đánh bể Tử Cực Thần Tôn, không cần tốn nhiều sức. Loại thủ đoạn này, tại chỗ ai có tư cách? Đương nhiên Cốt Thiên Đế cũng là có thể, nhưng tuyệt sẽ không nhẹ nhõm như thế. Tại bạo sát Tử Cực Thần Tôn sau, Diệp Thần giãn ra một ngụm chọc khí, Nhật Nguyệt Chi Đồng chậm rãi thu hồi, chỉ cảm thấy hai mắt một hồi nhói nhói, cho dù là huyễn thuật tạo hóa đi ra ngoài hư giả Chi Đồng, nhưng đối với thân thể gánh vác lại một điểm không ít, không thể bền bỉ sử dụng, bằng không hai mắt đều phải mù mất. Nếu Huỳnh gặp Diệp Thần chiến đấu hoàn tất sau, khí tức tựa hồ có chút suy yếu, ánh mắt lập tức chính là phát lạnh, quát lên, Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần, các ngươi bên trên. Đang khi nói chuyện, nếu Huỳnh lại lui về sau một bước,
bị Diệp Thần vừa mới đủ loại cường đại thủ đoạn uy hiếp đến, không dám tùy tiện động thủ, muốn để Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần đi dò xét hư thực. Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần nhìn nhau, trong ánh mắt đều là tràn ngập kiêng kỵ, bọn hắn có thể cảm thấy, bây giờ Diệp Thần, so với phía trước lợi hại nhiều lắm, bọn hắn nếu là cứng rắn mà nói, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Diệp Thần nhìn xem Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, không dám đánh với ta sao? Vậy ta cho các ngươi mặt khác tìm đối thủ. Minh Không Thiên Tôn, ngươi không để ý tình đồng môn, giết hại Diệt Không Thiên Đế, cho là như vậy thì có thể vô pháp vô thiên. Ta hôm nay, hết lần này tới lần khác liền muốn thay đổi quá khứ. Đối thủ của ngươi, mãi mãi cũng không phải ta, mà là Diệt Không Thiên Đế. Diệp Thần hét dài một tiếng, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, sử dụng luân hồi sách, vô tận quang hoa tại thiên thư bên trong nở rộ, một cái thiên chữ, một cái địa chữ, tia sáng so nhật nguyệt còn muốn huy hoàng, tại trên thư quyển không ngừng phóng xuất ra hào quang sán lạn khí, thiên địa chân lý ẩn chứa trong đó. Diệp Thần lại lớn tay vồ một cái, đem vừa mới chết mất Tử Cực Thần Tôn, tàn toái thi thể cùng không tán khí huyết, toàn bộ xem như nhiên liệu, đánh vào đến luân hồi trong sách. Luân hồi sách khởi động, cần nhiên liệu, càng khó thay đổi quá khứ, cần đại giới lại càng lớn. Bây giờ Diệp Thần phải cải biến, là Diệt Không Thiên Đế đã chết kết cục, cái này đi qua cũng không tính quá mức kinh thiên động địa, cho nên cần trả ra đại giới, cũng không lớn, dùng Tử Cực Thần Tôn khí huyết làm nhiên liệu, hoàn toàn là đầy đủ. Ầm ầm, luân hồi sách bộc phát ra như sấm rền vang động, bắt đầu dựa theo Diệp Thần ý chí, vận chuyển lại, thiên địa, thời gian, thế giới, nhân quả, vận mệnh, âm dương, thật giả, khởi nguyên cùng kết thúc, tồn tại cùng không tồn tại, sinh mệnh cùng tử vong. Vô số mênh mông vĩ đại thần bí khó lường pháp tắc, như tơ giống như tuyến giao thoa, khi xưa vận mệnh bị một lần nữa dệt. Tất cả mọi người tại chỗ, nếu Huỳnh, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần, Lãnh Nguyệt Tịch, Thiên Nữ, lập tức liền có loại ảo giác, đầu trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên đảo, thiên địa trở nên rối loạn, đã từng phát sinh qua, như sắt thép sự thật, đã biến thành hư giả, bị ngoài ra tuyến thời gian thay thế. À, đầu của ta. Minh Không Thiên Tôn phát ra một tiếng kêu, che lấy đầu của mình, chỉ cảm thấy ký ức bắt đầu rối loạn, trong đầu xuất hiện một phần ký ức mới. Vốn là trí nhớ của hắn, chính là hắn như Huỳnh hỗ trợ, giết chết Diệt Không Thiên Đế, đào ra Diệt Không Thiên Đế mắt phải, đồng thời để cho Cổ Đoạn Trần kế thừa. Nhưng bây giờ, cái này ký ức tựa hồ đã biến thành hư giả, đầu hắn bên trong đâm vào một đoạn ký ức mới. Ký ức mới, chính là Diệp Thần cứu ra Diệt Không Thiên Đế. Diệt Không Thiên Đế một lần nữa thống lĩnh không pháp cốc, mà hắn cùng Cổ Đoạn Trần, thì giống như chó nhà có tang trốn đi, may mắn bị Như Huỳnh thu lưu. Đoạn này ký ức mới, phảng phất mới là thật, hắn trí nhớ trước kia, giống như trở thành mộng ảo bọt nước. Cũ mới ký ức không ngừng đan xen, trong thoáng chốc, xem như người trong cuộc Minh Không Thiên Tôn, trực tiếp liền mộng, không biết cái gì là thật, cái gì là giả, không biết cái nào đoạn ký ức, mới là chân tướng sự tình. Ta là ai? Ta ở đâu, ta đã trải qua cái gì, đi qua đến cùng xảy ra chuyện gì, đủ loại nghi vấn, không ngừng phun lên Minh Không Thiên Tôn trong lòng. Diệp Thần nhìn xem Minh Không Thiên Tôn hỗn loạn ánh mắt, liền biết luân hồi sách đã có hiệu lực, thế giới đã bị cải biến. Vốn là dùng luân hồi sách thay đổi thế giới, cao minh nhất cảnh giới, đúng rồi không dấu vết, không có ai sẽ phát hiện, nhưng bây giờ Diệp Thần còn làm không được một bước này, hắn thay đổi quá khứ thế giới, tất nhiên sẽ cho liên quan nhân viên nồng cốt. Tạo thành cực lớn tinh thần xung kích. Cỗ này tinh thần xung kích, đủ để cho người suy nghĩ hỗn loạn, bây giờ Minh Không Thiên Tôn tinh thần liền lâm vào trong hỗn loạn, nhìn như đối với Diệp Thần có lợi, kỳ thực bằng không thì, bởi vì dùng luân hồi sách sửa chữa đi qua, nhân quả xúc động quá lớn, tích nghiệt trầm trọng, sẽ cho Diệp Thần thể xác tinh thần mang đến gánh vác to lớn. Bây giờ, Diệp Thần liền cảm thấy toàn thân kinh mạch một hồi nhói nhói, có chút khó chịu, nhưng hắn đã đáp ứng Diệt Không Thiên Đế. Nhất định sẽ giải cứu hắn, cho nên coi như tự thân chịu khổ, hắn cũng muốn thực hiện lời hứa. Diệp Thần lại cảm thấy mình trên thân cất giữ Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, đã không thấy, hiển nhiên là đi qua sửa chữa thành công, hắn Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, đã cho Diệt Không Thiên Đế phục dụng, giúp đỡ thoát khốn giải ách. Thế giới tuyến thời gian, đi qua nhân quả, tại Diệp Thần luân hồi sách sức mạnh phía dưới, triệt để biến động. Cổ Đoạn Trần hét thảm lên, cặp mắt của hắn, đang suy suy bốc khói. Một đôi mắt vậy mà tại chỗ liền mù mất, bóng tối ma nhãn đã hoàn toàn không thấy, hắn che mắt đau đớn quỳ rạp xuống đất.
Ta là ai, con mắt của ta? A, Diệt Không Thiên Đế móc mắt của ta. Cổ Đoạn Trần phát ra đau đớn tiếng gào, ký ức cũng bắt đầu thác loạn, đã từng trí nhớ của hắn, chính là chính mình cùng Minh Không Thiên Tôn, móc Diệt Không Thiên Đế mắt phải, thành công bổ tu bóng tối ma nhãn. Nhưng bây giờ, đi qua nhân quả bị sửa đổi, Diệp Thần đem kết cục đảo ngược, là Diệt Không Thiên Đế móc Cổ Đoạn Trần ánh mắt, bây giờ một đôi bóng tối ma nhãn, toàn ở Diệt trên thân Không Thiên Đế, cho nên Cổ Đoạn Trần hai mắt, trực tiếp liền mù mất. Nhìn thấy Cổ Đoạn Trần trên người cảnh tượng thê thảm biến hóa, nếu Huỳnh cùng Cốt Thiên Đế bọn người đều là dùng mình, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn cũng không biết luân hồi sách bí mật, chỉ cho là Diệp Thần thay đổi quá khứ năng lực, là luân hồi huyết mạch kèm theo, trong lòng bọn họ đều nghĩ, nếu là Diệp Thần thay đổi quá khứ của bọn hắn, đây chẳng phải là bọn hắn cũng muốn chết. Cái này thay đổi quá khứ thủ đoạn, thực sự có thể xưng nghịch thiên, quá kinh khủng, mạnh không thể tưởng tượng nổi lớn. Ầm ầm, thiên khung tiếng sấm vang vọng, không gian nứt ra, một đạo bá đạo cường đại thân ảnh xuất hiện, toàn thân thiên đế khí bành trướng, thần quang tràn ngập, chính là Diệt Không Thiên Đế. Tại Diệt Không Thiên Đế sau khi xuất hiện, bên trong không pháp cốc trưởng lão Mục Ngàn Nhẫn cũng xuất hiện, Diệp Thần thay đổi quá khứ, hắn cũng sống đến đây. Tiếp đó, là không pháp cốc vô số cường giả, toàn bộ hàng lâm xuống, từng đạo thần quang chiếu rọi chư thiên, khí thế lạ thường. Diệt Không Thiên Đế nhìn xem Diệp Thần, trong mắt lộ ra vô cùng thần sắc kích động, nói. Luân hồi chi chủ, đa tạ cứu mạng. Ta vốn là đã chết, người bởi vì ta thay đổi thế giới, sửa chữa đi qua, cứu sống ta. Sâu như vậy ân, tại hạ suốt đời khó quên. Nói xong liền thật sâu hướng Diệp Thần bái. Bây giờ Diệt Không Thiên Đế, mang theo một đôi bóng tối ma nhãn, hắn đại đạo một lần nữa bổ tu, thực lực cũng khôi phục đỉnh phong, uy thế cường đại. Diệp Thần cười nói, không có gì, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cứu ngươi. Lần này khởi động luân hồi sách, thay đổi quá khứ kết cục, cứu sống Diệt Không Thiên Đế, trên thân Diệp Thần tích nghiệt không nhỏ, thậm chí sẽ có cái giá rất lớn, nhưng hắn cũng không hối hận. Đa tạ, đa tạ. Diệt Không Thiên Đế lần nữa hướng Diệp Thần nói lời cảm tạ, sau đó ánh mắt liền dẫn một tia âm lãnh nhìn về phía Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần, quát lên. Hai người các ngươi sư đồ làm ác đa dạng, hôm nay là các ngươi tội nghiệt bồi thường thời điểm. Nói đi, Diệt Không Thiên Đế một đôi bóng tối ma nhãn bên trong, đều bắn ra một đạo đen nhánh tinh mang, như tên nỏ phá không, phân biệt bắn về phía Minh Không Thiên Tôn cùng Cổ Đoạn Trần đầu, phốc 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 hai tiếng, liền đem hai người bắn chết. Nếu Huỳnh, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu ba người sợ hãi biến sắc, liền cảm thấy Diệt Không Thiên Đế cường đại, tựa như là bóng tối chi chủ đích thân tới đồng dạng, hết sức hung hãn. Nếu Huỳnh hướng về phía Cốt Thiên Đế quát lên, mau gọi người tới. Luân hồi thế lớn, chúng ta cũng không thể thua. Cốt Thiên Đế toàn thân giật mình, biết đại chiến tương khởi, Diệp Thần bên này người đông thế mạnh, hắn bên này nếu như không rời đi cứu binh mà nói, chỉ có đại bại thua thiệt hạ tràng. Ẩn Sơn Vân Nghê, nhanh chóng mang ta cổ tinh môn cường giả buông xuống. Lập tức, Cốt Thiên Đế liền bốc cháy lên một tấm bùa, trong nháy mắt, không gian chấn động, vỡ tan mở ra, chỉ thấy một đầu cực lớn sư tử thú, đạp lên nhanh chân chậm rãi xuất hiện. Đầu này sư tử thú, chính là cổ tinh môn một trong tứ đại hộ sơn thần thú, Ẩn Sơn Vân Nghê. Ẩn Sơn Vân Nghê thân thể khổng lồ, tựa như một tòa di động sơn phong, toàn thân bao trùm lấy thật dày bộ lông màu trắng. Tựa như núi tuyết đỉnh tinh khiết tuyết động, lập lòe nhu hòa thần bí lộng lẫy, tứ chi tráng kiện hữu lực, mỗi một bước bước ra, đều để không gian run rẩy, hiển lộ rõ ràng ra sức mạnh không gì sánh kịp. Nó trên đỉnh đầu, một đôi sắc bén sừng thú, dáng mây thần mang quanh quẩn, tiên khí bành trướng, lại lộ ra sắc bén khí tức, như đao như kiếm. Ngay sau đó, rất nhiều võ giả cường đại, từng cái tự Ẩn Sơn Vân Nghê xuất hiện sau lưng, cũng là trong cổ tinh môn cường giả. Số lượng so với Diệt Không Thiên Đế người mang tới, còn nhiều hơn rất nhiều, rậm rạp chằng chịt phủ kín phía chân trời, mười phần hùng vĩ. Ẩn Sơn Vân Nghê trong con ngươi lộ ra một vẻ lạnh lùng lười biếng, thậm chí là có chút thần sắc khinh thường, nhìn xem Cốt Thiên Đế, nói. Cốt Thiên Đế, người cùng Lôi Âm Thần Điểu không được a, còn có như Huỳnh Tiểu Thư, bản tọa còn tưởng rằng, dựa vào các ngươi liền có thể đoạt được độ chi mảnh vụn, không nghĩ tới hay là muốn bản tọa tự thân xuất mã. Hứ. Chỗ này khí tức, thật làm cho người không thoải mái a. Sụp đổ di tích cổ quanh quẩn trọng trọng sụp đổ khí, đặc biệt là mảnh này sụp đổ hoàng thành phế tích, sụp đổ khí tức thì càng nồng nặc,
cái này khiến Ẩn Sơn Vân Nghê cùng Cổ Tinh Môn vô số cường giả, đều cảm thấy hết sức không thoải mái. Ha ha, nhìn thấy Vũ Tổ, gia hỏa này, thực lực tựa hồ so trước đó còn muốn lợi hại hơn a. Xem ra huyết đồ xương phản bội, ngược lại làm cho hắn phá rồi lại lập, tiến bộ dũng mãnh. Ẩn Sơn Vân Nghê ánh mắt trông về phía xa, liền thấy vùng đất trung ương bên kia Vũ Tổ, cao vạn trượng thiên địa pháp tướng, nguy nga hùng vĩ như thần sơn, bàng bạc rộng rãi, tay cầm lấy một cây thiên chiêu vũ hồn kích, đang cùng độ chi mảnh vụn khí linh, hắc hồn ma thần đánh giết. Vũ Tổ cùng hắc hồn ma thần chém giết, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng trong lúc phất tay, hiển lộ rõ ràng ra bá khí võ đạo uy thế, vẫn là làm cho Ẩn Sơn Vân Nghê một hồi chấn động. Diệp Thần ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa Vũ Tổ, gặp Vũ Tổ đã gọi ra vĩ đại kỳ quan thiên chiêu vũ hồn kích, nhưng vẫn là không địch lại hắc hồn ma thần. Cái kia hắc hồn ma thần, cái chán liền nạm độ chi mảnh vụn, vô tận năng lượng linh khí, không ngừng từ mảnh vỡ kia bên trong chảy xuôi mà ra, lưu chuyển hướng toàn thân nó, tại cái này độ chi mảnh vụn trợ lực phía dưới, lực lượng của nó đơn giản chính là vô cùng vô tận, hoàn toàn che đậy Vũ Tổ. Diệp Thần rất là lo nghĩ, biết mình thật sự nếu không đi qua cứu viện mà nói, Vũ Tổ chắc chắn nguy hiểm, chỉ là bây giờ, Ẩn Sơn Vân Nghê mang theo số lớn cổ tinh môn cường giả buông xuống, tình thế trở nên hung hiểm, hắn lại như thế nào có thể thoát thân. Diệt Không Thiên Đế nhìn ra Diệp Thần tâm tư, nói, luân hồi chi chủ, người đi qua giúp Vũ Tổ A, ở đây liền giao cho ta, ta tới đối phó bọn hắn. Diệt Không Thiên Đế một đôi bóng tối ma nhãn, hoàn toàn mở ra, mênh mông bóng tối cùng hắc khí, che khuất bầu trời, tươi thắm kỳ quan, không pháp cốc vô số cường giả nhóm, liền vây quanh ở bên cạnh hắn, đều là không sợ nhìn xem như huỳnh, Cốt Thiên Đế, Ẩn Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần Điểu bọn người, đã ôm tử chiến quyết tâm. Luận thực lực tổng hợp mà nói, Diệt Không Thiên Đế bên này, chỉ có hắn một cái thiên đế, mà cổ tinh môn bên này, nếu huỳnh, Cốt Thiên Đế, Ẩn Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần Điểu, người người cũng là đỉnh cấp cường giả, thật đánh nhau, không pháp cốc tất bại. Nhưng, vì duy trì Diệp Thần, Diệt Không Thiên Đế đã quyết tâm lấy cái chết tương báo, hắn có thể sống lại một lần, hơn nữa diệt sát Minh Không Thiên Tôn cùng cổ đoạn Trần hai sư đồ, đại thù được báo, đời này cũng không nuối tiếc, nếu như có thể dùng cái chết của mình, tiêu hao cổ tinh môn sức mạnh, có thể giúp đến Diệp Thần mà nói, hắn cũng nguyện ý. Ta cũng lưu lại. Lúc này, Lãnh Nguyệt Tịch cũng đứng dậy, nàng đã từ trong bị ma nhãn huyết thương khung ảnh hưởng khôi phục lại, trên thân thể mềm mại quanh quẩn một tầng như nắng sớm một dạng quang, đó là trong ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết thần quang doanh thể pháp, nàng bây giờ thi triển đi ra, thần quang doanh thể, phảng phất không sợ thế gian bất luận cái gì ăn mòn. Ta muốn thử xem tảng sáng chi chủ đạo pháp uy lực chân chính. Trong tay Lãnh Nguyệt Tịch kéo lên một cây cung, chính là tảng sáng cung hàng nhái, trong mắt tràn đầy chiến ý. Nếu huỳnh thấy thế, khinh thường nói, cầm một cái tên giả mạo, cũng nghĩ cùng ta đấu sao. Nàng đầu ngón tay một kéo, chân chính tảng sáng cung tại trong tay nàng nở rộ tinh mang, khí thế hoàn toàn che đậy Lãnh Nguyệt Tịch. Ẩn Sơn Vân Nghê cũng cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, người muốn đi cứu Vũ Tổ. Ha ha, lưu lại những thứ này xú ngư lạn hà. Như thế nào khả năng cùng ta cổ tinh môn ngang hàng? Vẫn là ngươi tự mình ra tay đi, bản tọa muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Diệp Thần qua lại chiến tích, bưu bình thiên địa, vinh quang không thêm, Ẩn Sơn Vân Nghê cũng sớm đã có nghe, bất quá nó không tin tà, nó liền nghĩ tự mình khiêu chiến Diệp Thần thực lực. Coi như thật sự đánh không lại, thật sự bị Diệp Thần giết chết, nó cũng không hối hận, bởi vì, có thể cùng cường giả chân chính giao phong, đó là đủ để an lòng bình sinh sự tình, dù chết không tiếc. Diệp Thần từ Ẩn Sơn trong mắt Vân Nghê, thấy được so Phương Huyền Đức còn muốn hừng hực cuồng nhiệt đấu trí. Súc sinh này, xem ra cũng là đánh đến rất. Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, nếu là hắn xuất thủ, dùng hết đủ loại át chủ bài, vẫn có không nhỏ phần thắng, nhưng bây giờ Vũ Tổ bên kia, nhu cầu cấp bách người giúp đỡ, nếu như hắn lưu tại nơi này, hao hết sức mạnh mà nói, cái kia Vũ Tổ liền nguy hiểm. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, mảnh phế tích này đại địa bên trên, chân chính đáng sợ uy hiếp, kỳ thực không phải cổ tinh môn, mà là độ chi mảnh vụn, là độ chi mảnh vụn khí linh, hắc hồn ma thần. Diệt Không Thiên Đế nói, luân hồi chi chủ, không cần quản nó, ở đây giao cho ta, người đi đi. Ẩn Sơn Vân Nghê khinh thường nói, người cái này xú ngư lạn hà, còn không có tư cách cùng bản tọa nói chuyện. Nó mười phần cao ngạo, thậm chí ngay cả Diệt Không Thiên Đế đều không nhìn chúng, nó trong mắt chỉ có Diệp Thần. Lại thêm chúng ta đây. Ngay lúc này,
một đạo âm thanh vang dội, từ đằng xa vang lên. Chỉ thấy trăm ngàn đạo lưu quang, từ đông thủ phương hướng bắn nhanh mà đến, khí thế kinh người. Cái kia trăm ngàn đạo lưu quang, bay xuống, người cầm đầu, chính là một đầu khổng lồ con cóc như núi, toàn thân làn da màu vàng xanh nhạt, trong miệng ngậm tẩu thuốc, bên hông bội đao, chỉ có một khỏa độc nhãn trong mang theo lãnh đạm thần sắc, nhìn xem Ẩn Sơn Vân Nghê, Lôi Âm Thần Điều, Cốt Thiên Đế, Nếu Huỳnh bọn người. Chính là Thanh Đồng Cổ Thiềm. Tại Thanh Đồng Cổ Thiềm bên cạnh, chính là sụp đổ thần giáo giáo chủ Minh Khiếu Thiên, cả hai phía sau là sụp đổ thần giáo tất cả giáo chúng, cường giả như mây. Thì ra Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Khiếu Thiên, trước sớm nhận được Diệp Thần đưa tin sau, liền chạy tới, thậm chí nghiêng chúng mà ra, sắp sụp hỏng thần giáo tất cả giáo chúng, tất cả cường giả, toàn bộ mang theo tới, đã chuẩn bị kỹ càng cùng cổ tinh môn quyết nhất tử chiến. Diệp Thần nhìn thấy Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Minh Khiếu Thiên đến, trong lòng lập tức đại hỉ, nói, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh giáo chủ, các ngươi tới thật vừa lúc. Thanh Đồng Cổ Thiềm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ẩn Sơn Vân Nghê, nói, Tiểu Vân Nghê, người vẫn là kiêu ngạo như vậy à? Thiên Viên Vương cùng Xấu Viên Vương không tới sao? Độ chi mảnh vụn đào được, đại sự như thế, bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, vẫn là nói, bọn hắn có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, không cách nào buông xuống. Ẩn Sơn Vân Nghê cười nói, con cóc, cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi là ta cổ tinh môn phản đồ, hôm nay ngươi đã đến liền tốt, bản tọa vừa vặn thanh lý môn hộ. Tỉ tỉ, đột nhiên, một đạo mang theo yếu đuối kinh hãi cùng kinh ngạc âm thanh vang lên. Đó là Như Huỳnh. Nếu Huỳnh ngơ ngác nhìn Thanh Đồng Cổ Thiềm, tựa hồ phát hiện vật gì đáng sợ, cả người nhất thời liền ngạc nhiên thất thần, trở nên có chút kinh hoàng, cùng nàng dĩ vãng nhất quán kiêu căng khinh người bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Diệp Thần ánh mắt thoáng nhìn Thanh Đồng Cổ Thiềm, lập tức liền biết, Nếu Huỳnh hiển nhiên là phát hiện Như Tường Vi tồn tại. Thời khắc này Như Tường Vi, ngay tại Thanh Đồng Cổ Thiềm trong bụng chữa thương, Diệp Thần đại khái cảm ứng một chút, liền bắt được Như Tường Vi khí tức, đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, chỉ có điều nàng không có hiện thân, dường như là sợ cùng Như Huỳnh gặp mặt. Mà Như Huỳnh, tựa hồ cũng sợ cùng Như Tường Vi tương kiến, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng bộ dáng. Diệp Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này yêu nữ, ngày xưa giúp Hắc Ám huynh đệ hội tiêu diệt luân hồi địa ngục, lại trong lòng áy náy. Nàng đối với Tường Vi cô nương cũng là có cảm tình. Chỉ thấy Như Huỳnh thân thể mềm mại không được rung động, nghiến chặt hàm răng. Cốt Thiên Đế khẽ giật mình, nhíu nhíu mày nói, Nếu Huỳnh cô nương, không có sao chứ. Nếu Huỳnh hít sâu một hơi, hơi hơi điều động ra một tia ma nhãn huyết thương khung năng lượng, một khỏa đồng tử hóa thành nhàn nhạt huyết sắc, lại nắm chặt tảng sáng cung, hấp thu khom lưng bên trong ẩn chứa tinh thuần linh quang, nàng tinh thần thoáng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Đồng Cổ Thiềm thân thể, kêu lên. Tỉ tỉ, ra đi. Sau khi một trận trầm mặc, Thanh Đồng Cổ Thiềm trên thân kim quang lóe lên, một đạo mạn lệ thân ảnh phiêu nhiên mà ra, chính là Như Tường Vi. À, nữ nhân này, là độ chi mảnh vụn ngày xưa trưởng khống giả. Nghe nói ngày xưa luân hồi địa ngục, có tứ đại quỷ sai đô thống, tất cả chấp nhất mảnh vụn, thực lực vô cùng cường hãn, nữ nhân này, chính là đã từng trong truyền thuyết, chấp trưởng độ chi mảnh vụn Như Tường Vi. Nàng này khí tức đích xác uyên thâm, nhưng đạo tâm tựa hồ bất ổn. Khi nhìn đến Như Tường Vi sau khi xuất hiện, tại chỗ rất nhiều võ giả, liền vang lên một mảnh bạo động thanh âm. Thiên Cơ Bắt Giữ phía dưới, bọn hắn cũng biết Như Tường Vi thân phận, đều cảm giác kinh hãi, thậm chí có thể cảm giác được Như Tường Vi cùng độ chi mảnh vụn ở giữa, tồn tại trọng đại nhân quả liên lạc. Chỉ có điều, thời khắc này Như Tường Vi, đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ lộ ra một vẻ sợ hãi tịch mịch chi ý, đạo tâm tinh thần rõ ràng là vô cùng không tốt. Mà lúc này Như Huỳnh, đã triệt để khôi phục bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Như Tường Vi, nói. Tỉ tỉ, người đang sợ, là chịu đến ta ma nhãn huyết thương khung xung kích, vẫn là người do ngoài ý muốn năm đó ta tay không tiếp xúc độ chi mảnh vụn sau, tại sao không có tàn phế, thực lực ngược lại tinh tiến. Là Hắc Ám nữ thần đại nhân cứu vãn ta, người chân chính sợ, là Hắc Ám nữ thần cường đại, có thể cứu vãn kẻ chắc chắn phải chết, mà thiên tổ nhìn hắn tín đồ từng cái chết đi, cũng không có thể ra sức, tại thiên đạo quy tắc phía dưới, thiên tổ kém xa tít tắp Hắc Ám nữ thần. Người sợ thiên tổ thất bại, cuối cùng thậm chí bị giết. Xem như đã từng quyết ý tuẫn đạo, cùng luân hồi địa ngục cùng nhau trầm luân người, nếu Tường Vi tín ngưỡng vô cùng thành kính, đối với thiên tổ trung thành sùng bái. Nếu là nhìn thấy thiên tổ tương lai hẳn phải chết thất bại vận mệnh, cái kia đủ để cho nàng đạo tâm sụp đổ.
Diệp Thần ngẩn ngơ, nghĩ thầm, thì ra Tường Vi cô nương sợ, là thiên tổ thực lực không bằng Hắc Ám nữ thần, cuối cùng sẽ bại. Nếu Tường Vi nghe như huỳnh lời nói, gương mặt lập tức liền trầm xuống, đáy mắt sợ hãi bị nàng che giấu, thay vào đó, là một cỗ kiên cường ý ngạo nghễ, nói. Nếu huỳnh, người cầm miệng cho ta, ta biết nhược điểm của ngươi, nếu ta hữu tâm trấn áp ngươi, ngươi đem vạn kiếp bất phục, so chết còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Nghe vậy, nếu huỳnh khẽ giật mình, sau đó khinh thường cười cười, nói, tỷ tỷ, luân hồi địa ngục sụp đổ sau, ngươi đã mất đi độ chi mảnh vụn, thực lực đã rớt xuống ngàn trượng, ngươi lại có năng lực gì, có thể trấn áp ta. Thậm chí bảo ta so chết còn thảm, ha ha, ngươi cũng đừng hù dọa tiểu muội đâu. Nếu Tường Vi hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên lườm liếc Diệp Thần, hình như có thâm ý. Diệp Thần sững sờ, cảm thấy được như Tường Vi ánh mắt, tim đập lập tức liền ra tốc, suy nghĩ, nàng trấn áp như huỳnh biện pháp, chẳng lẽ lại cùng ta có liên quan? Ta lại có thủ đoạn gì, có thể trấn áp yêu nữ kia? Diệp Thần chăm bề phía dưới, thực sự nghĩ không ra, chính mình có cái gì thủ đoạn thần thông, có thể trấn áp như huỳnh, thậm chí gọi đối phương sống không bằng chết. Thời khắc này như huỳnh, phải Hắc Ám nữ thần chân truyền, lại chấp trưởng tảng sáng cung, thực lực vô cùng cường hãn, muốn trấn áp nàng, lại nói dễ dàng sao? Nếu Tường Vi khẽ gật đầu một cái, nói, nếu huỳnh, ngươi dù sao cũng là muội muội của ta, ngươi là ta một tay nuôi lớn, ta sẽ không nhường ngươi chịu quá nhiều đau đớn, hôm nay ta liền giết ngươi, siêu độ linh hồn của ngươi, để cho ngươi giải thoát. Nói đi, nếu Tường Vi toàn thân khí tức đột nhiên nổ tung, trở nên vô cùng hung hãn. Từng sợi hắc ám như địa ngục ma khí, từ trên người nàng lan tràn ra, uy áp ngập trời mênh mông, một bức luân hồi địa ngục bức tranh, ngay tại phía sau nàng hiển hóa ra ngoài. Đó là đã từng luân hồi địa ngục khí tượng, trong địa ngục, ngàn vạn ác quỷ tu la, oan hồn dạ xoa, giống như châu chấu mạn thiên phi vũ lấy, vây quanh như Tường Vi thân thể, để cho nàng xem ra tựa như là địa ngục chúa tể, vô cùng hung hãn. Nhìn thấy như Tường Vi trên thân, hiển hóa ra địa ngục khí tượng, nếu huỳnh, Cốt Thiên Đế, Lôi Âm Thần Điểu, Ẩn Sơn Vân Nghê mấy người cổ tinh môn cường giả, đều là kinh hãi. Ẩn Sơn Vân Nghê đồng tử bên trong, lộ ra lướt qua một cái sâu đậm kiêng kỵ, nói, nữ nhân này, cũng không đơn giản a. Nếu Tường Vi trong tay lại hiển hóa ra một cái núi thây xương cốt chế tạo mà thành trường kiếm, ánh mắt càng lạnh lẽo, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người trước tiên có thể rời đi, đi cướp đoạt độ chi mảnh vụn, ở đây giao cho chúng ta. Diệp Thần thấy thế, liền gật gật đầu, nói, ân, các ngươi cẩn thận, chờ ta cầm tới độ chi mảnh vụn, lại đến cùng các ngươi hội hợp. Bây giờ hai phe địch ta, thế lực cân đối, Diệp Thần cũng không cần quá lo lắng, nếu như hắn cùng thiên nữ lưu lại, vậy hắn bên này phần thắng cực lớn. Nhưng, thế gian hiếm thấy song toàn pháp, nếu là hắn lưu lại, vũ tổ bên kia không có người hỗ trợ, vũ tổ rất có thể muốn chết tại hắc hồn ma thần trong tay. Cho nên, Diệp Thần nhất định phải nhanh chóng chạy tới trợ chiến. Nếu có thể đánh tan hắc hồn ma thần, hắn thậm chí còn có thể đoạt mất, trước tiên cướp được độ chi mảnh vụn. Diệp Thần cùng thiên nữ nhìn nhau, hai người rất có ăn ý, lập tức kết bạn rời đi nơi đây, đi qua cứu viện vũ tổ. Cổ tinh môn đám người gặp Diệp Thần muốn đi, sắc mặt có chút khó coi. Dù sao nếu như bị Diệp Thần đoạt mất, lấy trước đến độ chi mảnh vụn mà nói, cái kia cực kỳ không ổn. Nhưng bây giờ cũng không có ai có thể ngăn cản Diệp Thần, dù sao như Tường Vi, Thanh Đồng Cổ Thiềm, Minh Khiếu Thiên, Diệt Không Thiên Đế đều đứng ở chỗ này, muốn ngăn trở Diệp Thần, trừ phi trước tiên đem mọi người giết chết. Ha ha, nhanh như vậy chạy tới, cướp chịu chết thôi, độ chi mảnh vụn khí linh, cái kia hắc hồn ma thần cũng không dễ đối phó, liền để tiểu tử này đi trước tiêu hao cái kia khí linh sức mạnh tốt. Ẩn Sơn Vân Nghê khinh thường nói, tỷ tỷ, ta không cần ngươi siêu độ, ngươi muốn giết ta. Vậy tiểu muội cũng không thể ngồi chờ chết. Lúc này, nếu huỳnh kéo lên tảng sáng cung, nhìn thẳng như huỳnh. Cổ tinh môn trận doanh cùng như Tường Vi trận doanh hai bên nhân mã, tất cả mọi người đều là nhao nhao tế ra binh khí pháp bảo, toàn thân linh khí tia sáng nở rộ trùng thiên, dương cung bạt kiếm, bầu không khí túc sát tới cực điểm. Một hồi đại chiến, hết sức căng thẳng. Mà lúc này Diệp Thần cùng thiên nữ, cũng không có tham dự trận đại chiến này, mà là nhanh chóng hướng về vũ tổ chạy tới. Cứu viện vũ tổ, mới là mục tiêu của bọn hắn. Thiên nữ nhìn xem Diệp Thần, nói, Diệp Thần, người có phải hay không có cái gì biện pháp, có thể trấn áp như huỳnh yêu nữ kia? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, không có, ta nơi nào có biện pháp gì, chỉ có cứng đối cứng.
Thiên nữ khẽ cau mày một cái, nói, ta nhìn thấy thiên cơ, luôn cảm giác trên người ngươi, có cái gì thứ then chốt, có thể trấn áp yêu nữ kia. Diệp thần cũng nhíu mày rơi vào trầm tư, nhưng ngoại trừ cứng trọi cứng chiến đấu, hắn thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì biện pháp khác, có thể trấn áp như huỳnh. Hắn vẫn lắc đầu nói, ta không biết, tính toán, mặc kệ cái này, việc cấp bách, là cứu viện ta vũ tổ sư tôn. Thiên nữ nói, tốt a. Nàng ngóng nhìn hướng phương xa hắc hồn ma thần, nhìn xem nó chỗ mi tâm kim sắc độ chi mảnh vụn, nàng ánh mắt cũng là trở nên có chút nóng rực lên, nếu là chúng ta có thể trước một bước, cầm tới độ chi mảnh vụn liền tốt. Diệp thần cảm giác sâu sắc gian khổ, nói, muốn cầm đến độ chi mảnh vụn, nhất thiết phải trước tiên đánh tan khí linh này, không dễ dàng a. Mặc dù gian khổ, nhưng đến một bước này, cũng không khả năng quay đầu lại, chật vật đi nữa cũng muốn nếm thử. Diệp thần cùng thiên nữ, liền bằng nhanh nhất tốc độ, chạy tới vùng đất trung ương. Trên đường, hai người đụng phải không thiếu hung thú yêu ma, chấp trưởng độ ngục vương ngồi diệp thần, đem vương tọa vừa thả ra, uy áp cường đại khí thế phóng ra đi, rất nhiều yêu ma quỷ quái, liền toàn bộ hoảng sợ trốn tránh, hoàn toàn không dám tới gần. Nhưng, hai người lại vẫn đụng phải cường đại sụp đổ thể, đối phó sụp đổ thể, độ ngục vương tọa liền vô dụng. May mắn Diệp Thần đã nắm giữ sụp đổ thiên đao, có thể nhẹ nhõm khắc chế sụp đổ thể, chém ra một đao, liền phá đi sụp đổ thể pháp tắc kết cấu, trực tiếp đem phá giải trảm bạo. Thiên nữ gặp Diệp Thần đao pháp khéo như thế diệu, không dựa vào man lực, dựa vào kỹ xảo liền có thể trảm bạo sụp đổ thể, không khỏi giật nảy cả mình, nói, thì ra ngươi lại có phá hư sụp đổ thể biện pháp. Dừng một chút, nàng lại có chút bất đắc dĩ nói, cái kia xấu nô bị chết oan uổng a. Nếu là ngươi tới sớm một chút, hắn cũng không cần chết. Đối phó sụp đổ thể, dựa vào man lực mà nói, liền xấu nô loại này cấp bậc cao thủ, đều phải chết trận, có thể thấy được sụp đổ thể cường hãn. Nhưng nếu như nắm giữ phá hư kỹ xảo, giống Diệp Thần dạng này, dễ dàng một đao liền có thể chặt bạo. Diệp Thần nói, nhân sinh không như ý, 8/9/10, vận mệnh như thế, cái kia cũng không thể làm gì, bất quá Nguyệt Tịch cô nương nói, hắn còn không có chân chính vẫn diệt. Chỉ cần một lần nữa nhóm lửa ngọn đèn kia, hắn liền có thể phục sinh. Xấu nô bản thể, không phải nam không phải nữ không phải yêu không phải ma, chính là một chiếc tảng sáng thanh đăng, bây giờ cái kia tảng sáng thanh đăng, ngay tại Diệp Thần trong tay. Nếu như Diệp Thần có thể một lần nữa nhóm lửa chiếc đèn này mà nói, hắn không chỉ có thể phục sinh xấu nô, có thể có được một kiện đỉnh cấp thần khí. Ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết bên trong có một môn tinh thần nhiên đăng thuật bí pháp, có thể nhóm lửa mệnh đèn. Nhưng không không lúc nào chống không pháp tắc không cho phép, không không lúc nào chống không thiên đạo, còn không cách nào để cho người ta làm đến tình cảnh nhóm lửa mệnh đèn. Nhiên đăng cảnh là tinh không bị ngạn cảnh giới thứ hai, so với nhật nguyệt cảnh còn cường hãn hơn, Diệp Thần dựa vào huyễn thuật tạo hóa mà nói, mô phỏng ra một điểm nhật nguyệt cảnh khí tượng, đã là nghịch thiên một dạng cực hạn, muốn mô phỏng nhiên đăng cảnh, cái kia cơ bản không có khả năng một chút xíu. Cho nên, giai đoạn hiện tại mà nói, Diệp Thần nghĩ lại cháy lên tảng sáng thanh đăng, không có khả năng, trừ phi về sau có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Diệp Thần lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cùng trời nữ cấp tốc tiến lên, ước chừng gần nửa ngày sau, hai người cuối cùng là chạy tới vùng đất trung ương, đi tới Vũ Tổ cùng Hắc Hồn Ma Thần địa điểm chiến đấu. Lúc này Vũ Tổ cùng Hắc Hồn Ma Thần, chiến đấu đã tiến vào gay cấn, hai người cao vạn trượng thân thể, không ngừng chém giết chiến đấu, khuấy động phong vân, chôn vùi thời không. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm khu vực, thời không đều đã phá toái, hiện ra từng mảnh hỗn độn hư vô, thậm chí ngay cả hư vô đều không tồn tại hắc ám trạng thái. Chỉ là hai người chiến đấu phát ra khí lãng, cũng đủ để dung chuyển hoàn vũ, võ giả bình thường quấn vào, chỉ có tan xương nát thịt hạ tràng. Diệp Thần, Thiên Nữ, các ngươi đã tới. Vũ Tổ nhìn thấy Diệp Thần cùng Thiên Nữ đến, một hồi kinh hỉ, vừa lo lắng. Hắn vui mừng chính là có Diệp Thần cùng Thiên Nữ trợ chiến mà nói, hắn liền có cơ hội đánh tan Hắc Hồn Ma Thần, đoạt được độ chi mảnh vụn. Nhưng, Hắc Hồn Ma Thần cường đại, hắn sợ Diệp Thần cùng Thiên Nữ tham chiến, sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì, lo lắng an toàn của bọn hắn. Vũ Tổ Sư Tôn, chúng ta tới giúp ngươi. Diệp Thần nhìn thấy trước mắt tình hình chiến đấu kịch liệt, lập tức cũng không do dự, trực tiếp liền mượn dùng sụp đổ chi chủ sức mạnh, toàn thân khí tức trong nháy mắt giống như thiên lôi nổ tung oanh minh. Sụp đổ khí cùng luân hồi khí hình thành một đạo hỗn hắc trùm tia sáng kim sắc, xông thẳng tới chân trời. Thiên nữ cũng biết nghĩ đánh tan Hắc Hồn Ma Thần mà nói, chỉ có vận dụng toàn lực,
nàng lập tức nắm chặt thần Chu Thiên kiếm, dựng thẳng kiếm ngay ngực, phát ra minh mông ngâm sướng. Băng Hoàng Thánh Điển, Thiên Uy Duy Ta, Bách Điểu Triều Phượng, Đại Đạo Thiên Lâm, mở. Kèm theo thiên nữ ngâm sướng, từng sợi xương tuyết hàn khí, từ trong nàng thân thể mềm mại không ngừng phun ra, thiên thiên vạn vạn phù văn, tựa như từng cái hồ điệp vũ động, lượn lờ bay lên không, ngưng kết thành một bộ kinh thiên thánh điển thiên thư. Thiên thư vừa mở, từng đầu băng tuyết phượng hoàng, sắc bén hót vang lấy bay múa mà ra, hàn khí xâm nhiên, thậm chí mang theo đại đạo thiên uy. Đây là thiên nữ vĩ đại kỳ quan, băng hoàng thánh điển, cũng là nàng sáng lập đạo, chí tôn vô thượng, muốn thân hóa băng hoàng, muốn để bách điểu triều phượng, để cho chúng sinh phủ phục cúng bái, nàng chấp sách ngự vũ, xưng bá xưng tôn. Thiên nữ biết rõ hắc hồn ma thần cường hãn, cho nên vừa thấy mặt liền bộc phát ra vĩ đại kỳ quan, vô tận ngạo khí trùng thiên, xương lạnh phiêu vũ, tại cuồn cuộn băng hoàng vây quanh, thiên nữ như một tôn thiên ngoại nữ thần, cầm kiếm bay lên trời, thần Chu Thiên kiếm mang theo vô cùng lăng lệ phong mang, trên không chém xuống, liền hướng hắc hồn ma thần chém tới. Chanh! Thiên nữ băng hoàng kiếm mang, hung hăng chạm tại hắc hồn ma thần như đêm tối một dạng trên người, phát ra một hồi sắc bén sắt vang dội.